không biết cái này có gì có thể kiêng kỵ. Nếu như bọn hắn có át chủ bài đoán chừng toàn bộ đều lấy ra. Làm gì đợi đến tử thương thảm như vậy trọng đâu. Hắc ưng đặc công trong đầu cái thứ nhất lóe lên chính là Diệp Quân Lâm. Chẳng lẽ Smith bọn hắn biết Diệp Quân Lâm sự tình rồi. Nhưng không có khả năng a. Hắn còn chuyên môn thăm dò qua, Smith bọn hắn căn bản không có đem Diệp Quân Lâm đưa vào mắt. Loại kia khinh miệt là tuyệt đối không biết Diệp Quân Lâm thực lực. Như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Trong này đến cùng tồn tại cái gì? Chỉ là Hắc ưng đặc công bọn hắn cấp bậc này, tuyệt đối tiếp xúc không đến. Một cái thật sâu nghi hoặc chôn ở bọn hắn trong lòng. Hắc ưng đặc công bởi vì tò mò tâm cho phép, nhất định phải tra rõ ràng ở trong đó ẩn tình. Rút. Cuối cùng Ngân Hà hộ vệ liên minh toàn thể rút lui. Lưu lại các liên quân nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là không có đánh. Không phải mọi người khả năng đều muốn hy sinh. Chẳng qua bọn hắn rút đi, làm cho tất cả mọi người đều rất nghi hoặc. Trăm mối vẫn không có cách giải. Tất cả mọi người minh bạch sự tình, nhưng hết lần này tới lần khác Ngân Hà hộ vệ liên minh rút đi. Chẳng qua đối mọi người đến nói thắng lợi, gia viên giữ vững. Ngân Hà hộ vệ liên minh không tiến công, càng là chuyện tốt liên tục. Khắp nơi đều đang hoan hô. Lúc này Diệp Quân Lâm cũng dẫn người xuất hiện. Ba ba. Quân Quân nhìn thấy Diệp Quân Lâm, lập tức nhào tới. Ta Quân Quân lớn lên, ta Quân Quân đi ra con đường của mình. Diệp Quân Lâm vui mừng sờ lấy Quân Quân đầu. Cứ việc vẫn là cái tiểu hài, nhưng trên chiến trường một mình đảm đương một phía dáng vẻ, thấy Diệp Quân Lâm kiêu ngạo cũng đau lòng. Những người khác nhao nhao xúm lại. Có không ít phó tướng trực tiếp hỏi Diệp Quân Lâm, Diệp Quân sư ngươi người đi đâu rồi? Chúng ta một mực tìm ngươi, cho ngươi phát tin tức trở về. Ngươi người đâu? Bởi vì tiền tuyến tử thương nghiêm trọng, mọi người lời nói mang theo một tia trách cứ. Ta đại hạ nhất tự Tịnh Kiên Vương đi đâu rồi? Ta nói cho các ngươi biết, tập kích thần quốc đại bản doanh chính là hắn, trộm đi thần quốc vũ khí đi tiến công chiến ưng quốc bức bách bọn hắn xuất chiến cũng là hắn. Giả trang ta đại hạ tồn tại trong truyền thuyết đến chấn nhiếp thần quốc vẫn là hắn. Chấm. Chạy tới thiên sách thần soái đem Diệp Quân Lâm công tích một chút xíu toàn bộ nói ra. Lần này mọi người mới biết được, nguyên lai Diệp Quân Lâm làm nhiều như vậy. Cứ việc không có đích thân tới một tuyến chiến trường, có thể làm ra công lao so bất luận kẻ nào đều lớn. Luận công cực khổ chí ít xếp tại trước ba vị trí. Mọi người cũng ý thức được loại này trong chiến tranh mưu lược tầm quan trọng. Càng phát ra kính nể Diệp Quân Lâm. Chấm. Một bên khác, Ngân Hà hộ vệ liên minh rút về sau, Smith ngay lập tức đem Hắc ưng đặc công thét lên trước mặt. Tiếp xuống thu xếp một cái nhiệm vụ trọng yếu, thiên thuẫn cục bất kỳ lực lượng nào đều có thể điều động. Hắc ưng đặc công lập tức khẩn trương lên, con mắt không nháy mắt nhìn xem Smith. Chư thần phòng thí nghiệm kỳ thật không có tiêu diệt sạch sẽ. Chủ thần ti kỳ thực có 19 vị, thêm tiến đến một người bình thường. Tên là Hắc Ám Bác Sĩ, hắn là chư thần phòng thí nghiệm phần lớn sinh vật cải tạo thí nghiệm đều là hắn. Còn có một người được vinh dự chư thần phòng thí nghiệm đại não thượng đế chi não. Chư thần phòng thí nghiệm khoa học kỹ thuật cùng hắn có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Bọn hắn cùng với vây cánh tuyệt không xuất hiện. Smith sắc mặt nghiêm một chút nói, cho nên người phải tất yếu tìm tới bọn hắn. Đừng nhìn còn lại một hai người, uy hiếp khả năng so chư thần phòng thí nghiệm còn lớn. Biết. Hắc ưng đặc công gật gật đầu. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm tới hắn. Hiểu chưa? Smith bỗng nhiên đè thấp thanh tuyến, trầm giọng nói. Minh bạch, ta nhất định có thể làm được. Hắc ưng đặc công bảo đảm nói. Đồng thời cũng có vẻ hưng phấn. Lần thứ nhất chân chính có thể điều động toàn bộ thiên thuẫn cục lực lượng. Hắn có thể không kích động sao? Đồng thời hắn tại phỏng đoán Ngân Hà hộ vệ liên minh rút quân, có phải hay không là bởi vì Hắc Ám Bác Sĩ bọn hắn đâu? Hẳn là không đến mức, cứ việc có chút uy hiếp, nhưng không đến mức để Ngân Hà hộ vệ liên minh rút lui. Lần này, ta sẽ cho ngươi cùng toàn bộ thiên thuẫn cục phân phối mới nhất trang bị, để phòng ngừa ngươi gặp được Hắc Ám Bác Sĩ thời điểm bắt không được. Smith nói, tốt, cầm tới Hắc Ám Bác Sĩ cùng Thượng Đế chi não đám người tư liệu về sau, Hắc ưng đặc công lập tức dẫn người đi thăm dò. Smith một mặt nghiêm túc, hắn sẽ giấu ở nơi nào đâu. Hiển nhiên Hắc Ám Bác Sĩ uy hiếp rất lớn, cho chiến ưng quốc tạo thành bối rối. Chấm. Chẳng những bọn hắn muốn tìm Hắc Ám Bác Sĩ. Liền Diệp Quân Lâm cũng phải tìm Hắc Ám Bác Sĩ.
hắn đã thu xếp rất nhiều người bắt đầu tra tìm hắc ám bác sĩ ở nơi nào, chỉ là tư liệu không có Thiên Thuẫn cục như vậy đầy đủ. Diệp Quân Lâm đi theo mọi người về đại hạ, bắt đầu thu thập các loại cục diện rối rắm. Dù sao một trận chiến này khắp nơi đều là tổn thất, tất cả mọi người là nguyên khí đại thương. Trên đường trở về, mọi người còn tại thảo luận đến cùng là ai dùng cự hình cung nỏ bắn giết thần quốc tứ đại cường giả. Còn có hắc ám thượng đế kia ba vị nhân vật từ đầu đến cuối không có xuất hiện, có phải là hư cấu? Nhưng thần trên bảng lại có, ám võng lại thừa nhận. Mọi người thảo luận rất nhiều. Dù sao thắng lợi, trên mặt mỗi người đều tràn đầy thắng lợi vui sướng. Viêm Long vệ tứ đại thủ lĩnh làm thế nào đều cao hứng không nổi, bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc, tâm sự nặng nề. Tiêu thủ lĩnh các ngươi làm sao rồi? Thiên Sách thần soái nhịn không được hỏi. Đúng a, đều đánh thắng trận lớn, làm sao từng cái dầu dĩ không vui? Các ngươi đang sợ cái gì đâu? Mọi người hỏi. Tiêu Liệt Quân bất đắc dĩ lắc đầu, kỳ thật vẫn là có nguy cơ ở. Ví dụ như đâu? Mọi người nhìn hắn hỏi. Còn nhớ rõ kia 3,000 con Leviathan sao? Tiêu Liệt Quân cái này một nhắc nhở. Mọi người mới nhao nhao nhớ tới. Không sai. Cứ việc kia 3,000 con Leviathan đều bị khốn trụ, nhưng kia là tạm thời. Một khi để bọn chúng tránh ra, vậy sẽ là tai nạn. Đến lúc đó nếu như chiến ưng quốc mặc kệ, như vậy đại hạ đem rất khó ứng phó. Đến bây giờ còn không có trực tiếp biện pháp ứng phó. Cho nên đây chính là nguy cơ đang tiềm ẩn. Không chiếm được giải quyết, rất có thể sẽ đối mọi người tạo thành nguy hại. Không đúng, Nhất Tự Tĩnh Kiên Vương không phải nói, không cần quản chuyện này sao? Các ngươi làm sao còn tại xoắn suýt cái này? Thiên Sách thần soái không khỏi nói. Làm sao không có khả năng không xoắn suýt đâu? Cái này dù sao cũng là tai họa ngầm a, mà lại Nhất Tự Tĩnh Kiên Vương mặc dù nói như vậy, nhưng hắn liền Atlantis kế hoạch cũng không biết ở nơi nào a. Chỉ là nghe nói qua thôi. 3,000 con Leviathan chỉ là bị khốn trụ, cũng không phải bị tiêu diệt. Chỉ có chân chính tiêu diệt, kia tai họa ngầm mới là bài trừ. Đúng a, đây là chúng ta trước mắt trọng điểm nan đề. Lần này, Lục Hùng cũng đứng tại bên này. Dù sao kế hoạch là hắn nói ra. Thiên Sách thần soái tin tưởng Diệp Quân Lâm nói tới. Cũng không còn đi quản bọn họ. Từ trong đám người rời đi. Diệp Quân Lâm biết cái này sau đó, cũng không có xen vào nữa. Dù sao nguy cơ tiếp xúc, lại không có chuyện, tùy tiện bọn hắn đi giày vò đi. Sau đó đám người bắt đầu thương thảo như thế nào đối phó Leviathan sự tình. Đừng nhìn chủ thần ti chí cường giả đối phó Leviathan ra cường phiên bản đơn giản như vậy, thế nhưng là đối bọn hắn đến nói chính là khó như lên trời. Trở lại đại hạ về sau. Viêm Long vệ tuyên bố mấy cái quyết định. Thứ nhất. Diệp Quân Lâm vẫn là nhậm chức Nhất Tự Tĩnh Kiên Vương, đồng thời có quyền điều động lợi, một trận chiến này để mọi người tâm phục khẩu phục. Mưu lược phương diện chính là vô địch. Thứ hai, chính là Diệp Quân Lâm trước đó đưa ra an toàn đảo hạng mục tiếp tục, đồng thời còn muốn tăng lớn đầu nhập. Không chỉ như thế, liền cùng đại hạ giao hảo quốc gia thế lực cùng tới gần quốc gia thế lực đều muốn cùng đại hạ liên hợp, đến cùng nhau tiến hành an toàn đảo hạng mục. Lúc đầu Diệp Quân Lâm kế hoạch cùng đại hạ xây 100 cái an toàn đảo, hiện tại đại hạ đại lực đầu nhập, cùng các quốc gia liên hợp. Tổng cộng muốn rèn đúc chí ít 500 cái an toàn đảo hạng mục. Cái này nếu là xây ra tới, gặp lại cái gì nguy cơ cũng không cần sợ. Liền có thể giải quyết Diệp Quân Lâm nỗi lo về sau. Điểm này, hắn đại lực duy trì. Để thánh kinh tổ chức cùng các phương diện đều là hết sức duy trì. Thế là an toàn đảo hạng mục lập tức liền bắt đầu. Tăng thêm trước đó có kinh nghiệm, rất nhanh các phương đều đúng chỗ. Thứ ba sự tình Viêm Long vệ không có ngay tại chỗ tuyên bố. Mà là biến thành Viêm Long vệ nội bộ hội nghị. Liên Diệp Quân Lâm cùng Thiên Sách thần soái đều không thể đủ tham gia. Cái hội nghị này chủ đề tự nhiên là Atlantis căn cứ bên trong bị khốn trụ Leviathan. Đây là đại hạ cơ mật trong cơ mật. Những người khác đương nhiên không thể biết. Viêm Long vệ sẽ tử thủ. Tiếp xuống mọi người thương lượng một chút, hẳn là làm sao đối phó Leviathan. Tiêu Liệt Quân chủ trì hội nghị. Hồng Thanh Thương nói ra, không bằng dạng này, xem trước một chút Leviathan nhóm là trạng thái gì, rồi quyết định kế hoạch của chúng ta. Khương Giã phụ họa nói, không sai, thấy bọn nó lâm nguy trình độ, nếu như vây được sâu, chúng ta thời gian dài, liền có thể chậm rãi nghiên cứu. Vây được cạn,
liền phải nghĩ lập tức biện pháp giải quyết. Lục Hùng thở dài nói, thế nhưng là Atlantis kế hoạch căn cứ ngăn cách, chúng ta căn bản không biết bên trong tình huống như thế nào. Cũng không thể phái người tự mình đi xem đi. Phương pháp này có thể thực hiện, liền từ ta tự mình dẫn đội đi cụ thể xem một chút đi. Tiêu Liệt Quân cái thứ nhất đứng dậy. Ta cũng đi. Lục Hùng cũng đứng dậy. Mấy vị thủ lĩnh, loại chuyện này các ngươi nào có ta chuyên nghiệp. Vẫn là ta tự mình dẫn đội đi thôi. Ngành tình báo Tào Chí Quốc cuối cùng lĩnh cái này nhiệm vụ, tiến về Atlantis kế hoạch căn cứ. Chẳng qua hắn tổng cộng đem đi trước người chia 5 cái tiểu đội, chiếu ứng lẫn nhau. Cuối cùng dù là gặp được nguy hiểm, liền phải liều chết đưa ra một tiểu đội đến, nói cho tình huống. Rất nhanh, hết thảy chuẩn bị kỹ càng. 5 cái tiểu đội trước sau xuất phát. Có địa đồ bọn hắn xe nhẹ đường quen. Không đến đến tín hiệu che đậy địa phương, phát hiện rất là khác biệt, nơi này giống như tao ngộ qua cái gì đồng dạng. Còn không phải sao, chư thần phòng thí nghiệm phái ra một số đông người lực ở nơi này thăm dò, đem vùng biển này gần như đều gượng gạo. Chẳng qua có địa đồ bọn hắn vẫn là một đường tiến về. Lối đi này làm sao cùng lần trước đến không giống. Giống như có người đánh nhau qua đồng dạng, phá hủy lợi hại a. Đúng a, chẳng những cùng trên bản đồ không giống, cùng lần trước đến thời điểm càng không giống, phá hư quá nghiêm trọng. Trong đội ngũ có không ít đoạn thời gian trước hấp dẫn Leviathan tới qua người. Phát hiện lối đi này hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn làm sao biết hắc ám thôn phệ giả ở đây truy đuổi qua Diệp Quân Lâm. Chẳng qua bọn hắn một đường có kinh sợ nhưng không nguy hiểm đi vào Atlantis kế hoạch căn cứ. Quá an tĩnh. Mọi người một đường xâm nhập. CMN, cái này. Có người mới mở miệng chính là Đại Hạ Quốc Túy. Dù sao tại loại rung động này tình huống, thốt ra. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Cái này. Tào Chí Quốc bọn hắn điên. Bởi vì tại Atlantis kế hoạch trong căn cứ nhìn thấy Leviathan vẫn lạc vết tích. Cứ việc Leviathan thân thể lúc trước trực tiếp sụp đổ, nhưng vết tích toàn bộ chìm vào đáy biển. Cái này quái vật khổng lồ vết tích quá tốt phân rõ. 3,000 con Leviathan A. Dòng dã 3,000 con. Đều bị giết chết. Một con đều không có còn lại. Quá rung động. Đây hết thảy không cách nào tưởng tượng. Nghi vấn đến cùng ai làm? Ai có như thế lớn bản lĩnh? Hơn nữa nhìn chiến đấu hiện trường, đối Atlantis kế hoạch căn cứ dưới đáy biển không có tạo thành mảy may phá hư. Đương nhiên trừ đại môn. Một cái rõ ràng to lớn quyền ấn rơi vào đám người trong tầm mắt. Chẳng qua đây nhất định là giết chết Leviathan người hoặc là thế lực lưu lại. Khả năng hắn ở bên trong bị khốn trụ, muốn ra tới, mới một quyền đánh vỡ. Mà lại Tào Chí Quốc thông qua tư liệu biết. Atlantis kế hoạch căn cứ 4 phía vách tường cùng đại môn chính là không thể phá vỡ. Bởi vậy đem Leviathan vây ở chỗ này, Viêm Long vệ mới có thể yên tâm. Một quyền đánh nát, quá khoa trương. Chủ yếu là bên trong chiến đấu vết tích là một chút cũng không có. Vậy đã nói rõ những cái này Leviathan đều là nháy mắt bị miểu sát. Không có chút nào năng lực hoàn thủ. Thậm chí liền giãy giụa đều không có giãy giụa một chút. Phải biết đây chính là 3,000 con quái vật khổng lồ A, liền giãy giụa vết tích đều không có. Đây không phải bình thường miểu sát. Khả năng trong chớp mắt, thuấn sát tất cả Leviathan. Cái này cỡ nào đáng sợ. Mọi người cùng nhau xuất mồ hôi lạnh cả người, toàn thân rừng không ngừng run rẩy. Đây là ai làm? Là ai? Nghĩ không ra là ai? Chiến ưng quốc. Mọi người ý nghĩ đầu tiên chính là như thế. Dù sao vừa mới Ngân Hà hộ vệ liên minh đánh tan chư thần phòng thí nghiệm. Bọn hắn đều có thể chế tạo ra leve ra cường phiên bản, đối phó Leviathan khẳng định không đáng kể. Nhưng duy nhất giải thích không thông địa phương chiến ưng quốc không có khả năng biết đại hạ Atlantis kế hoạch. Nếu không phải tình huống lần này khẩn cấp, Lục Hùng mấy vị thủ lĩnh cũng sẽ không nói ra. Chiến ưng quốc nếu là liền cái này biết, kia quá khủng bố. Nhưng hẳn là không biết, có thể bài trừ ý nghĩ này. Sẽ là ai chứ, chẳng lẽ nói Atlantis kế hoạch còn ẩn giấu đi lúc nào? Cái này kỳ thật tuyệt không đình chỉ, bên trong có cái gì cường giả hoặc là bí mật, mới có thể bảo vệ. Tào Chí Quốc tự lẩm bẩm. Rất có thể, trong mắt của ta, như thế công trình vĩ đại tu đến hơn phân nửa không tu rồi. Cứ như vậy mắc cạn rồi, nguyên nhân không có khả năng đơn giản như vậy a. Đúng a, hao phí tài lực vật tư,
để nhiều người như vậy trực tiếp biến mất thời gian dài như vậy, liền cả một cái đuôi nát căn cứ. Để người khó mà tin được a. À, ta cảm giác trong này khẳng định có cái gì. Chấm. Mọi người nhìn trước mắt to lớn căn cứ, mặc dù yên tĩnh, nhưng cũng sợ đến cực hạn, phảng phất chỗ sâu có cái gì đồng dạng. Đương nhiên bọn hắn hoài nghi Leviathan bị ai diệt trừ, là toàn bộ sai. Đó chính là Diệp Quân Lâm làm. Quan những người khác chuyện gì? Có điều, bọn hắn đối Atlantis kế hoạch nửa đường mà tới hoài nghi lại là có đạo lý. Dù sao hùng vĩ như vậy long trọng một cái công trình tu đến một nửa kết thúc rồi. Hao phí nhiều như vậy nhân lực vật lực tài lực. Phải biết công trình này thế nhưng là rất sớm thời điểm trước kia. Khi đó các phương diện đều gian khổ, cùng hiện tại so ra quả thực ngày đêm khác biệt. Kiến tạo cái này, nói thật so hiện tại muốn khó khăn hơn ngàn lần. Càng không nên hoang phế kế hoạch này. Thế nhưng là cứ như vậy hoang phế. Mà lại chọn vị trí này vậy mà cách ly hết thảy, ngăn cách, dù là hiện đại khoa học kỹ thuật, chư thần phòng thí nghiệm khoa học kỹ thuật đều không được. Những cái này đủ để chứng minh chỗ này không giống bình thường. Đột nhiên bỏ dở hoang phế, tuyệt đối là có nguyên nhân. Mà lại nguyên nhân này nhất định khiến người tê cả da đầu, một khi truyền tới đủ để gọi toàn bộ thế giới chấn kinh. Tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trước. Tào Chí Quốc yên lặng nói, đáng tiếc tuyệt mật hồ sơ ta chỉ nhìn một chút xíu, nghe mấy vị thủ lĩnh nói dường như tuyệt không nâng lên nguyên nhân. Không biết là nguyên nhân gì. Chúng ta vẫn là mau rời khỏi đi, đem tin tức này nói cho mấy vị thủ lĩnh. Chấm. Cảm giác được nơi này sợ hãi. Tào Chí Quốc lập tức mang theo 5 cái tiểu đội từ nơi này rút lui. Cái gì, Leviathan toàn bộ bị tiêu diệt rồi. Đây không có khả năng a. Làm Viêm Long vệ mấy lớn thủ lĩnh biết chuyện này về sau, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đúng a. Tào Chí Quốc đem kỹ càng hết thảy giảng cho mọi người sau. Càng phát rung động. Thuấn sát 3,000 con Leviathan, một điểm vết tích đều không có. Ai làm? Đây là nghi vấn của mọi người. Lần này ta giống như nghe nói nhất tự Tịnh Kiên Vương đang giả trang diễn trong truyền thuyết Thiên Sư Phủ cùng Trấn Ma Ti đến trấn nhiếp thần quốc. Chẳng qua đều nói Thiên Sư Phủ cùng Trấn Ma Ti không tồn tại. Là giả. Có khả năng hay không là thật. Bọn họ đích xác tồn tại. Trợ giúp chúng ta diệt trừ Leviathan. Còn có sử dụng cự hình cung nỏ bắn giết thần quốc đại tướng sự tình. Tào Chí Quốc phân tích nói. Không bài trừ khả năng này. Nhưng tạm thời chuyện này giữ bí mật. Tuyệt không thể trước bất kỳ ai nhắc lên Leviathan bị tiêu diệt sự tình. Để người khác ngờ vực vô căn cứ, dạng này khả năng đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Tại Tiêu Liệt Quân theo đề nghị, chuyện này nội bộ tiêu hóa. Tuyệt không ngoại chuyện. Liệt vào cơ mật. Dạng này liền làm cho tất cả mọi người ngờ vực vô căn cứ vây khốn Leviathan địa phương ở đâu. Leviathan hiện tại là trạng thái gì? Diệp Quân Lâm bên kia khó được thời gian nhàn hạ, cùng người nhà cùng một chỗ đoàn tụ. Chẳng qua hắn cũng có nghi hoặc. Trừ Hắc Ám bác sĩ bên ngoài, còn có chính là Ngân Hà hộ vệ liên minh vì sao đột nhiên rút lui, cũng là để hắn cảm thấy nhức đầu điểm. Hắn không nghĩ ra, nhưng cảm giác được không dễ dàng như vậy. Xem ra, phải tìm cơ hội đi chiến ưng quốc hỏi một chút Hắc ưng đặc công. Chấm. Từ khi thần quốc sau khi bị đánh bại, Ngân Hà hộ vệ liên minh ngay lập tức đem thần quốc tương lai khoa học kỹ thuật quốc gia đều chiếm lĩnh. Người, giết chi. Đồ vật, chia cắt. Dù sao thần quốc đồ vật đều là đồ tốt. Cuối cùng cái này tương lai khoa học kỹ thuật thành bị chiến ưng quốc nhận lấy, Hắc ưng đặc công còn mang theo Thiên Thuẫn cục số lớn đặc công đi vào. Vì chính là cha tìm Hắc Ám bác sĩ cùng Thượng Đế chi não ở nơi nào. Chỉ có điều lật khắp toàn cái tương lai khoa học kỹ thuật quốc gia, đều không tìm được Hắc Ám bác sĩ ở nơi nào hoặc là một tí manh mối. Tại Hắc ưng đặc công xem ra, Hắc Ám bác sĩ rất có thể sẽ lợi dụng thần quốc đại bản doanh trang bị sẽ ngóc đầu trở lại. Hiện tại xem ra, hắn là triệt để từ bỏ nơi này. Mà giờ khắc này tại chiến ưng quốc Tân Kim Thành Tổng Bệnh viện Ung thư chữa bệnh trung tâm một gian phòng làm việc. Cổng viết Pê Tần. Hiển nhiên văn phòng chủ nhân gọi Pê Tần. Đây chính là chữa bệnh trung tâm một tấm vương bài, tại ung thư trị liệu phương diện có chắc tuyệt thành tựu. Mà trong văn phòng người đang ngồi, chẳng ai ngờ rằng lại chính là Hắc Ám bác sĩ. Ai có thể nghĩ tới? Hắn ngay tại chiến ưng quốc ngay dưới mắt, ngay tại chiến ưng quốc Tân Kim Thành tốt nhất trong bệnh viện, vẫn là nhất đẳng chuyên gia. Mặt ngoài hắn chính là một cái bác sĩ, bị người yêu quý.
nhưng ai có thể nghĩ tới hắn cấp độ sâu thân phận. Hắn chính là một người bình thường a, tại bệnh viện bình thường đi làm. Ai có thể nghĩ tới? Hắc ám bác sĩ ở đây. Hắn vừa mới cho bệnh nhân làm xong trị liệu, bệnh nhân này đã tại hắn nơi này trị liệu 2 năm. Cũng bởi vì dạng này, hắc ám bác sĩ mới có thể tiềm ẩn. Không có người sẽ đem hắn cùng hắc ám bác sĩ hướng cùng một chỗ móa. Căn bản không có bất luận cái gì liên quan. Rất nhiều bệnh nhân, thậm chí Tân Kim Thành rất nhiều người đều biết về Tần bác sĩ. Một mực cẩn trọng, nơi nào có công phu đi làm cái khác. Nhưng mà ai cũng không biết. Cái này chữa bệnh trung tâm phía dưới nhưng thật ra là hắc ám bác sĩ tư nhân lãnh địa. Đáng sợ nhất chính là cái này tư nhân lãnh địa lối vào vậy mà là tại nhà xác. Chỉ có xuyên qua nhà xác trùng điệp thi thể, mới có thể đến nơi cửa vào. Đây là không có người nghĩ tới. Dù sao nhà xác trừ một chút nhân viên chuyên môn, ai dám tiến vào a? Chớ nói chi là biết phía sau. Mà lại ngay từ đầu Tân Kim Thành Tổng Bệnh viện tu kiến thời điểm, liên đới xây xong phía dưới tư nhân lãnh địa. Đến mức đã nhiều năm như vậy, căn bản không có ai biết nhà xác chỗ sâu nhất kia một mặt tường vách tường, thậm chí ngay cả cùng một nơi khác. Hắn ở phía dưới làm các loại thí nghiệm, làm ra từng mục một khiếp sợ nghiên cứu khoa học hạng mục. Bằng không, với hắn mà nói cũng quá mệt mỏi. Đã muốn đóng vai thầy thuốc tốt, lại phải nhận lãnh chư thần phòng thí nghiệm nghiên cứu. Cái gọi là đại ẩn ẩn tại thành thị, hắc ám bác sĩ ẩn tàng quá tốt. Làm xong một đài phẫu thuật về sau, hắc ám bác sĩ trực tiếp đi vào nhà xác, mở ra cửa ngầm sau tiến nhập. Bên trong hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Các loại tiên tiến công trình san sát. Trong đó Thượng Đế Chi Não cũng tại, đang dùng thiết bị phân tích cái gì. Chiến ưng quốc đã phái ra Thiên Thuẫn Cục tất cả lực lượng toàn thế giới điên cuồng tìm kiếm chúng ta, bọn hắn đối với chúng ta quá quen thuộc. Dù là ngươi ẩn tàng đến mức độ này, bắt được ngươi ta chỉ là vấn đề thời gian. Thượng Đế Chi Não nói. Lần này chư thần phòng thí nghiệm bị hủy diệt, để bọn hắn biết chiến ưng quốc nước sâu bao nhiêu, có bao nhiêu đáng sợ. Thứ nhất, chiến ưng quốc quá quen thuộc bọn hắn. Thứ hai, chiến ưng quốc phía sau còn có thế lực hoặc là chỗ dựa. So bất luận kẻ nào tưởng tượng đều muốn đáng sợ. Liền hắc ám bác sĩ thần sắc đều lộ ra một tia nghiêm túc đến, đúng a, quá quen thuộc chúng ta. Thậm chí đối ta đều có tương đối kỹ càng tư liệu. Nơi này rất nhanh liền sẽ bị tìm tới. Vậy phải làm thế nào cho phải? Chúng ta phải làm gì? Thượng Đế Chi Não cùng với khác người, nhao nhao nhìn xem hắc ám bác sĩ. Vô luận là thế giới liên quân, hoặc là ngân hà hộ vệ liên minh. Bọn hắn đều là hủy diệt chư thần phòng thí nghiệm hung thủ. Đem chúng ta khổ tâm kinh doanh hết thảy đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hiện tại càng làm cho chúng ta tránh đều không có địa phương. Rõ ràng chúng ta hẳn là xưng bá toàn bộ thế giới, hiện tại cũng luân lạc tới chuột chạy qua đường. Hận a, hắc ám bác sĩ là thật phẫn nộ. Hắn không biết sống bao lâu, nhưng làm hết thảy đều dâng hiến cho chư thần phòng thí nghiệm. Chế tạo ra cái này đến cái khác khủng bố kế hoạch tới. Hắn trả giá thật rất nhiều. Kết quả hiện tại hết thảy đều thành bọt biển. Hắn có thể không tức giận sao? Đem hắn tự tay chế tạo hết thảy đều hủy. Trả thù, ta muốn trả thù bọn hắn. Trả thù tất cả mọi người. Trả thù toàn thế giới. Hắc ám bác sĩ hét lớn. Nếu như là người khác, nói ra trả thù toàn thế giới loại này lời nói, người khả năng cảm thấy hắn là tên điên. Làm sao có thể làm được? Một người còn muốn trả thù toàn thế giới. Nghĩ cái gì đâu. Nhưng hắn là hắc ám bác sĩ a. Hắn tuyệt đối có thể làm được. Huống chi bên người còn có Thượng Đế Chi Não loại này đỉnh cấp trợ thủ. Hắn muốn nói trả thù toàn thế giới, tuyệt đối là có thể. Tốt, chúng ta lại điên cuồng một lần. Thượng Đế Chi Não cũng rất phẫn nộ. Muốn đi theo hắc ám bác sĩ cùng một chỗ hành động. Chẳng qua muốn làm thế nào lên đâu. Những nhân viên khác nhìn xem hắc ám bác sĩ hỏi. Nói dễ, làm khó. Ngay cả Thượng Đế Chi Não cũng nhìn chằm chằm hắc ám bác sĩ. Đột nhiên hắc ám bác sĩ cười. Cứ việc chiến ưng quốc bọn hắn quen thuộc chư thần phòng thí nghiệm hết thảy, liền chủ thần ti cũng nhẹ nhõm nắm giữ. Nhưng là luôn có bọn hắn không biết, đại thiên thế giới, mọi loại biến hóa, cất giấu rất nhiều bí mật. Có chút là với cái thế giới này có chỗ tốt, có xúc tiến tác dụng. Thế nhưng là có chút lại là tai nạn tính, một khi xuất hiện chính là hủy diệt. Nói, hắc ám bác sĩ trên mặt toát ra thần sắc kinh khủng tới. Mấy cái thế kỷ đến nay,
bọn hắn thăm dò qua thế giới này quá nhiều địa phương, cũng trưởng khống quá nhiều bí mật. Luôn có chút là chiến ưng quốc không biết. Thượng đế chi não cũng minh bạch cái gì, thân thể bắt đầu run rẩy. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắc ám bác sĩ, có chút khẩn trương hỏi, này sẽ không quá cực đoan một điểm. Thật muốn bắt đầu sao? Biết hắc ám bác sĩ chỉ là cái gì về sau? Hắn bắt đầu sợ. Khẳng định chuyện này vượt qua tâm lý của hắn dự tính. Đều lúc này, người thì sợ gì cực đoan? Không cực đoan ngươi cảm thấy có thể trả thù đến chiến ưng quốc sao? Chiến ưng quốc năng lực ngươi lần này cũng nhìn thấy, bình thường trả thù đối bọn hắn vô dụng. Chỉ có dạng này khả năng trả thù đến bọn hắn, trả thù đến toàn thế giới. Chuyện này ta quyết định, đuổi tại bọn hắn tìm tới chúng ta trước đó. Nhất định phải thi hành, dạng này chúng ta chết cũng có thể bị chết an ổn. Tiếp xuống chúng ta muốn lập tức chuẩn bị, thiên thuẫn cục tốc độ sẽ chỉ so với chúng ta tưởng tượng nhanh. Hắc ám bác sĩ thần sắc lần nữa ngưng trọng lên. Minh bạch, để thế giới này nhìn xem hủy diệt chư thần phòng thí nghiệm lửa giận đi. Thượng đế chi não đám người nhao nhao bắt đầu hô to. Chấm. Thiên thuẫn cục tốc độ xác thực nhanh. Tại hắc ưng đặc công dẫn đầu dưới, đem chư thần phòng thí nghiệm trước kia căn cứ cùng hậu kỳ tại đại hạ căn cứ chờ một chút địa phương toàn bộ triển khai lục soát. Tranh thủ không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Thiên thuẫn cục lực lượng quá cường đại. Trong thời gian thật ngắn. Liền đem chư thần phòng thí nghiệm có liên quan địa điểm toàn bộ lục soát một lần. Không có bất kỳ cái gì manh mối. Chớ đừng nói chi là tìm tới hắc ám bác sĩ. Hắc ưng đặc công bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, phạm khó xử. Cứ việc chúng ta có tư liệu, nhưng tư liệu còn chưa đủ kỹ càng. Bởi vì hắc ám bác sĩ liền tiềm ẩn ở thế giới một góc nào đó, cùng người bình thường đồng dạng. Cái này như thế nào đi tìm? Mà lại cái này mấy chương hình của hắn căn bản nói rõ không là cái gì, liền Leviathan loại này viễn cổ sinh vật đều có thể chế tạo ra tồn tại, cho mình thay hình đổi dạng chẳng phải là rất dễ dàng. Thậm chí khoa trương một điểm nói, hắn có thể đem mình biến thành lão nhân, cũng có thể là hài đồng. Giới tính phương diện nam nữ đều có thể, cái này khiến chúng ta làm sao tìm được. Lưỡi đao đặc công nói, gấu bắc cực đặc công phụ họa nói, đúng a, có thể nói như vậy. Chúng ta thấy qua tùy ý một người đều có thể là hắn. Thậm chí xen lẫn trong chúng ta cũng không nhất định. Hắc ưng đặc công gật gật đầu, điểm này ta cũng rõ ràng. Dù là trưởng khống nhiều như vậy tư liệu, chúng ta cũng không khác mò kim đáy biển. Quá khó, nếu là hắn giấu lên, biện pháp nhiều lắm. Chấm. Ngay từ đầu, Hắc ưng đặc công cảm thấy điều động toàn bộ thiên thuẫn cục lực lượng rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Hiện tại xem ra vô cùng khó khăn. Những cái này tư liệu căn bản không được bao lớn tác dụng. Dù sao kia là tiến vào chủ thần ti duy nhất người bình thường a. Có thể để cho cục thủ Smith kiêng kỵ thành bộ dạng này, liền có thể đánh giá ra sự uy hiếp của người này lớn bao nhiêu. Mấu chốt hắn là trong bóng tối, muốn trả thù chiến ưng quốc rất dễ dàng. Suy xét đến tình huống này, bọn hắn nhất định phải dùng thời gian ngắn nhất đem người bắt tới. Khó a, làm sao bây giờ? Cũng không thể như thế mù quáng tìm đi xuống đi. Đúng a, tối thiểu phải xác định một cái đại khái phương hướng a. Không thể cùng con ruồi không đầu đồng dạng đi loạn. Chấm. Hắc ưng đặc công cau mày, đang suy nghĩ phương pháp. Nghe nói hắc ám bác sĩ vẫn luôn là đơn độc hành động, cũng không cùng chư thần phòng thí nghiệm cùng một chỗ. Dù là chư thần phòng thí nghiệm biến mất mấy năm này, hắn vẫn một mực đang. Chẳng qua nếu là hắn nghiên cứu, khẳng định cần phòng thí nghiệm a. Khẳng định cần rất nhiều nhân lực tài lực a. Lúc này, tuyết báo đặc công nói. Đúng a, nếu là nghiên cứu của hắn đầu nguồn tìm, đoán chừng có chút hy vọng. Nhưng thế giới như thế một đi không trở lại cái kia tìm. Từ nơi đó bắt đầu, vẫn là không có gì cụ thể phương hướng. Hắc ưng đặc công đầu tiên là đôi mắt bên trong sáng lên. Ngay sau đó thở dài. Tìm hắc ám bác sĩ đúng không? Ta có thể giúp các ngươi. Lúc này, một thanh âm truyền đến. Hắc ưng đặc công mấy người sững sờ. Một giây sau, Diệp Quân Lâm đi đến. Thần không biết quỷ không hay xuất hiện. Quả thực để bọn hắn bị kinh sợ. Chẳng qua còn tốt Hắc ưng đặc công cùng mấy cái tâm phúc đều là biết Diệp Quân Lâm bản lãnh. Rất nhanh liền khôi phục lại. Ngươi cũng phải tìm hắc ám bác sĩ. Hắc ưng đặc công hỏi. Đương nhiên, hắn tồn tại chính là uy hiếp, mà lại rất lớn. Không tìm được hắn, ngủ không yên a. Diệp Quân Lâm nói. Hắc ưng đặc công gật gật đầu, đúng vậy a.
chẳng qua hắn quá khó tìm, ngươi có biện pháp nào? Đúng à, cái này một hai ngày thời gian, chúng ta tại trong phạm vi toàn thế giới đều tìm. Một điểm manh mối đều không có. Lưỡi đao đặc công nói. Gấu Bắc Cực đặc công còn đem tư liệu đưa cho Diệp Quân Lâm, liền điểm ấy tư liệu, có thể tìm cái gì à? Bọn hắn đều nghi hoặc nhìn Diệp Quân Lâm. Không quá tin tưởng hắn có biện pháp nào. Diệp Quân Lâm cầm qua tư liệu nhìn một chút, hắn cười nói, tài liệu này hoàn toàn chính xác có hạn. Các ngươi Thiên Thuẫn Cục lực lượng hoàn toàn chính xác cường đại, như thế trong thời gian ngắn đã toàn thế giới đại khái tìm một vòng. Chẳng qua các ngươi cũng có coi nhẹ điểm. Diệp Quân Lâm lời này mới ra. Tất cả mọi người đều nhìn lại. Có ý tứ gì, chúng ta coi nhẹ điểm. Hắc Ưng đặc công gấp gáp hỏi. Những người khác càng là hiếu kỳ. Đúng a. Diệp Quân Lâm nhìn xem chúng nhân nói, thứ nhất, hắc ám bác sĩ tiềm ẩn tại người bình thường bên trong, các ngươi có nghĩ qua hắn lấy loại nào thân phận sinh hoạt sao? Cụ thể một điểm đâu, chính là cái gì nghề nghiệp? Diệp Quân Lâm một nhắc nhở như vậy, mọi người khiếp sợ đồng thời, một cái tiếp một cái kịp phản ứng. Hắc Ưng đặc công hoảng sợ nói, chẳng lẽ người ý tứ hắn tại trong hiện thực là bác sĩ? Diệp Quân Lâm cười cười, ta nghe nói hắn yêu nhất giải phẫu các loại sinh vật các loại chủng tộc. Nếu như hắn sinh hoạt tại người bình thường bên trong, có thể thời khắc tiến hành giải phẫu, như vậy bác sĩ cái này nghề nghiệp là thích hợp hắn nhất. Đúng a, hắc ám bác sĩ hắn trước kia nghề nghiệp chính là bác sĩ a. Tại người bình thường trong sinh hoạt hắn đại khái suất chính là bác sĩ. Hắc Ưng đặc công hoảng sợ nói. Cái khác cũng lộ ra cuồng hỉ tới. Xác định phương hướng. Trước đó chính là con ruồi không đầu đi loạn, mù quáng không có phương hướng mù lục soát. Nhưng lần này khác biệt. Có phương hướng. Mặc kệ cuối cùng có thể hay không tra được hắc ám bác sĩ, tối thiểu hiện tại là có phương hướng. Liên chiếu vào bác sĩ nghề nghiệp tìm. Đây chính là đại phương hướng xác định. Còn có đây này. Hắc Ưng đặc công kích động mà hỏi. Cái phương hướng này vừa ra tới, hắn đã kích động. Những người khác cũng vội vàng nhìn xem Diệp Quân Lâm hỏi điểm thứ hai. Điểm thứ hai. Các người có hay không nghĩ tới hắc ám bác sĩ tại khu vực nào? Cụ thể một chút nói tại quốc gia kia. Diệp Quân Lâm hỏi. Cái này. Hắc Ưng đặc công cùng lưỡi đao đặc công bọn hắn mạch suy nghĩ giống như lập tức toàn bộ mở ra. Lập tức liền có phương hướng. Bọn hắn chỉ là toàn thế giới mù quáng tìm. Một mực đang tìm chư thần phòng thí nghiệm đi qua địa phương hoặc là dấu vết lưu lại. Thật không có cụ thể nghĩ tới hắc ám bác sĩ cụ thể ở nơi nào. Diệp Quân Lâm một nhắc nhở như vậy, bọn hắn lập tức kịp phản ứng. Bắt đầu hướng cái phương hướng này nghĩ. Chẳng lẽ ngay tại Đại Hạ, dù sao cái này biến mất 3 năm chư thần phòng thí nghiệm ngay tại Đại Hạ a? Gấu Bắc Cực đặc công nói. Không có khả năng, nếu như tại Đại Hạ, chắc hẳn Diệp tiên sinh đã sớm phát giác. Hắc Ưng đặc công nói. Hắn lại nhìn xem Diệp Quân Lâm nói, Diệp tiên sinh ngươi nói thẳng đi. Không muốn treo chúng ta khẩu vị. Nói như vậy, hắc ám bác sĩ tuyệt đối không phải lâm thời ẩn nấp. Dựa theo Đại Hạ đến nói đại ẩn tại thành thị. Hắc ám bác sĩ vẫn luôn là sinh hoạt tại người bình thường ở trong, khả năng mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm. Hoặc là càng lâu, hắn hết thảy khả năng từ đầu tới đuôi đều chưa từng thay đổi. Dạng này mới là khó tìm nhất đến. Diệp Quân Lâm một nhắc nhở như vậy sau. Hắc Ưng đặc công vô ý thức lên tiếng nói, hắn ngay tại chiến ưng quốc. Lưỡi đao đặc công cùng với khác người cũng đều là thốt ra, hắn khẳng định một mực đang chiến ưng quốc khi bác sĩ. Đoán chừng vẫn là cái rất nổi tiếng bác sĩ, có được không nhỏ xã hội bối cảnh. Chấm. Trải qua Diệp Quân Lâm chỉ hạt, mọi người một cái tiếp một cái kịp phản ứng. Lần này phương hướng trực tiếp xác định. Tại chiến ưng quốc điều tra mỗi một cái bác sĩ. Kỳ thật không nhất định chiến ưng quốc, nhưng khẳng định tại chiến ưng quốc chung quanh hoặc là cùng chiến ưng quốc hữu quan hệ. Hắc Ưng đặc công nói bổ sung. Diệp Quân Lâm gật gật đầu, dựa theo cái phương hướng này đi tìm, đại khái suất là có thể tìm tới. Đâu, mặc dù từng cái bác sĩ phân biệt lên cũng khó khăn, mà lại hắc ám bác sĩ tính cảnh giác cực cao, khả năng rất nhanh có thể biết động tác của chúng ta. Bởi vậy chúng ta cần thật tốt kế hoạch một phen, bí mật tiến hành cái này nhiệm vụ. Hắc Ưng đặc công rất cẩn thận, đương nhiên cũng là căn cứ vào hắc ám bác sĩ cường đại. Nhất định phải cẩn thận. Không phải ngay từ đầu tra, hắc ám bác sĩ liền sẽ kịp phản ứng. Có xác định phương hướng, mọi người đều trở nên hưng phấn. Hận không thể lập tức liền đi tra.
còn phải cảm tạ Diệp tiên sinh. Hắc ưng đặc công cười nói. Ta tới, chưa tìm Hắc ám bác sĩ chuyện này bên ngoài, còn có một việc tìm ngươi. Diệp Quân Lâm vừa nói như vậy, Hắc ưng đặc công sắc mặt biến đổi. Mang theo Diệp Quân Lâm đi vào chỗ tối. Không nghĩ những người khác nghe được. Dù là mấy người kia đều là tâm phúc. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ta cũng không biết. Đây không phải ta cấp độ này có thể tiếp xúc đến. Ta cũng không biết vì cái gì, ta cũng hỏi qua bọn hắn vì sao không trực tiếp tiến công diệt đi thế giới liên quân, từ đó xưng bá thế giới. Nhưng bọn hắn rút lui, cũng không nói cho ta nguyên nhân. Đây cũng không phải là ta có thể biết. Hắc ưng đặc công nói rất thẳng thắn. Cũng không phải là một mực phụ thuộc Diệp Quân Lâm. Mà là nói ra bản thân ý tưởng chân thật ví dụ như muốn tiêu diệt thế giới liên quân, muốn xưng bá thế giới. Bởi vậy, Diệp Quân Lâm tin tưởng hắn nói. Mà lại hắn cũng minh bạch Hắc ưng đặc công còn chưa tới cấp bậc kia. Người rất thông minh, tuyệt không hướng người khác lộ ra tin tức của ta. Diệp Quân Lâm cười cười. Chẳng qua ngươi là đúng. Bất luận chiến ưng quốc hữu mạnh cỡ nào, ta muốn giết ngươi vẫn là dễ như trở bàn tay. Điểm ấy chính ngươi minh bạch. Diệp Quân Lâm lại bổ sung một câu. Hắc ưng đặc công cười cười, ta sợ chết, ta không dám. Tốt. Nhanh đi tìm Hắc ám bác sĩ đi, cần ta hỗ trợ, cho ta biết. Chấm. Chờ tất cả mọi người rời đi sau. Diệp Quân Lâm nhìn xem chiến ưng quốc lâm vào mê mang. Nó đến cùng có cái gì? Vì sao có thể tùy tiện giải quyết chư thần phòng thí nghiệm? Vẫn là như vậy nhẹ nhõm. Cái này quốc gia đến cùng là dạng gì một cái tồn tại? Đến cùng phía sau có loại nào thế lực? Lạ lẫm mà quen thuộc. Đây là cái tự do quốc gia, bởi vậy. Khả năng cùng loại với chư thần phòng thí nghiệm có rất nhiều. Chỉ là chư thần phòng thí nghiệm chính mình cũng không biết, sau đó bành trướng, tự cho là trưởng khống hết thảy, trưởng khống chiến ưng quốc. Thật tình không biết mình mới là cái kia thằng hề. Vốn cho rằng giải quyết chư thần phòng thí nghiệm, Diệp Quân Lâm sứ mệnh liền hoàn thành. Không nghĩ tới a, lợi hại hơn đến. Mà lại chư thần phòng thí nghiệm cũng còn có dư nghiệt tại, Diệp Quân Lâm mí mắt một mực đang nhảy. Hắn biết nếu như mau chóng không đem Hắc ám bác sĩ bắt tới. Nguy hiểm như vậy sẽ lần nữa tiến đến. Diệp Quân Lâm có thể làm chính là thúc giục an toàn đảo hạng mục. Còn tốt hiện tại các phương cùng một chỗ cố gắng, tốc độ rất nhanh, không biết ngày đêm đang trong quá trình tiến hành. Mà lại có kinh nghiệm phong phú, hiệu suất rất cao. Dự tính đem tại trong vòng một tháng hoàn thành tất cả an toàn đảo hạng mục kiến thiết. Trừ cái đó ra. Chính là đối chiến ưng quốc tiến hành một cái điều tra. Điều tra nó vì sao trở nên lợi hại như vậy rồi. Chẳng qua đây nhất định là một cái lâu dài quá trình, trong thời gian ngắn đừng nghĩ biết đáp án. Xem ra mỗi cái địa phương đều có bí mật. Liên đại hạ cũng không ngoại trừ. Hiện tại hồi tưởng một chút cũng cảm thấy đáng sợ. Ví dụ như Atlantis kế hoạch, hùng vĩ như vậy công trình đến cùng là làm gì? Nếu như không phải như thế thời khắc mấu chốt. Diệp Quân Lâm sẽ không biết. Làm cho hắn hiện tại cũng rất muốn biết nguyên nhân. 15 năm trước oanh động 99 đại hải công trình, 80 người vạn mất tích 6 năm. Bốc hơi khỏi nhân gian. Vì sao lúc trước tu kiến một nửa, đột nhiên kết thúc? Đến cùng là nguyên nhân gì? Gặp cái gì? Vẫn là tình huống khác. Về phần nguyên nhân, lúc ấy có người sách đầy miệng là lúc ấy kỹ thuật có hạn, tài nguyên tiền tài cũng thiếu, cho nên mới từ bỏ. Thế nhưng là Diệp Quân Lâm tự mình từng tới cái trụ sở này. Vấn đề kỹ thuật, tài nguyên vấn đề, tiền tài vấn đề. Nhưng Atlantis kế hoạch căn cứ là hoàn toàn xây thành, cũng không phải là đại khái kết cấu xây thành, là 90% đều xây xong. Đây là cái hoàn chỉnh căn cứ. Đều không phải. Khẳng định có nguyên nhân khác. Chấm. Một bên khác tại bị Diệp Quân Lâm chỉ điểm về sau, Hắc ưng đặc công bọn hắn đã tổ chức thiên thuẫn cục các lớn người phụ trách. Bắt đầu hội nghị, bố trí kế hoạch tiếp theo. Chẳng qua gấu bắc cực đặc công cùng lưỡi đao đặc công, lại đem Hắc ưng đặc công thét lên một bên. Lão đại, thật tạm thời phải ẩn giấu Diệp Quân Lâm thực lực sự tình. Lưỡi đao đặc công hỏi. Gấu bắc cực cũng nói, đúng a, ta cảm thấy uy hiếp của hắn càng lớn một điểm. Dù sao chúng ta lập trường khác biệt, nói trắng ra, chính là địch nhân, không thể lại tiếp tục giúp hắn làm việc. Hắc ưng đặc công cười lạnh nói. Tuyệt đối không được có ý nghĩ này. Diệp Quân Lâm rất có thể ngay tại chung quanh, muốn chết liền nói ra đi. Đến lúc đó cục thủ bọn hắn là biết Diệp Quân Lâm hết thảy, nhưng là chúng ta đều phải chết.
không muốn hoài nghi thực lực của hắn. Nghe được nhắc nhở về sau, gấu Bắc Cực đặc công cùng lưỡi đao đặc công nghĩ đến trước đó không lâu Diệp Quân Lâm mạnh mẽ chấn vỡ khốn thần số một khóa còng tay hình tượng. Phải biết vừa mới kết thúc trong chiến tranh, bọn hắn dùng khốn thần số một đem thần quốc cường giả vây khốn về sau, không có người nào có thể tránh thoát. Nhưng Diệp Quân Lâm nhẹ nhàng như vậy có thể. Mà chiến ưng quốc nhẹ nhàng như vậy thu thập thần quốc, cũng là bởi vì quen thuộc hiểu rõ thần quốc hiểu rõ chủ thần ti. Nhưng Diệp Quân Lâm cái này cường giả, bọn hắn là không có chút nào hiểu rõ. Giết bọn hắn rất dễ dàng. Vậy ta còn muốn sống, tuyệt đối không thể đem Diệp Quân Lâm thực lực bộc lộ ra đi. Hai người nói. Hắc ưng đặc công gật gật đầu, thậm chí thời khắc mấu chốt, cái này có thể trở thành chúng ta bảo mệnh thẻ đánh bạc. Kiên quyết không thể bại lộ. Các ngươi nói Diệp Quân Lâm có thể hay không cùng đại hạ cái kia vây khốn Leviathan địa phương thần bí có quan hệ. Cái này cũng không biết. Mà giờ khắc này, Viêm Long Vệ cũng ngay tại thảo luận vấn đề này. Khởi xướng vấn đề người là Tào Chí Quốc. Hắn tự mình đi hướng Atlantis kế hoạch căn cứ về sau, đầy bụng nghi hoặc. Hắn chủ động thấy bốn vị thủ lĩnh. Bốn vị thủ lĩnh, có thể hay không nói một chút Atlantis kế hoạch kết thúc nguyên nhân. Tuyệt không phải kỹ thuật tài nguyên vấn đề, ta tận mắt thấy đều xây xong. Ở trong đó khẳng định có nguyên nhân, hồ sơ ở trong khẳng định có ghi lại. Thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của ta đi, ta thậm chí hoài nghi cái này cùng Leviathan nhóm tập thể hủy diệt có quan hệ. Cái này, Tiêu Liệt Quân tư nhân lộ ra một tia kinh ngạc tới. Giống như là Tào Chí Quốc nói đúng đồng dạng. Tào Chí Quốc bắt được mấy người hơi biểu lộ, lập tức hoảng sợ nói, xem đi, các ngươi khẳng định cũng dạng này cảm thấy. Hiện tại không có người ngoài, chỉ chúng ta 5 người, có thể để cho ta biết sao. Tào Chí Quốc dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn xem 4 người. 4 người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Lục Hùng thở dài một hơi, tốt ha, vậy ta lần nữa mở ra hồ sơ đi. Rất nhanh Lục Hùng đem phủ bụi hồ sơ lần nữa lấy ra. Thả ở trước mặt mọi người mở ra. Lục Hùng giải thích nói, hoàn toàn chính xác, cùng ngươi nghĩ đồng dạng. Atlantis kế hoạch kết thúc cũng không phải là bởi vì kỹ thuật hoặc là tài nguyên, mà là thật gặp được sự tình. Nguyên nhân đâu? Tào Chí Quốc lập tức cầm qua hồ sơ nhìn lại. Tào Chí Quốc nhìn thấy trên hồ sơ viết nguyên nhân, cả người đều chấn kinh. Quả nhiên Atlantis kế hoạch căn cứ, tại cuối cùng hướng đáy biển chỗ sâu đào móc thời điểm xảy ra chuyện. Kỳ thật trước mắt tu kiến hoàn thành là cơ sở công trình. Nhưng mà Đông Hải Long Cung kế hoạch, chủ yếu nổi bật tại Long Cung bên trên. Long Cung kiến tạo cần tiến một bước xâm nhập dưới biển sâu, lại hướng chỗ sâu đào móc. Nhưng mà cái này một đào móc liền xảy ra chuyện. Đào được không nên đào. Bản thân Atlantis kế hoạch ngay tại bên trong biển sâu, đi vào rất sâu địa phương. So năm đó chiến hùng quốc chuẩn bị xuyên thấu thế giới kế hoạch đào phải còn muốn sâu. Hoàn toàn là ngăn cách. Hẳn là cho đến tận đây toàn thế giới liên quan tới đại hải khai phát sâu nhất vị trí. Dù là hiện đại khoa học kỹ thuật lặn xuống đều lặn không được sâu như vậy. Thậm chí Atlantis kế hoạch chân chính đào móc đến chiều sâu so Diệp Quân Lâm bọn hắn nhìn thấy căn cứ là phải sâu rất nhiều. Chẳng qua đây là đại hạ tuyệt mật, những người khác cũng không biết. Thế là tại tiến một bước đào móc trong quá trình xảy ra chuyện, bởi vì đào quá sâu, đào được không nên đào. Trên hồ sơ viết là long mạch. Nhưng cái này long mạch cũng không phải là trong phong thủy học nói tới, chẳng qua là lúc đó người phụ trách gọi là long mạch. Nhưng kỳ thật là linh mạch. Linh mạch chính là mạch mỏ tài nguyên gọi chung. Bên trong ẩn chứa các loại siêu cấp kiểu mới nguồn năng lượng. Dựa theo đại hạ cường giả thuyết pháp chính là linh khí, có thể tới tu luyện. Dù sao truyền thuyết trước kia đại hạ có rất nhiều viễn cổ người tu luyện, chính là dựa vào linh khí tu luyện. Cụ thể một điểm chính là trong truyền thuyết luyện khí sĩ Trấn Ma Ti cùng thiên sư phủ thiên sư nhóm chính là dựa vào linh khí tu luyện. Nếu như bọn hắn thật tồn tại, như vậy hiện tại nhất định là tại linh khí nồng đậm chỗ tu luyện. Chỉ có linh khí nồng đậm địa phương mới thích hợp bọn hắn tồn tại. Nhân sinh bình thường sống địa phương linh khí khô kiệt, căn bản không có linh khí. Biển sâu rất nhiều linh mạch bên trong nguồn năng lượng đều là nhân loại chưa bao giờ thấy qua. Cũng là các quốc gia nguồn năng lượng khai thác phương hướng. Chẳng qua độ khó cực lớn, tuyệt không khai thác bao nhiêu. Liền chín châu mất sợi lông cũng không tính. Nhưng mà Atlantis đào móc đến linh mạch nhưng quá khủng bố. Sở dĩ bị trở thành long mạch, đó là bởi vì đầu này linh mạch là mạnh nhất hệ liệt.
tuyệt đối là trên thế giới này kinh khủng nhất linh mạch. Không có cái thứ hai. Như thế hình dung a, liền tựa như là địa cầu động mạch chủ. Bên trong ẩn chứa nguồn năng lượng quá khoa trương. Hơi phóng thích một chút xíu, liền có thể triệt để phá hủy toàn bộ Atlantis kế hoạch căn cứ. Mà lúc đó đào móc thời điểm, vẻn vẹn dùng khoan mở ra một cái miệng nhỏ. Kết quả khoan cùng miệng nhỏ khe hở ở giữa, linh mạch được phóng thích ra một điểm khí thể, trực tiếp vỡ nát Long Cung kế hoạch tất cả thiết bị cùng nhân viên. Không có cụ thể nói rõ, nhưng Long Cung cái này khổng lồ công trình, nhân lực vật lực những cái này toàn bộ bị phá hủy, có thể nghĩ khủng bố đến mức nào. Vẻn vẹn khe hở ở giữa xuất hiện, liền có như vậy uy lực. Nhân viên nghiên cứu khoa học lập tức tiến hành tìm tòi nghiên cứu, kinh khủng phát hiện đầu này linh mạch. Nếu quả thật đục mở, bên trong nguồn năng lượng tuôn ra đến, trực tiếp đối thế giới là phá hủy tính đả kích. Nếu là đầu này linh mạch hoàn toàn bộc phát, hậu quả khó mà lường được. Lấy ngay lúc đó thiết bị cùng khoa học kỹ thuật đo ra tới lược, đều đủ để phá hủy thế giới. Như vậy sự thật khả năng so với bọn hắn dự đoán còn muốn khoa trương gấp 10 gấp mấy trăm lần. Lúc ấy bọn hắn đoán chừng cũng ý thức được điểm này. Biết đo không ra cái này linh mạch thực tế lượng. Bọn hắn minh bạch, cái này lỗ hổng nếu là lại mở lớn một chút, đừng nói là Atlantis kế hoạch căn cứ, toàn bộ Đông Hải nháy mắt phá hủy, tiến tới chính là toàn thế giới. Còn có cái này linh mạch bên trong năng lượng ẩn chứa tuyệt đối không phải có thể khống chế được nổi. Đừng nói ngay lúc đó kỹ thuật, chính là tiếp qua cái mấy trăm năm cũng sẽ không. Căn bản đừng nghĩ đến đi khai hoang sử dụng. Bởi vì khai thác một chút xíu, có thể sẽ dẫn phát toàn bộ linh mạch nổ tung. Căn bản là không có cách khống chế. Bọn hắn đào được về sau lập tức từ bỏ đình chỉ, đem cái này nhỏ bé khoan lập tức phong kín. Lại đem căn cứ phía dưới Long Cung kế hoạch công trình hoàn toàn lấp đầy, lại phong chết. Bên trên một đạo lại một đạo gông xiềng. Liền sợ linh mạch sẽ nổ tung. Vì triệt để phong bế linh mạch, bởi vậy Atlantis kế hoạch mới hoàn toàn hoang phế. Chuyện này cũng thành tuyệt mật hồ sơ. Bằng không, đầu này linh mạch bạo phát đi ra, trực tiếp có thể phá hủy thế giới này, đem thế giới này từ trong ra ngoài đều phá hủy một lần. Nhân loại sinh vật đem diệt tuyệt, tất cả kiến trúc đều bị xóa đi. Thậm chí thế núi địa mạch đại hải đại giang những cái này đều bị thay đổi, hoặc là biến mất, hoặc là gây dựng lại. Tóm lại, chỉ cần đầu này linh mạch bộc phát, đủ để phá hủy thế giới. Nhân loại, dấu vết văn minh tại chỗ xóa đi. Thậm chí khoa trương một điểm nói, thế giới này sẽ chia năm xẻ bảy. Thế giới đều để hủy diệt. Nhẹ nhất kết quả cũng là diệt tuyệt nhân loại, xóa đi dấu vết văn minh. Còn có một điểm nếu như Atlantis kế hoạch hạng mục không kết thúc, tiếp tục phái người ở bên trong vận hành. Dù là không đi tiến một bước đào móc, không đi đụng linh mạch. Thế nhưng phải bị đến linh mạch bên trong đặc thù vật chất phóng xạ, dần dà người đều sẽ chết. Bởi vậy nơi này thành sinh mệnh cấm khu. Người sống chớ gần, toàn bộ rút lui, hùng vĩ công trình trực tiếp vứt bỏ. Mặc kệ trước đó giao xảy ra điều gì dạng đại giới. Đại hạ trực tiếp đem nơi này phong bế. Linh mạch phóng xạ thật đúng là có. Năm đó tham dự qua Atlantis kế hoạch nhân viên bao nhiêu thân thể xảy ra vấn đề. Cái này khiến đại hạ càng phát ra kiên định muốn phong kín cái này sinh mệnh cấm khu. Tào Chí Quốc nhìn xem hồ sơ, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người ra tới. Cứ việc đây là 15 năm trước hồ sơ, khả năng ngươi cho rằng tại bây giờ không thích hợp. Bọn hắn 15 năm trước chuyện không giải quyết được, hiện tại có thể tùy tiện giải quyết. Thế nhưng là làm Tào Chí Quốc xem hết trên hồ sơ con số cụ thể về sau, hít sâu một hơi. Cái này linh mạch thật quá khoa trương. Dựa theo lúc ấy bảo thủ tính toán, đem linh mạch bên trong nguồn năng lượng chuyển đổi thành bạo tạc uy lực, kia thật là hiện tại cũng căn bản là không có cách khống chế, chỉ có thể là bị phá hủy tình trạng. Lục Hùng nhìn xem Tào Chí Quốc thần sắc, không khỏi nói, ta lúc ấy vừa biết đến thời điểm cũng cảm thấy đáng sợ. Bởi vậy bí mật này ta không có cùng người nói qua. Chính là không nghĩ để người ta biết đây hết thảy, từ đó sinh ra lòng hiếu kỳ dây vào. Tiêu Liệt Quân cũng nói, chuyện này liền Thiên Sách Phủ Bảo Long nhất tộc những cái này cũng không biết, nếu không bọn này cổ võ giả đi thám hiểm, tìm cái gọi là linh khí, kia chẳng phải ra đại sự rồi. Đúng vậy a. Kiên quyết không thể để người ta biết, nếu không phải lần này quốc nạn vào đầu, đối phó Leviathan, bí mật này đem không ai biết. Lần này Leviathan toàn bộ bị tiêu diệt, chúng ta cũng yên lòng. Cuối cùng không cần lo lắng. Mọi người nhao nhao nói.
Tào Chí Quốc bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, nguyên lai các ngươi kiêng kỵ như vậy Leviathan, chỉ là một mặt. Quan trọng hơn chính là sợ hãi Leviathan có thể sẽ chạm đến phía dưới linh mạch A. Minh bạch. Hết thảy đều minh bạch. Trước đó là tình huống khẩn cấp không để ý tới. Nhưng bây giờ khác biệt. Bọn hắn nhất định phải lo lắng. Trách không được nghe được Leviathan bị tiêu diệt về sau, bốn vị thủ lĩnh bình tĩnh như thế, ngược lại còn rất vui vẻ. Đúng à, Leviathan nguy hại đương nhiên không như sau mặt linh mạch khủng bố. Chúng ta khẳng định lo lắng chính là cái này. Cho nên chúng ta muốn ngay lập tức thảo luận như thế nào đối phó Leviathan, không tiếc phái người đi xem. Bốn người gật đầu. Tào Chí Quốc minh bạch, vì sao sốt ruột thành dạng như vậy? Hiện tại xem ra Leviathan căn bản chính là bị phía dưới linh mạch phóng xạ tới chết. Tào Chí Quốc nói. Khẳng định, Leviathan kết cấu phức tạp, dung nhập quá nhiều vật chất cùng nguyên tố. Đại khái suất cùng linh mạch bên trong nguồn năng lượng lên phản ứng. Nhận phóng xạ nghiêm trọng hơn, cho nên dẫn đến nháy mắt thân thể vỡ ra, cũng chính là các ngươi nói thuấn sát. Hạ Liệt Quân đem hết thảy hoàn toàn giải thích được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Biết nguyên nhân này về sau, Tào Chí Quốc cũng thật dài thở phào một cái. Hy vọng chúng ta hậu thế có thể nắm giữ đi, để linh mạch trở thành trợ lực, mà không phải tai nạn. Tào Chí Quốc cảm thán nói. Tại bọn hắn sống sót niên đại, cái này chắc chắn trở thành tử thủ bí mật. Kiên quyết không thể để cho biết. Nhất tự Tịnh Kiên Vương đến. Lúc này bên ngoài có người đến thông báo. Lục Hùng cũng vội vàng đem hồ sơ thu vào, sau đó phong tồn. Tốt, để hắn vào đi. Rất nhanh Diệp Quân Lâm liền đến phòng hội nghị bên trong. Tình huống như thế nào? Nhất tự Tịnh Kiên Vương ngươi vậy mà đều đến rồi. Mọi người rất là kinh ngạc. Diệp Quân Lâm cười cười, chư thần phòng thí nghiệm dư nghiệt đã có người đi tìm, ta không sao làm, chỉ có thể trở lại thăm một chút. Diệp Quân Lâm liếc nhìn đám người một vòng, phát hiện năm người này sắc mặt có điểm gì là lạ. Hắn cười hỏi, ta hỏi thăm một việc a, nhìn thấy có người vẫn còn đang đánh Atlantis kế hoạch chủ ý. A, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, vừa nghe đến là cái này. Mấy người đều dọa sợ. Ta muốn hỏi hạ Atlantis kế hoạch kết thúc nguyên nhân, hẳn là không đơn giản như vậy a. Công trình đình chỉ hẳn là ở bên ngoài đào được cái gì, hoặc là đụng phải cái gì mới dừng lại a. Diệp Quân Lâm thuận miệng hỏi một chút. Hắn cũng không phải biết không thể. Nhưng chỉ đơn giản như vậy hỏi một chút, lại đem mấy người dọa cho xấu. Đây cũng quá đúng dịp đi. Diệp Quân Lâm cũng chạy tới hỏi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng Tiêu Liệt Quân giải thích nói, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, dựa theo công trình mục đích là còn muốn xâm nhập, thế nhưng là lấy ngay lúc đó kỹ thuật căn bản là không có cách tiến hành, chỉ có thể từ bỏ. Hiện tại kỹ thuật có lẽ đi, nhưng khai thác giá trị cũng không cao, mà lại độ khó khá lớn, cái chỗ kia đối các phương diện khảo nghiệm đều cực lớn. Tiêu Liệt Quân tùy tiện bện một cái lý do lấp liếm cho qua. Vừa vặn Diệp Quân Lâm cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Hắn cũng không có lại nhiều truy đến cùng. Nếu như chăm chỉ, hắn sợ là lập tức sẽ đi Atlantis kế hoạch căn cứ đi xem một chút. Nhưng mà chính là bọn hắn giấu giếm chuyện này, rất mau đem sẽ tạo thành siêu cấp đại phiền toái. Diệp Quân Lâm rời đi sau. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Bọn hắn không phải sợ Diệp Quân Lâm để lộ bí mật. Là sợ hắn lòng hiếu kỳ quá nặng đi tìm tòi bí mật, vậy liền phiền phức. May mắn hắn không có hỏi Leviathan vấn đề. Tào Chí Quốc vỗ nhẹ ngực. Chẳng qua lúc trước hắn không phải nói Leviathan không cần phải để ý đến sao. Ta đã cảm thấy hắn đối Atlantis kế hoạch là có hiểu biết, bởi vậy chân tướng càng không thể nói cho hắn. Tiêu Liệt Quân nói. Đây mới là hắn bệnh lý do trọng yếu nguyên nhân. Chấm. Giờ phút này, Thiên Thuẫn Cục đối chiến ưng quốc cùng xung quanh khu vực tất cả bệnh viện bác sĩ tiến hành thống kê. Bao quát về hưu. Thậm chí tính cả y học tương quan hết thảy đều tiến hành thống kê phân tích. Cái này kỳ thật rất có khó khăn. Dù là biết đại phương hướng, khóa chặt khu vực, nhưng hắc ưng đặc công bọn họ cũng đều biết hắc ám bác sĩ đại ẩn tại thành thị, tiềm ẩn mấy chục năm trên trăm năm. Nào có dễ tìm như vậy? Tư liệu của hắn bên trên là tuyệt đối không tra được vấn đề gì. Cho nên còn phải cần kiên nhẫn đi từng cái phân biệt. Nhiệm vụ lượng thật không nhỏ. Đem tất cả bác sĩ tư liệu thống kê sau khi ra ngoài. Có vấn đề nhân viên khoảng chừng 7, 8 vạn phần.
sau đó cũng không phải dựa theo tiêu chuẩn sàng chọn đơn giản như vậy. Cần đem những người này từng cái đi thăm dò. Không đơn thuần là tư liệu, vẫn là bọn hắn trong sinh hoạt mỗi cái chi tiết. Bao quát đi qua nơi đó, mua qua cái gì. Hoặc là tiền tài thu nhập chi tiêu vân vân. Đều muốn một chút xíu đi so sánh. Còn tốt Thiên Thuẫn Cục bọn đặc công bản thân liền là chuyên nghiệp làm cái này. Bọn hắn có đầy đủ kiên nhẫn đi thăm dò tìm. Nếu là đổi lại những người khác, sợ là thật sớm liền phải từ bỏ. Nhanh nhanh nhanh, tăng thêm tốc độ. Nhân thủ không đủ ta lại điều lấy. Vừa mới cục thủ lại tới thúc. Hắc ưng đặc công không ngừng cho thủ hạ tạo áp lực. Cho tới bây giờ, cục thủ Smith thay nhau thúc giục cùng Diệp Quân Lâm sốt ruột. Để Hắc ưng đặc công minh bạch Hắc ám bác sĩ uy hiếp, thực sự là quá lớn quá lớn. Nếu như hắn trả thù, khả năng đối chiến ưng quốc đến nói, so chủ thần thì uy hiếp bao lớn. Đồng thời vừa mới nghe cục thủ Smith ý tứ nói hiện tại toàn thế giới có không ít Hắc ám cổ xưa thế lực ngay tại bí mật tìm kiếm Hắc ám bác sĩ. Dù sao Hắc ám bác sĩ trên thân tồn tại rất nhiều bí mật cùng bảo tàng. Thử hỏi ai không muốn lấy được. Cứ việc thần quốc bị diệt. Nhưng chiến ưng quốc vẫn như cũ đạt được hắc ám bác sĩ. Dù sao đây là một cái duy nhất tiến vào chủ thần ti nhân loại bình thường. Bí mật trên người hắn cũng đáng giá nghiên cứu điểm nhiều lắm. Ai cũng muốn được. Bởi vậy, cục thủ Smith có ý tứ là lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới. Cho dù là một cỗ thi thể, tuyệt đối không thể để cho người nhanh chân đến trước, hoặc là tạo thành trả thù cùng uy hiếp. Hắc ưng đặc công chỉ có thể thúc giục thủ hạ. Không sai. Thần quốc còn có dư nghiệt sự tình, không ít thế lực là biết đến. Nhất là biết hắc ám bác sĩ kinh khủng bực nào về sau, càng phát đối với hắn cảm thấy hứng thú. Muốn tìm được hắn, có được hắc ám bác sĩ, không khoa trương mà nói, có thể cùng một nước chống lại. Thậm chí có thể đạt tới siêu cường quốc cao độ. Ai không muốn có được. Mà lại hắc ám thế giới càng truyền nguyệt khoa trương, hắc ám bác sĩ gánh vác lấy chư thần phòng thí nghiệm trung cực bí mật. Là liền chiến ưng quốc đô không cách nào trưởng khống muốn. Cứ như vậy, hắc ám bác sĩ giá trị là càng lúc càng lớn. Siêu tầm thế lực gia tăng, rất nhiều lần này trong chiến tranh chưa hề thò đầu ra cổ xưa thế lực, cũng đi ra ngoài tìm hắc ám bác sĩ ở nơi nào. Cho nên hắn hắc ám bác sĩ thật rất nhiều. So trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Điểm này, liền Diệp Quân Lâm đều không nghĩ tới. Làm sao khắp thế giới đều đang tìm hắc ám bác sĩ a? Chẳng qua nghĩ lại, cũng liền minh bạch. Hắc ám bác sĩ giá trị quá lớn. Không được. Vậy thì phải sớm tìm tới. Diệp Quân Lâm cũng động lòng trắc ẩn. Nếu như đem hắc ám bác sĩ tìm tới, cho mình sử dụng. Đây chẳng phải là tốt hơn. Minh bạch đây hết thảy sau. Diệp Quân Lâm cũng lập tức tiến về chiến ưng quốc bắt đầu tìm người. Hắn muốn đuổi tại hắc ưng đặc công trước tìm tới hắc ám bác sĩ. Chuyện này đương nhiên không thể để cho Hắc ưng đặc công cho biết. Nhưng có thể lợi dụng hắn. Chấm. Phương Tây Châu nơi nào đó vứt bỏ khu vực. Nơi xa u ám giữa sườn núi, có một tòa âm trầm trầm cổ xưa tòa thành. Quạ đen réo lên không ngừng, để cho người phiền lòng, cũng biểu thị không rõ. Tòa thành bốn phía các loại khô lâu xương cốt tứ tán, càng phát âm trầm khủng bố. Trong thành bảo có cái hình tròn bàn hội nghị. Cái bàn bốn phía ngồi thân ảnh. Thân mặc trường bào màu đen, thậm chí đem khuôn mặt đều che khuất. Giữa sân bầu không khí nghiêm túc quỷ dị. Đây là một cái cổ xưa thần bí tổ chức. Rất sớm đã xuất hiện. Nhưng chưa tham dự bất luận cái gì phân tranh. Dù là thần quốc cùng thế giới khai chiến, bọn hắn cũng không tham dự, chỉ là ở một bên yên tĩnh quan sát đến. Biết thần quốc hủy diệt, chỉ còn lại hắc ám bác sĩ sau. Liền đem trọng điểm toàn bộ đặt ở hắc ám bác sĩ trên thân. Cái này cổ xưa tổ chức những người nắm quyền tại mở hội nghị bàn tròn. Hắc ám bác sĩ nhất định phải mang đến. Đây là hội trưởng tự mình ra lệnh. Hiện tại đã có không ít thế lực đang tìm hắc ám bác sĩ, bao quát chiến ưng quốc Thiên Thuẫn Cục cùng đại hạ. Chúng ta nhất định phải đoạt tại tất cả mọi người trước mặt đem hắc ám bác sĩ mang đến. Để hắn gia nhập chúng ta. Trong đó một vị âm trầm nói. Minh bạch. Đám người đồng loạt đạo. Đây là một cái cực kỳ cổ xưa tổ chức. Chuyên môn nghiên cứu một chút cổ tu sĩ, cổ xưa giống loài. Hiển nhiên hắc ám bác sĩ để bọn hắn cảm thấy rất hứng thú. Nhất là hắn còn gánh vác lấy toàn bộ chư thần phòng thí nghiệm bí mật. Đương nhiên còn có cái thứ hai nhiệm vụ. Trên cái bàn tròn lại có một người lên tiếng nói.
kinh ngạc thanh âm vang lên. Tất cả mọi người mờ mịt nhìn xem hắn. Hiển nhiên ở đây phần lớn người đều là không biết. Không nghĩ tới còn có cái thứ hai nhiệm vụ. Cái gì? Tất cả mọi người đồng loạt nhìn lại. Đại hạ nhất tự Tĩnh Kiên Vương Diệp Quân Lâm nữ nhi Quân Quân, đang cùng thần quốc trong chiến tranh. Nàng sử dụng ra tới chiêu số tựa hồ là chúng ta đau khổ tìm kiếm nghiên cứu đại hạ cổ xưa luyện khí thuật. Người này lời này mới ra. T. Toàn trường đổ rút khí lạnh thanh âm không dứt bên tai. Toàn trường quả thực muốn cùng nổ đồng dạng. Luyện khí thuật. Vừa nghe đến cái này cổ xưa tổ chức các thành viên mỗi một cái đôi mắt bên trong đều tại sáng lên ánh sáng. Bọn hắn cái này cổ xưa tổ chức chính là nghiên cứu cổ tu sĩ cùng cổ xưa giống loài. Trong đó cổ tu sĩ là cái phiếm chỉ. Ví dụ như phương Tây Vu sư cha xứ, đông phương cổ võ giả, đông đảo ninja, đại hạ tiên tần luyện khí sĩ, thuật pháp đại sư, thiên sư, vân vân. Đây hết thảy bọn hắn đều tại truy tìm nghiên cứu. Càng là cổ xưa càng là thành truyền thuyết, bọn hắn liền càng cảm thấy hứng thú. Nhất là độ khó cao nhất tiên tần luyện khí sĩ những cái này, càng là bọn hắn đau khổ truy tìm. Dù sao cũng là tồn tại ở trong truyền thuyết. Trong hiện thực rất khó tìm kiếm đến đầu mối hữu dụng cùng chứng cứ. Đại hạ chính mình cũng không có người nào biết, chớ nói chi là bọn hắn. Bởi vậy, bọn hắn đối với tiên tần luyện khí sĩ cùng luyện khí thuật kia là tương đương hướng tới. Bọn hắn muốn nghiên cứu, muốn chứng minh đây có phải hay không là thật. Bởi vậy dù là chỉ có một chút xíu manh mối, bọn hắn cũng sẽ toàn lực ứng phó. Thậm chí liền xem như giả manh mối cùng tin tức, bọn hắn cũng phải tự mình nghiệm chứng. Từ khi Quân Quân bị lộ ra tới khả năng luyện là luyện khí thuật, tăng thêm đại hạ bên này tấp nập xuất hiện qua chấn ma ti cùng thiên sư phủ bộ dáng tồn tại. Cái này khiến cái này thần bí cổ xưa tổ chức thèm nhỏ dãi. Lập tức đã nhìn chằm chằm. Nếu không phải là bởi vì còn có hắc ám bác sĩ tồn tại, sợ là bọn hắn cái thứ nhất liền đi tìm Quân Quân. Chẳng qua cái này nhiệm vụ muốn khi tìm thấy hắc ám bác sĩ về sau, lại đi hoàn thành. Cái này nhiệm vụ mặc dù rất gấp, nhưng không có cái thứ nhất gấp. Các ngươi đầu tiên muốn toàn lực ứng phó đi hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất. Nghe xong cái thứ hai nhiệm vụ sau, mọi người nhao nhao gật đầu. Đồng thời cũng nhiều hơn một phần chờ mong. Đối chuyên môn nghiên cứu luyện khí thuật một chút người mà nói, nghiên cứu Quân Quân nhưng so sánh nghiên cứu hắc ám bác sĩ có giá trị nhiều. Chấm. Hắt xì. Ở xa chiến ưng quốc Tân Kim Thành hắc ám bác sĩ hắt hơi một cái. Peyton. Nhìn xem tới canh chừng bên trên ngươi không ít người a. Thượng đế chi não ở bên cạnh nói. Lúc đầu ta coi là liền thiên thuẫn cục khắp thế giới điên cuồng tìm ngươi. Không nghĩ tới vẻn vẹn đi qua 2-3 ngày thời gian, nhiều như vậy thế lực đều đang tìm ngươi. Thượng đế chi não nói. Hắn hiện tại nắm trong tay tất cả tư liệu cùng tình báo. Thậm chí những người kia đang tìm hắc ám bác sĩ hắn đều rõ rõ ràng ràng. Dù là phương thức gì hắn cũng là biết đến. Đương nhiên thiên thuẫn cục chân chính có hiệu tìm phương pháp là bí mật tiến hành, hắn không cách nào biết được. Hắc ám bác sĩ gật gật đầu, đúng vậy a, không nghĩ tới nhiều như vậy. Giá trị của ta sẽ lớn như vậy. Nhưng lập tức hắn một mặt nhe răng cười, đáng tiếc, ai cũng đừng nghĩ đạt được chỗ tốt. Ai cũng đừng nghĩ từ trên người ta đào móc đến bí mật. Kia là đương nhiên, coi như chúng ta toàn bộ muốn chết, cũng không có khả năng cho bọn hắn lưu lại cái gì. Đương nhiên sự trả thù của chúng ta một khi khởi động, toàn thế giới ai cũng điên cuồng hơn. Thượng đế chi não cũng là mặt mũi tràn đầy điên cuồng. Hắc ám bác sĩ nhìn chằm chằm hắn hỏi, đúng, còn có mấy ngày có thể hoàn thành. Nguyên lai thượng đế chi não đang nghiên cứu chế tạo thứ gì? Có thể tại hắc ám bác sĩ trả thù thế giới trong kế hoạch nhất định. Dựa theo trước mắt tốc độ đến nói, nhanh nhất 10 ngày, chậm nhất 15 ngày. Thượng đế chi não lộ ra một tia lo lắng. Cũng không cần ngươi tăng tốc, bảo trì cái tốc độ này liền tốt. Hắc ám bác sĩ dường như nhìn thấy tương lai đồng dạng. Hắn cười lạnh nói, chỉ cần chúng ta tìm tới linh mạch, liền có thể triển khai trả thù. Ha 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 ha. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều là cực hạn điên cuồng. Nếu như Tào Chí Quốc cùng tứ đại thủ lĩnh nghe được hai người đối thoại. Sợ là phải bị hù dọa. Bởi vì hắc ám bác sĩ nâng lên trả thù vậy mà cùng linh mạch có quan hệ. Cái này hoàn toàn là long trời lở đất lớn tin tức. Có phải là cùng bọn hắn tại Atlantis phát hiện linh mạch đồng dạng? Nếu thật là cái này linh mạch trả thù, kia xong. Mà lại thượng đế chi não chế tác đồ vật,
tựa hồ là vì có thể tìm tới linh mạch. Chỉ là hiện tại tất cả mọi người không rõ linh mạch là chuyện gì xảy ra. Thậm chí khả năng liền Chiến Ưng Quốc cũng không biết. Bọn hắn chỉ là quen thuộc chư thần phòng thí nghiệm. Nhưng đối chư thần phòng thí nghiệm phát hiện bí mật không nhất định biết. Cười qua về sau, hắc ám bác sĩ thần sắc khôi phục nghiêm túc. Chẳng qua chúng ta muốn tại trong vòng nửa tháng nhất định phải hoàn thành, hiện tại toàn thế giới đều đang tìm, không muốn hoài nghi tốc độ của bọn hắn. Nhất là thiên thuẫn cục phương diện tốc độ sẽ rất nhanh. Hắc ám bác sĩ minh bạch, mình bị tìm tới là chuyện sớm hay muộn. Thượng đế chi não cũng phụ họa nói, còn có một số cổ xưa thế lực, đoán chừng để mắt tới chư thần phòng thí nghiệm thật lâu. Trước kia chư thần phòng thí nghiệm thế nhưng là diệt đi qua rất nhiều thế lực. Khẳng định có rất nhiều cừu địch, có rất nhiều nhìn chằm chằm thế lực. Tốc độ bọn họ không nhất định sẽ chậm, thậm chí càng nhanh. Ta đến nhìn bọn hắn chằm chằm, người một lòng chế tạo đi. Chấm. Diệp Quân Lâm đi vào Chiến Ưng Quốc sau. Tìm tới Hắc Ưng đặc công. Hỏi thăm tiến triển đồng thời, trực tiếp biểu đạt ra mình muốn cùng một chỗ tìm kiếm hắc ám bác sĩ ý nghĩ. Diệp tiên sinh cũng hẳn là nghe tất cả không ít cổ xưa thế lực đang tìm hắc ám bác sĩ sự tình đi. Hắc Ưng đặc công lập tức kịp phản ứng. Diệp Quân Lâm hẳn là nghe được cái này sự tình, sở dĩ chủ động đến giúp đỡ tìm kiếm hắc ám bác sĩ. Đối bọn hắn đến nói, tìm hắc ám bác sĩ chính là nhiệm vụ bàn giao công trình. Có thể đối Diệp Quân Lâm đến nói, tìm hắc ám bác sĩ chính là phòng ngừa hắn cho thế giới này mang đến tai nạn. Hiện tại khẳng định là nghe được rất nhiều cổ xưa hắc ám thế lực đang tìm hắc ám bác sĩ, bị bọn hắn tìm tới, khả năng lại là một cái chư thần phòng thí nghiệm đột kích. Đây tuyệt đối là Diệp Quân Lâm không nguyện ý nhìn thấy. Kiên quyết không cho phép để bất luận kẻ nào lợi dụng hắc ám bác sĩ chế tạo uy hiếp. Chẳng qua vô luận ai động cơ vĩ đại hay không. Song phương mục đích đều là giống nhau. Đều là vì tìm tới hắc ám bác sĩ. Tại Hắc Ưng đặc công nhìn tới. Cùng nó để thế lực khác tìm tới hắc ám bác sĩ, Diệp Quân Lâm còn không bằng trợ giúp mình, để thiên thuẫn cục bắt lấy hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là Diệp Quân Lâm cũng muốn để hắc ám bác sĩ cho mình sử dụng. Nghe được, đây cũng là ta đến nguyên nhân. Diệp Quân Lâm nói, thật sự là quá tốt, có người hỗ trợ, chúng ta tuyệt đối có thể tại tất cả hắc ám thế lực trước đó tìm tới hắc ám bác sĩ, đồng thời khống chế hắn. Hắc Ưng đặc công lộ ra cuồng hỉ tới. Đem các ngươi tra được tư liệu cùng các phương diện tiến triển tùy thời hướng ta báo cáo. Ta cũng tới tham dự. Diệp Quân Lâm nói. Hắc Ưng đặc công không có chút nào hoài nghi. Đem tra được hết thảy tư liệu toàn bộ cho Diệp Quân Lâm. Nhất là đem sàng chọn ra tới có vấn đề 7, 8 vạn phần cũng toàn bộ cho Diệp Quân Lâm. Còn có mới nhất tiến triển, cũng kịp thời thông báo. Ta một mực đang châu bên này lời nói không thích hợp, miễn cho những người khác nhìn thấy, ta rời đi trước. Diệp Quân Lâm nói, Hắc Ưng đặc công minh bạch, Diệp Quân Lâm đây là sợ thiên thuẫn cục những người khác biết. Vội vàng đáp ứng, còn vì Diệp Quân Lâm tìm địa phương, còn cho rất nhiều quyền hạn. Đi vào chỗ tối sau, Diệp Quân Lâm bắt đầu triệu tập tứ đại kim cương, bắt đầu đối với mấy cái này tư liệu tiến hành phân tích. Biến chủng số 1, số 3, số 8, số 11 cũng ở bên người hỗ trợ. Diệp Quân Lâm mình cũng đầu nhập tiến đến. Muốn tăng thêm tốc độ. Dù sao thời gian rất quý giá. Hắn trực tiếp đối thiên thuẫn cục sàng chọn ra tới có vấn đề 7, 8 vạn phần tư liệu tiến hành phân tích. Chỉ là phân tích đã hơn nửa ngày sau. Diệp Quân Lâm bỗng nhiên thì thầm một tiếng, không đúng, phương hướng sai a. Hiện tại thiên thuẫn cục trọng điểm phương hướng chính là đối cái này 7, 8 vạn phần tư liệu tiến hành từng cái bí mật dò xét. Chính xác đến mỗi người sinh hoạt hàng ngày quan hệ nhân mạch những thứ này. Bởi vì phải đề phòng hắc ám bác sĩ, cho nên bọn hắn dò xét đều là cẩn thận từng ly từng tí. Lượng công việc rất lớn, độ khó rất cao. Chấm. Thế nhưng là phương hướng sai a. Nếu như vậy tìm đi xuống, liền xem như đem cái này 7, 8 vạn cái bác sĩ mộ tổ ném đi ra. Cũng vô dụng. Hắc ám bác sĩ căn bản không ở trong đó a. Phương hướng hoàn toàn là sai. Hắc ám bác sĩ có thể tại người bình thường bên trong ẩn tàng mấy chục năm trên trăm năm, tư liệu của hắn làm sao có thể bị tùy tiện sàng chọn ra tới có vấn đề đâu. Nào có dễ dàng như vậy liền phát hiện xảy ra vấn đề đâu. Cẩn thận phân biệt cũng sẽ không có vấn đề. Sao có thể một lần sàng chọn xảy ra vấn đề. Đây tuyệt đối là không có khả năng. Giống hắc ám bác sĩ loại này,
tư liệu của hắn ngược lại là xong đẹp đến mức tận cùng, một chút xíu vấn đề đều tìm không ra đến. Cái này nhiều năm, hắn khẳng định đem phương diện này ma luyện đến không có bất kỳ cái gì manh mối, không có bất kỳ cái gì tì vết. Vô luận là tư liệu, vẫn là hắn sinh hoạt công việc ở trong. Khẳng định là xong đẹp đến mức tận cùng. Liền xem như hắn đứng ở trước mặt ngươi, để ngươi cha ngươi đều tra không đến bất luận cái gì tì vết. Bởi vậy tại Diệp Quân Lâm xem ra cha tìm phương hướng hẳn là hoàn mỹ nhất cái chủng loại kia. Làm sao cha đều không tra được mau bệnh. Loại này ngược lại càng khả năng tiếp cận hắc ám bác sĩ. Lạch cạch. Diệp Quân Lâm đem cái này 7, 8 vạn phần tư liệu toàn bộ đều ném hết. Căn bản là vô dụng. Diệp Quân Lâm sau đó phải dựa theo cái phương hướng này tới. Liền phải một chút xíu sàng chọn ra những cái kia căn bản không có vấn đề. Lại từ những cái này hoàn mỹ nhất bên trong chọn lựa. Như thế nhiều lần. Cuối cùng nhất định có thể tra được hắc ám bác sĩ. Đương nhiên cái phương hướng này, Diệp Quân Lâm tuyệt không nói cho hắc ưng đặc công. Dù sao hắn vô luận như thế nào đều muốn mau ra Thiên Thuẫn cục một bước, mới có thể đem hắc ám bác sĩ sớm một bước mang đi. Mà lại hắn cũng biết, mặc dù độ khó lớn, công trình số lượng nhiều, nhưng Thiên Thuẫn cục không phải ăn chay. Rất nhanh liền sẽ gặp phải hắn tiến độ. Sau đó, Diệp Quân Lâm căn cứ tư liệu, bắt đầu tìm kiếm những cái kia hoàn mỹ đến không có vấn đề gì nhân viên. Cái này công trình lượng cũng siêu cấp lớn. So Thiên Thuẫn cục trước mắt phân tích tìm kiếm còn muốn lớn, hắn chỉ có thể bắt đầu dùng Mã Nhã công nghiệp cùng Thánh Kinh tổ chức đến giúp đỡ. Mà lại nơi này là Chiến Ưng quốc. Tư liệu ngược lại là không có vấn đề, nhưng cụ thể đến cái nào đó thành thị mổ ra bệnh viện thời điểm. Liền phải thực địa khảo sát. Đây đối với Thiên Thuẫn cục không phải độ khó, có thể đối bọn hắn đến nói là độ khó. Dù sao đây là tại người khác địa bàn bên trên. Bởi vậy cũng cần dài đến vài ngày tiến độ. Chấm. Sau đó, vừa mới bắt đầu mù quáng tìm kiếm các thế lực lớn, cũng rất nhanh khóa chặt đại khái vị trí Chiến Ưng quốc cùng với xung quanh. Bọn hắn cũng rốt cục đuổi theo Thiên Thuẫn cục cùng Diệp Quân Lâm tốc độ. Từ giờ trở đi, các phương đều tại thi đấu. Khoảng cách tìm tới hắc ám bác sĩ thời gian càng ngày càng gần. Hắc ám bác sĩ mình cũng minh bạch điểm này. Thượng đế chi não điên cuồng tại kiến tạo bọn hắn chỗ thứ cần thiết. Bọn hắn khí thế hung hăng, so ta tưởng tượng càng nhanh. Hắc ám bác sĩ thở dài nói. Xem ra, ta cần dùng mấy cái thế thân đến nhiễu loạn tầm mắt của bọn hắn, đến kéo dài thời gian. Hắc ám bác sĩ đôi mắt bên trong hiện lên một vòng ngoan lệ. Linh mạch vị trí đã xác định, cái này linh mạch quả nhiên đáng sợ, giống như chỉ có chủ thần ti đi qua. Nhưng lấy sự đáng sợ của bọn họ lực lượng đều không thể vận dụng. Bằng không mà nói, Chiến Ưng quốc cũng không phải là đối thủ. Hắc ám bác sĩ nói. Cái này linh mạch, chư thần phòng thí nghiệm kỳ thật rất sớm đã phát hiện. Có thể đối bọn hắn đến nói đây là cấp tai nạn. Cũng không thể lợi dụng. Càng không cách nào khống chế. Mà lại vị trí đặc biệt hung hiểm, nếu như không có đặc biệt máy móc, là căn bản là không có cách đạt tới. Bây giờ thượng đế chi não chế tạo chính là có thể đến tới chỗ này phương tiện giao thông. Điên cuồng. Hiện tại hắc ám bác sĩ đã không kịp chờ đợi. Biết càng ngày càng nhiều người ngay tại tiếp cận chính mình. Hắc ám bác sĩ lập tức thả ra mấy cái thế thân. Tạm thời có thể đưa đến nghe nhìn lẫn lộn hiệu quả. Trong nháy mắt 5 ngày thời gian trôi qua. Thiên Thuẫn cục sớm đã đem trước đó 7, 8 vạn phần có vấn đề nhân viên từ bỏ, tiến tới đuổi theo Diệp Quân Lâm con đường. Đến phân tích dò xét những cái kia hoàn mỹ. Dù sao hắc ưng đặc công cũng là đặc biệt người thông minh, Diệp Quân Lâm có thể nghĩ tới. Hắn cũng nhất định có thể nghĩ đến. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tốc độ bọn họ rất nhanh, trên cơ bản cùng Diệp Quân Lâm là không kém là bao nhiêu. Đừng nhìn Diệp Quân Lâm cùng Thiên Thuẫn cục có được chuyên nghiệp hết thảy, nhưng mà những cái kia cổ xưa thế lực nhóm cũng là cùng thi triển thông thiên bản lĩnh, vậy mà cũng tại tiến một bước tìm tới hắc ám bác sĩ. Khoảng cách có thể tìm tới hắc ám bác sĩ cũng là càng ngày càng gần. Diệp Quân Lâm bên này tốc độ nhanh nhất, dự tính lại có 4-5 ngày thời gian tuyệt đối có thể tìm tới. 2 ngày về sau, Mã Nhã công nghiệp cùng Thánh Kinh tổ chức đồng thời truyền đến tin tức, riêng phần mình phát hiện hai cái rất có thể là mục tiêu nhân viên. Tư liệu các phương diện đều là phù hợp. Cực khả năng muốn tìm người ngay tại những này ở trong. Tin tức truyền đến Diệp Quân Lâm trước mặt. Tất cả mọi người cảm thấy hẳn là đối cái này 4 cái mục tiêu nhân vật tiến hành toàn phương vị tra rõ.
tuyệt đối sẽ có thu hoạch. Chỉ là Diệp Quân Lâm sau khi xem xong cười lạnh nói, cái này bốn cái không phải. Hắc ám bác sĩ cố ý thả ra mục tiêu, lấy hấp dẫn lực chú ý của chúng ta. Vì hắn kéo dài thời gian, điều này nói rõ hắn muốn tiến hành hành động trả thù, lửa xém lông mày. Ta cũng cảm thấy là hắc ám bác sĩ tìm đến thế thân. Hắc ám bác sĩ khẳng định cảnh giác phi thường, ngay cả chúng ta đều biết có rất nhiều thế lực đang tìm hắn, hắn làm sao có thể không biết. Hắn hiện tại thả ra thế thân chính là đến hấp dẫn lực chú ý của chúng ta. Chẳng qua càng như vậy, càng nói rõ chúng ta khoảng cách hắc ám bác sĩ càng gần. Đoán chừng hắc ám bác sĩ cũng gấp, cái này mấy cái mục tiêu đột nhiên xảy ra vấn đề, cũng rất là thời cơ a. Nhưng vừa lúc nói rõ có vấn đề. Chấm. Minh tà thần mấy người cũng nói. Vừa mới đám người bị chợt phát hiện tin tức trọng đại làm choáng váng đầu óc, còn muốn lập tức truy tra xuống dưới. Diệp Quân Lâm một nhắc nhở như vậy, tất cả mọi người kịp phản ứng. Cái này căn bản là ngụy trang a. Kia chủ nhân chúng ta bây giờ phải làm gì? Mọi người nhìn về phía Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm dặn dò, đem cái này bốn cái mục tiêu trực tiếp bài trừ, cái này bốn cái tuyệt đối không phải. Sau đó dựa theo chúng ta tiết tấu tiếp tục loại bỏ xuống dưới. Cũng nhanh muốn tới Tân Kim Thành cùng Kim Châu, Auckland mấy tòa thành thị. Đối với mấy cái này mục tiêu khu vực bác sĩ tiến hành đại lực tra tìm. Tốt, minh bạch. Diệp Quân Lâm nhớ tới cái gì, bỗng nhiên nói, chậm đã. Tiểu Minh ngươi lại đem cái này bốn cái mục tiêu nhân vật tư liệu tại trên chợ đen bán ra ngoài. Đoán chừng có không ít người mua. Minh tà thần cười cười, tốt, minh bạch. Chủ nhân đây là để kia đông đảo thế lực bên trên làm, trì hoãn tốc độ của bọn hắn, chuyển di phương hướng của bọn hắn. Ha ha! Diệp Quân Lâm cười cười, không chỉ như thế, ta còn muốn đem tin tức này truyền cho Thiên Thuẫn Cục. Tất cả mọi người ở đây đều cười. Diệp Quân Lâm một chiêu này đem trì hoãn đại đa số người tốc độ, cũng làm cho hắc ám bác sĩ đạt tới mục đích. Có thể đồng thời cũng yểm hộ Diệp Quân Lâm bên này đối hắc ám bác sĩ tìm kiếm. Hắn đem là cái thứ nhất tìm tới hắc ám bác sĩ. Hắc ám bác sĩ sẽ không biết, thế lực khác càng sẽ không biết. Sau đó, Diệp Quân Lâm liên hệ hắc ưng đặc công, cho các ngươi một cái gặp phải ta tiến độ tin tức. Cái này bốn cái mục tiêu nhân vật đại khái suất là được. Hy vọng tốc độ của các ngươi không muốn lạc hậu quá nhiều. Đạt được cái này bốn cái mục tiêu nhân vật tư liệu về sau, Thiên Thuẫn Cục ngành tình báo tra một cái, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới. Thật sự chính là, bốn vị này mục tiêu nhân vật xác suất nhiều nhất, trên cơ bản chính là bọn hắn. Hắc ưng đặc công giật nảy mình. Lúc đầu hắn đối Diệp Quân Lâm chính là tin tưởng không nghi ngờ, lần này càng thêm tin tưởng. Dù sao cái này bốn cái mục tiêu nhân vật là Diệp Quân Lâm nhắc nhở, hắn đối Diệp Quân Lâm tín nhiệm, tự nhiên sẽ không hoài nghi quá nhiều. Nếu như cái này bốn cái mục tiêu nhân vật là Thiên Thuẫn Cục phát hiện ra trước, hắn có thể sẽ hoài nghi thật giả. Nhưng đây là Diệp Quân Lâm cho hắn. Điều tra ra lại hoàn toàn phù hợp, dù sao đây là hắc ám bác sĩ chuyên môn tìm thế thân, các phương diện khẳng định phù hợp. Bởi vậy, Thiên Thuẫn Cục sẽ không hoài nghi. Sau đó toàn lực truy tra bốn vị này mục tiêu nhân vật. Chấm. Mà đổi thành một bên. Làm Minh Tà Thần đem tin tức này bán ra về sau, trong phạm vi nhỏ dẫn tới tranh đoạt. Tin tức này không biết bị bao nhiêu người mua đi. Các thế lực lớn cũng chiếu vào bốn người bắt đầu tìm kiếm. Hắc ám bác sĩ biết các thế lực lớn cùng Thiên Thuẫn Cục động tác về sau, đều cao hứng xấu. Hắn mấy cái thế thân đưa đến tác dụng. Lần này trì hoãn mấy ngày thời gian tuyệt đối không có vấn đề. Chờ bọn hắn tra ra cái này bốn cái mục tiêu không phải thời điểm, đoán chừng đã là 3 ngày sau. Khi đó một lần nữa tra tìm, còn cần đại khái 4-5 ngày thời gian. Mà lúc kia kế hoạch của hắn đã hoàn thành. Huống chi sự chú ý của mọi người đều trên người mình. Không biết còn có thượng đế chi não tồn tại. Đến lúc đó mình đến hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Thượng đế chi não đi làm chuyện này. Thần không biết quỷ không hay liền có thể hoàn thành hết thảy. Kế hoạch 100% có thể thành công. Cho tới bây giờ, hắc ám bác sĩ rốt cục thở dài một hơi. Trước đó chỉ là đại khái suất có thể thành công. Chẳng qua bây giờ khác biệt. Thế thân đưa đến tác dụng, trên phạm vi lớn kéo dài thời gian. Cơ hồ là 100% thành công. Chấm. Sau đó 3 ngày. Các phương đều đang điên cuồng tìm kiếm. Salt Lake City Pháp UIC. Tân Kim Thành ung thư chuyên gia Clarkson, Kim Châu La Khoa chỉnh hình bác sĩ Bớt,
Tinh Châu Quốc tế Viện Y học giáo sư Louis. Chấm. Bọn hắn nhưng thật ra là hắc ám bác sĩ trước đó liền an bài tốt, chư thần phòng thí nghiệm tồn tại thời điểm liền an bài tốt. Vì chính là phòng ngừa vạn nhất, tới làm hắn thế thân. Cái này mấy cái mục tiêu rất trải qua được tra tìm, mà lại có vấn đề. Rất thích hợp làm thế thân. Cái này bốn cái mục tiêu không biết bị bao nhiêu người để mắt tới. Bọn hắn hết thảy đều bị điên cuồng tra tìm. Bao quát tổ tông 18 đời, khi còn bé tại chỗ kia vung qua nước tiểu đều tra được rõ rõ ràng ràng. Bọn hắn từ khi ra đời đến nay, tiêu tốn mỗi một phân tiền đều cẩn thận tra tìm. Tiêu vào nơi nào, làm gì, đều muốn xác thực. Cái khác chớ nói chi là, cùng bọn hắn đã từng quen biết người đều điên cuồng bị tra. Chấm. Thiên Thuẫn cục càng là tiêu tốn công phu. Có không ít người đều có lời oán giận. Bọn hắn cảm thấy trực tiếp đem bốn người này bắt tới thẩm vấn chẳng phải được rồi. Làm gì như vậy phiền phức. Còn tra được người ta khi còn bé đi tiểu sự tình, quả thực hoang đường. Thế nhưng là cục thủ Smith biết về sau, dừng lại thống mạ. Tuyệt đối không thể dùng cực đoan cách làm. Nếu không hắc ám bác sĩ chó cùng dứt dậu, chính là không cách nào gánh chịu hậu quả. Kiên quyết không thể làm như thế. Cái này khiến mọi người càng phát ra ý thức được hắc ám bác sĩ uy hiếp. Chỉ có thể tiếp tục thành thành thật thật cha. Cái khác các thế lực lớn cũng đều là cẩn thận từng ly từng tí cha. Mục đích của bọn hắn là hắc ám bác sĩ hoặc là gia nhập, hoặc là bị bọn hắn bắt đi. Dù sao đều muốn còn sống. Vạn nhất mức gấp, hắc ám bác sĩ chết rồi, đó chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Bởi vậy, các phương đều tra được rất cẩn thận. Không dám có cực đoan hành vi. Các phe tra tìm, để hắc ám bác sĩ cùng Diệp Quân Lâm đều rất hài lòng. Cho bọn hắn đều tranh thủ thời gian. Chẳng qua Diệp Quân Lâm bên này tốc độ rất nhanh. Một phen tra tìm sau. Bài trừ Kim Châu cùng Oakland thành thị. Trực tiếp khóa chặt tại Tân Kim Thành. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắc ám bác sĩ tuyệt đối tại Tân Kim Thành, nếu như không có, kia chứng minh chúng ta từ vừa mới bắt đầu phương hướng đều sai, hắn căn bản không phải bác sĩ tương quan chức vụ. Hy vọng sẽ không phạm sai lầm. Sau đó, Diệp Quân Lâm bọn hắn đem đối Tân Kim Thành tất cả bệnh viện tiến hành lục soát. Lúc này hắc ám bác sĩ một mặt bình tĩnh, hoàn toàn sẽ không nghĩ tới còn có người sắp tra đến nơi này tới. Hai ngày về sau ta đem chế tạo hoàn thành. Lúc này Thượng Đế chi não truyền đến tin tức tốt. Hắc ám bác sĩ cười nói, tốt, thời gian hoàn toàn tới kịp. Hai ngày sau đoán chừng bọn hắn mới có thể phát hiện mình tra tìm mục tiêu sai. Chấm. Không sai. Hắn dự đoán không sai biệt lắm. Thiên Thuẫn cục tốc độ không phải nhanh như vậy. Một ngày chỉ có thể bài trừ một mục tiêu. Đến tiếp sau thuần thục về sau. Một ngày có thể bài trừ rơi hai cái. Ba ngày bài trừ bốn cái mục tiêu. Trước mắt qua một ngày thời gian, bài trừ Salt Lake City Pháp UIC. Cái khác các thế lực lớn tốc độ khả năng so Thiên Thuẫn cục đều muốn chậm. Một ngày đều bài trừ không được một mục tiêu. Mà Diệp Quân Lâm bên này tiến độ ngày đầu tiên, đại khái xác định mấy nhà bệnh viện khả năng. Ngày thứ hai, Thiên Thuẫn cục lại bài trừ một mục tiêu. Diệp Quân Lâm bên này đã từ 7 nhà bệnh viện chính xác đến một nhà bệnh viện Tân Kim Thành Tổng Bệnh viện. Căn cứ chúng ta điều tra ra tư liệu biểu hiện bệnh viện này thi thể xử lý là có vấn đề. Chiến ưng quốc tất cả địa phương bệnh viện thi thể khí quan vẫn tồn tại đầu cơ trục lợi tình huống, duy chỉ có Tân Kim Thành Tổng Bệnh viện không có vấn đề gì. Đây là Minh Tà Thần bọn hắn điều tra ra được kết quả. Diệp Quân Lâm cười cười, ai có thể nghĩ tới không làm chuyện xấu sự tình ngược lại bại lộ mình. Cái này rõ ràng cái này chữa bệnh trung tâm chính mình cũng không đủ dùng đâu, chớ đừng nói chi là đi đầu cơ trục lợi. Tất cả mọi người cười. Hắc ám bác sĩ nghìn tính vạn tính, bệnh viện phương diện quá hoàn mỹ, không làm loại này bẩn thỉu giao dịch, ngược lại bại lộ mình. Không thích sống chung ngược lại bại lộ chính mình. Đây cũng là ai cũng không nghĩ tới. Cũng là xác định bệnh viện này nhân tố trọng yếu một trong. Diệp Quân Lâm quan sát đến cái này bệnh viện cười cười, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là nơi này. Mà lại ta sơ bộ suy đoán bệnh viện này kiến trúc có vấn đề. Đoán chừng bệnh viện phía dưới hoặc là bệnh viện bên trong có mới kiến trúc. Cũng chính là hắc ám bác sĩ tư nhân lĩnh vực, chiếu cái phương hướng này tiến hành tra tìm. Về phần mục tiêu ngay tại mấy cái này bên trong. Diệp Quân Lâm đã liệt ra tới danh sách. Trong đó Peyton bác sĩ danh tự cũng ở trong đó. Ngày thứ ba, cũng chính là ngày cuối cùng.
các phương còn tại tích cực tra tìm. Diệp Quân Lâm bên này cũng thế. Đối cái này bệnh viện tiến hành nghiêng trời lệch đất bí mật tra tìm. Ê Tần những người này cũng là tra cái cẩn thận. Ngày thứ ba lặng lẽ trôi qua. Thiên Thuẫn Cục đem còn lại hai cái mục tiêu bài trừ. Không phải, cái này bốn cái mục tiêu đều không phải hắc ám bác sĩ. Khả năng này là hắc ám bác sĩ phát hiện chúng ta, từ đó thả ra bom khói. Cũng chứng minh chúng ta rất tiếp cận hắn, chuyển biến phương hướng đến tra tìm. Thiên Thuẫn Cục phương diện rất nhanh chuyển biến phương hướng tiếp tục tra. Hắc ưng đặc công lúc này cũng không có hoài nghi Diệp Quân Lâm. Dù sao hắn cảm thấy Diệp Quân Lâm tìm hắc ám bác sĩ là vì an nguy. Nhưng nơi nào muốn lấy được, Diệp Quân Lâm cùng thế lực này đồng dạng, muốn hắc ám bác sĩ cho mình sử dụng. Hắn còn chủ động nhắc nhở Diệp Quân Lâm, Diệp tiên sinh đây là bom khói, chúng ta đều bị lừa. Chẳng qua khoảng cách hắc ám bác sĩ cũng rất gần, chúng ta lập tức có thể phát hiện. Diệp Quân Lâm còn làm bộ rất kinh ngạc, ý thức được mình bị lừa gạt. Đồng thời nói cho hắc ưng đặc công, mình muốn trợ giúp hắn tiếp tục tìm kiếm. Thế nhưng là hắn nơi nào không biết. Ngay từ đầu đều là hắn tại thao tác. Cái khác các thế lực lớn tốc độ hơi chậm, thế nhưng từng cái xác định bốn vị này mục tiêu không phải hắc ám bác sĩ. Sốt cục kịp phản ứng. Lại bắt đầu lại từ đầu tra tìm. Chẳng qua bị trọn vẹn trì hoãn 3 ngày thời gian. Ha ha ha, thành công. Đúng lúc này đợi, Tân Kim Thành Tổng Bệnh viện Ung Thư Trị Liệu Trung Tâm phía dưới, truyền đến Thượng Đế Chi Não thanh âm mừng rỡ. Bọn hắn chế tạo ra có thể tiến về linh mạch chỗ vị trí phương tiện giao thông. Có thể lập tức tiến về. Hắc ám bác sĩ trên mặt bọn họ nhao nhao lộ ra cuồng hỉ. Chúng ta trả thù cơ hội của bọn hắn rốt cục đến rồi. Ha ha ha. Hưng phấn. Toàn bộ bí mật trung tâm nghiên cứu bên trong, khắp nơi tràn đầy vui sướng khí tức. Bọn hắn rốt cục thành công. Tại cái này trung tâm nghiên cứu bên trong, thiết bị gì đều xem như lâm thời xây dựng. Dù sao chư thần phòng thí nghiệm trước kia lưu lại căn cứ trung tâm nghiên cứu, hoặc là tương lai khoa học kỹ thuật quốc gia đều bị chiến ưng quốc khống chế. Chư thần phòng thí nghiệm khoa học kỹ thuật hoặc là thiết bị bọn hắn đều dùng không được. Liền cái mảnh vỡ đều nhặt không đến. Mà hắc ám bác sĩ trung tâm nghiên cứu chỉ là cùng sinh vật những cái này kỹ thuật có quan hệ. Căn bản không có chế tạo phương tiện giao thông vật liệu cùng thiết bị những thứ này. Mà lại cái này phương tiện giao thông khẳng định là tiên tiến nhất cấp bậc. Đi hướng linh mạch đường xá quá mức phức tạp, nhất định phải tốt nhất công cụ. Các phương diện nhất định phải là tốt nhất. Bởi vậy chỉ có thể dựa vào Thượng Đế Chi Não lâm thời tổ kiến thiết bị, lại đến chế tạo phương tiện giao thông. Cứ như vậy, thời gian gia tăng thật lớn. Nếu như ngay từ đầu có thiết bị, đối Thượng Đế Chi Não đến nói khả năng chính là 3-4 ngày thời gian. Lần này thời gian dài như vậy, chủ nếu là bởi vì lâm thời tổ kiến thiết bị. Thượng Đế Chi Não đã là thiên tài trong thiên tài. Có thể trong khoảng thời gian ngắn, thiết kế chế tạo ra dạng này phương tiện giao thông, nhất định là kinh diễm thế nhân. Nhìn trước mắt phi hành khí, Thượng Đế Chi Não vừa cười vừa nói, vì song trọng bảo hộ. Ta đã cho nó thiết lập tự động chương trình. Nói cách khác sợ rằng chúng ta bị bắt, chỉ cần ta khởi động tự động chương trình, nó cũng có thể tự hành đến linh mạch vị trí, sau đó khởi động hệ thống vũ khí, đạt tới phá hư linh mạch hiệu quả. Hắc ám Thượng Đế mọi người đã mặt lộ vẻ vui mừng. Quả nhiên làm việc rất đáng tin cậy a. Thượng Đế Chi Não bổ mạo xưng một câu, thậm chí ta còn đem tiến về linh mạch bản đồ thiết lập tại tự hủy chương trình bên trong. Một khi nó gặp phải công kích hoặc là phá hư, đạt tới trình độ nhất định, sắp mở ra tự hủy chương trình, trực tiếp dựa theo bản đồ tiến về linh mạch vị trí tiến hành tự hủy bạo tạc. Xem như tam trọng bảo hộ đi. Hắc ám bác sĩ nghe nói như thế, hài lòng lộ ra nụ cười. Vẫn là ngươi suy xét chu đáo. Dạng này trên cơ bản liền phòng ngừa sai sót. Chẳng qua vì 100% thành công, vẫn là chúng ta tự mình tiến về. Dù sao máy móc là máy móc, mà lại có rất nhiều không xác định nhân tố. Thượng Đế Chi Não nói. Vậy khẳng định, chúng ta cái này chuẩn bị tiến về đi. Hắc ám bác sĩ cười nói. Chủ nhân, bọn hắn rốt cục kịp phản ứng. Hiện tại bài trừ 4 cái thế thân. Bọn thủ hạ lập tức báo cáo. Nghe vậy, hắc ám bác sĩ cười nhạt một tiếng. Hiện tại biết quá muộn, chờ bọn hắn tìm tới chính quy, lại từ từ loại bỏ, tối thiểu cần 3 ngày trở lên thời gian, nhanh nhất phải 5 ngày mới có thể tìm được ta. Hắc ám bác sĩ cười to nói, khả năng lúc kia thế giới này đã không còn tồn tại đây. Đã bị trả thù đây. Thượng Đế Chi Não cũng cười lớn,
bọn hắn quả thực quá điên cuồng. Vừa báo phục liền đến lớn như vậy. Tốt, vậy chúng ta liền bắt đầu hành động đi, đem thiết bị từ khác một cái cửa ra chuyên trở ra ngoài. Chúng ta ở hậu phương địa điểm bí mật tụ tập. Hắc ám bác sĩ hạ lệnh. Dù sao cái này phương tiện giao thông hình thể không nhỏ. Mấu chốt là thượng đế chi não còn một lần tính chế tạo hai cái phương tiện giao thông. Chính diện từ bệnh viện không cách nào vận ra. Nhất định phải thông qua cái khác thông đạo chuyên trở ra ngoài. Những người khác đem hai cái phương tiện giao thông từ cái khác thông đạo vận ra ngoài. Mà hắc ám bác sĩ cùng thượng đế chi não thì là nghênh ngang từ chính diện ra tới. Lúc này, đã là đêm khuya. Bệnh viện đã rất ít người. Nhất là nhà xác bên này càng là không có bất kỳ ai. Lộ ra âm trầm kinh khủng bầu không khí. Ầm ầm. Nương theo lấy thanh âm. Chứa từng cỗ thi thể ngăn tủ vậy mà từ giữa đó mở, hắc ám bác sĩ cùng thượng đế chi não đi ra. Hai người hồng quang đầy mặt, khóe miệng tất cả đều là ý cười. Bọn hắn kế hoạch trả thù sẽ phải thành công. Sốt cục ra tới, chờ các ngươi thật lâu. Đột nhiên âm trầm trầm không có một ai trong nhà xác, vang lên một thanh âm. Cái này hắc ám bác sĩ cùng thượng đế chi não đều mạnh mẽ giật nảy mình. Coi là cỗ thi thể kia phục sinh. Hai người nghẹn ngào gào lên. Chỉ thấy cách đó không xa một cái cất đặt thi thể trên kệ ngồi một người. Chính ý cười đầy mặt, nhàn nhã nhìn xem bọn hắn. Lá, Diệp Quân Lâm. Thượng đế chi não cùng hắc ám bác sĩ chăm miệng một lời kêu đi ra. Cứ việc đây cũng không phải là cái trọng yếu nhân vật. Nhưng bọn hắn vẫn là nghe qua. Thậm chí còn điều tra Diệp Quân Lâm tư liệu. Hiện tại liếc nhìn hắn, vẫn là nhận ra được. Ngươi là như thế nào tìm tới? Ngươi làm sao ở chỗ này? Hắc ám bác sĩ cùng thượng đế chi não thật là bị hù dọa. Đầy bụng nghi hoặc. Không thể tin. Đây hết thảy hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn. Coi là muốn thành công thời điểm, coi là đẩy ra chỗ khi có người. Không nghĩ tới Diệp Quân Lâm ở đây. Đương nhiên là chờ các ngươi a, tìm các ngươi có thể tìm phải thật vất vả a. Diệp Quân Lâm cười cười. Ngoài ý muốn. Quá ngoài ý muốn. Hắc ám bác sĩ nghìn tính vạn tính, không nghĩ tới người tìm hắn bên trong còn có cái Diệp Quân Lâm. Còn tìm đến hắn. Cái này quá khó mà tin nổi. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được. Nguyên lai người chú ý hắn nhiều như vậy. Không đơn thuần là thiên thuẫn cục những cái kia. Chấn kinh. Quá khiếp sợ. Mấu chốt là Diệp Quân Lâm như thế nào tìm đến bọn hắn. Dù là mạnh như thiên thuẫn cục cùng những cái kia cổ xưa thế lực đều bị hắn đùa bỡn xoay quanh. Bọn hắn cũng không thể tìm tới. Diệp Quân Lâm là như thế nào làm được? Cái này quá làm cho người rung động. Các ngươi tốt kỳ ta như thế nào tìm đến? Diệp Quân Lâm cười cười, ngươi còn phải cảm tạ ta, ngươi lấy ra 4 cái bom khói là ta phát hiện ra trước. Sau đó ta tiết lộ cho thiên thuẫn cục cùng tại trên chợ đen bán ra, để thiên thuẫn cục cùng các thế lực lớn đều đi loại bỏ bọn hắn. Nghe xong lời này, hắc ám bác sĩ hai người lập tức minh bạch. Kỳ thật ngay từ đầu hắn đều là thấp thỏm. Mặc dù ném ra ngoài đi 4 cái thế thân đưa đến tốt tác dụng, nhưng hắn đây là tình huống khẩn cấp hạ phương pháp, khó tránh khỏi có sơ hở. Thiên thuẫn cục những cái này dễ dàng kịp phản ứng, không đến mức từng cái mục tiêu đi loại bỏ. Đoán chừng loại bỏ 2 cái liền phải phát hiện. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là 4 cái mục tiêu đều nhất nhất loại bỏ. Cái khác các thế lực lớn cũng đều là giống nhau. Hắn còn cảm thấy kỳ quái đâu. Nguyên lai vấn đề xuất hiện ở nơi này, có ở giữa thương. Trải qua Diệp Quân Lâm quần nhau, để bọn hắn đều tin tưởng. Có đôi khi hai tay tin tức so một tay tin tức càng làm cho người tin phục. Cho nên ngươi là người thứ nhất tra được ta 4 cái thế thân. Cũng sinh ra hoài nghi. Hắc ám bác sĩ nhìn thẳng Diệp Quân Lâm. Đúng, đem tin tức này vứt cho những người khác, để bọn hắn đi thăm dò. Ta trực tiếp xem nhẹ cái này 4 cái mục tiêu, tiếp tục tra. Còn tốt, tại các ngươi hành động trước, ta tìm tới các ngươi. Các ngươi kế hoạch hẳn là cũng muốn áp dụng đi. Diệp Quân Lâm cười cười. Minh bạch. Lần này, hắc ám bác sĩ cùng thượng đế chi não toàn bộ minh bạch. Cũng là vạn vạn không nghĩ tới. Muốn thành công. Kết quả bị khó nhất người tìm được. Hắc ám bác sĩ nhìn chòng chọc vào Diệp Quân Lâm, cho nên kỳ thật ngươi rất mạnh. Ta thậm chí hoài nghi trước đó vài ngày thiên sư phụ cùng Trấn Ma Ti đều là lấy ra. Muốn giả trang bọn hắn kỳ thật rất khó, tối thiểu phải đạt tới bọn hắn thực lực, mới có thể để cho người tin. Mặc dù là giả,
nhưng thực lực của ngươi cũng là thật mạnh, ngươi mới là giấu ở sau lưng người kia. Diệp Quân Lâm cười cười, ta cho rằng ngươi mới kinh khủng nhất. Thượng đế chi não còn tại ám chỉ hắc ám bác sĩ, ý thức muốn chạy trốn cái gì? Hắc ám bác sĩ cười cười, không thể nào, cắm đến trong tay hắn chúng ta trốn không thoát, hắn đã có thể phát hiện chúng ta, còn đơn độc đến, vậy nói rõ hắn thực lực đã ăn chắc chúng ta. Chúng ta dẫy dụa cũng vô dụng, hắn tối thiểu chủ thần ti một cái cấp bậc. Thượng đế chi não thở dài. Chẳng qua đây là hắc ám bác sĩ tín hiệu. Hắn lập tức khởi động phương tiện giao thông tự hủy chương trình. Hắc ám bác sĩ vừa rồi nói kia một đoạn văn. Chính là để thượng đế chi não minh bạch, rơi vào Diệp Quân Lâm trong tay, bọn hắn tuyệt không còn sống khả năng. Hắn đơn độc đến, chính là làm tốt thiên la địa võng chuẩn bị. Cũng là ám chỉ hắn, muốn mở ra phương tiện giao thông tự động chương trình. Thượng đế chi não minh bạch về sau, lập tức mở ra tự động chương trình. Để phương tiện giao thông mình tiến về linh mạch vị trí. Chấm. Một cái lối đi khác bên trong hai chiếc phi hành khí vừa bị vận ra tới, đột nhiên chương trình khởi động. Ầm ầm, lập tức bay ra ngoài. Nháy mắt biến mất, đem mọi người giật nảy mình. Hai chiếc phi hành khí là thượng đế chi não chuyên môn thiết kế, trong đó còn thiết trí một loạt phản thám tử trang bị. Vì phòng ngừa chiến ưng quốc kiểm tra đo lường đến. Cho nên cơ hồ là lặng yên không một tiếng động từ chiến ưng quốc thượng không rời đi. Chờ phát hiện cũng muộn. Đương nhiên bị phát hiện, thậm chí bị đánh chúng cũng không có việc gì. Đến lúc đó sẽ tự động mở ra tự hủy chương trình. Vẫn như cũ sẽ dọc theo thiết lập tốt bản đồ, trực tiếp đi linh mạch vị trí tự hủy. Hơn nữa còn là hai chiếc phi hành khí, thêm ra tới một cái thế thân. Vì chính là bảo đảm xác suất thành công. Đáng sợ nhất chính là một khi tự động chương trình hoặc là tự hủy chương trình khởi động về sau, không ai có thể ngăn cản. Bao quát thượng đế chi não chính mình cũng không cách nào ngăn cản. Đây là đơn phương. Cũng là cực đoan. Hiện tại bọn hắn tương đương với rơi vào Diệp Quân Lâm thiên la địa võng bên trong, đã không có khả năng tự mình đi linh mạch nơi nào. Chỉ có thể dạng này khởi động tự động chương trình. Khởi động tự động chương trình về sau, thượng đế chi não thật dài thở dài một hơi. Hắc ám bác sĩ cũng yên tâm. May mắn thượng đế chi não thông minh, sớm làm mấy tầng bảo hộ. Quả nhiên bọn hắn không an toàn, vừa ra cửa liền bị bắt được. Bằng không, kế hoạch của bọn hắn là không cách nào thực hiện. Nhờ có hắn chuyên môn thiết kế. Trong lòng thở phào về sau, hắc ám bác sĩ hướng về phía Diệp Quân Lâm cười cười, vạn vạn không nghĩ tới ngươi mới là ẩn tàng sâu nhất cái kia. Cho dù Ngân Hà hộ vệ liên minh thần thông quảng đại, có thể nghĩ không đến đại hạ có ngươi đi. Kia cái gì hắc ám thượng đế đều là ngươi đi. Không phải thánh kinh tổ chức cùng mã nhã công nghiệp làm gì trợ giúp đại hạ. Thượng đế chi não cũng phản ứng lại. Diệp Quân Lâm ẩn tàng sâu nhất, đại hạ thậm chí thế giới liên quân hết thảy đều là hắn tại phía sau màn bày kế. Diệp Quân Lâm cười cười, xem như thừa nhận đây hết thảy. Hắc ám bác sĩ nhíu mày nói, chẳng qua có một chút, ta từ đầu đến cuối không nghĩ thông suốt. Diệp Quân Lâm cười nói, ngươi nói là số 76 cấm địa A. Đúng. Cảm giác bọn hắn tồn tại, nhưng lại cảm giác bọn hắn không tồn tại. Ngươi cùng bọn hắn đến cùng quan hệ thế nào? Hắc ám bác sĩ nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm. Bọn hắn đều nghi ngờ một cái nghi vấn. Sớm đi thời gian ta tiến vào số 76 cấm địa đem cái chủng tộc này cho diệt. Diệp Quân Lâm nói. Minh bạch, hết thảy đều minh bạch. Lần này hắc ám bác sĩ bọn hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hết thảy đều nói thông được. Nhất là đại hạ cùng số 76 căn cứ quan hệ, bọn hắn minh bạch. Ít biết sao ngươi một mực nghi ngờ bí ẩn giải quyết. Hết thảy đều là ngươi đối thủ cũ Diệp Quân Lâm. Hắc ám bác sĩ cười to nói. Thượng đế chi não cũng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trước khi chết còn biết một mực nghi ngờ bí ẩn. Hắc ám bác sĩ nhìn xem Diệp Quân Lâm nói ra, ta làm sao đột nhiên cảm thấy sự tình thú vị. Trước đó bọn hắn nhất trí cho rằng Ngân Hà hộ vệ liên minh quét ngang hết thảy, đem không đối thủ. Nhưng bây giờ Diệp Quân Lâm đột nhiên xuất hiện. Để bọn hắn biết chiến ưng quốc tuyệt không một nhà độc đại, bọn hắn còn có đối thủ. Còn có một vị ẩn tàng sâu như vậy. Tại hắc ám bác sĩ góc độ, là rất hy vọng nhìn thấy đôi bên điên cuồng đánh cờ. Cũng chính là tọa sơn xem hổ đấu. Chỉ là quá muộn. Hắn đều phải chết. Đều đã rơi vào Diệp Quân Lâm trong tay. Tốt, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi. Hắc ám bác sĩ cười nói.
Thượng đế chi não cũng từ bỏ dãy dụa, chờ đợi lấy tử thần giáng lâm. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Quân Lâm tìm tới bọn hắn, chính là giết bọn hắn. Diệp Quân Lâm nhìn xem Hắc Ám bác sĩ cười cười, xác định từ bỏ rồi. Cho tới nay, ngươi lấy người bình thường tự cho mình là. Nhưng ai nhà người bình thường có thể sống lâu như thế? Có thể bắt sống số 76 cấm địa thần. Dù là ngươi biết thực lực của ta, cũng không có đem ta để vào mắt. Ngươi kiêng kỵ chính là ta chung quanh bố trí thiên la địa võng. Chấm. Diệp Quân Lâm lời này mới ra. Hắc Ám bác sĩ sắc mặt đã biến. Ngay cả thượng đế chi não đều là sững sờ. Ngươi mặt ngoài nhìn như từ bỏ, thực tế là được ăn cả ngã về không, muốn xử lý ta. Tối thiểu cũng là ôm lấy cùng đến chỗ chết ý nghĩ. Dù sao theo ý của ngươi, đều phải chết, kéo một cái đệm lưng. Thậm chí ngươi còn có thể giết ra khỏi trùng vây. Nói đúng. Diệp Quân Lâm toàn bộ nói đúng. Hắc Ám bác sĩ tuyệt không nghĩ đến từ bỏ. Hắn muốn được ăn cả ngã về không. Được ăn cả ngã về không không đơn giản chỉ để thượng đế chi não mở ra tự động chương trình đi mở ra linh mạch. Hắn cũng sẽ được ăn cả ngã về không, đánh giết Diệp Quân Lâm. Chớ nhìn hắn mặt ngoài thừa nhận Diệp Quân Lâm như thế nào cường đại, kỳ thật không có đem Diệp Quân Lâm đưa vào mắt. Hắn chân chính kiêng kỵ ở chung quanh. Hắn tin tưởng Diệp Quân Lâm sẽ không là một người, chung quanh khẳng định có rất nhiều cường giả. Mà lại đến lúc đó đánh, mình một bại lộ, Thiên Thuẫn Cục cùng các thế lực lớn đều sẽ từng cái xuất hiện. Đây là mới hắn sợ nhất. Chẳng qua cuối cùng đụng một cái. Trước tiên đem Diệp Quân Lâm chém giết, lại giết ra ngoài, nhìn xem có thể trốn ra ngoài hay không. Đương nhiên một khi linh mạch bị mở ra, không có người sẽ sống. Sớm tối đều là chết, chỉ có điều sống được càng dài một điểm thôi. Chẳng qua có thể nhìn thấy hết thảy hủy diệt hình tượng, bọn hắn mới có cảm giác thành công. Đây là Hắc Ám bác sĩ hai người ý nghĩ. Mặc dù không sợ chết, nhưng bọn hắn muốn cuối cùng chết, đó là một loại trưởng khống sở hữu nhân sinh chết cảm giác. Hắn muốn tại Diệp Quân Lâm giết hắn trước, đem Diệp Quân Lâm một lần xử lý. Chẳng qua là hắn hiện tại ý nghĩ toàn bộ bị Diệp Quân Lâm nói đúng. Thực lực ngươi rất mạnh, chỉ ít ta hiện tại nhìn đoán không ra. Ngươi tiến vào chủ thần ti, không đơn thuần là ngươi nghiên cứu phương diện, mà là thực lực của ngươi. Diệp Quân Lâm ăn ngay nói thật. Hắc Ám bác sĩ nhìn xem thật liền giống như người bình thường. Cùng hắn mình rất giống. Chính là một loại người. Loại người này làm sao có thể dễ dàng như vậy từ bỏ. Chuyện không thể nào. Hắc Ám bác sĩ thân thể vô ý thức siết chặt, hiển nhiên hắn khẩn trương. Diệp Quân Lâm nói đúng hắn. Diệp Quân Lâm nhìn xem hắn tiếp tục nói, chính như ta nhìn không thấu được ngươi đồng dạng, ngươi cũng căn bản nhìn không thấu ta. Nhưng là ngươi sẽ thừa cơ đánh lén ta, cho ta một kích chí mạng. Điểm này lấy thực lực của ngươi có thể làm được, cho nên ngươi không có coi trọng ta. Xuất mồ hôi. Rõ ràng có thể nhìn thấy Hắc Ám bác sĩ mồ hôi lạnh ứa ra. Diệp Quân Lâm tiếp tục nói, mặc dù nói chư thần phòng thí nghiệm đều là thần, nhưng kỳ thật ngươi người bình thường này mới là đáng sợ nhất. Chỉ có điều ngươi hẳn là vô tâm tranh phong, không phải chủ thần ti kia 18 vị đều không phải là đối thủ của ngươi. Diệp Quân Lâm là được chứng kiến chủ thần ti 18 vị chân thần. Hiển nhiên uy hiếp của bọn hắn không có người bình thường này lớn. Thượng đế chi não cũng không có nghĩ đến, trong thời gian thật ngắn, hai người này có thể có nhiều như vậy giao phong. Mà lại hắn giống là lần đầu tiên nhận biết Hắc Ám bác sĩ đồng dạng, không nghĩ tới hắn đáng sợ như vậy. Thậm chí ngay cả chủ thần ti đều không phải đối thủ của hắn. Hắc Ám bác sĩ tại chư thần trong phòng thí nghiệm tuy rằng cường đại, nhưng là không có xuất thủ qua. Mọi người nghe được truyền thuyết đều là các loại giải phẫu hoặc là sinh vật nghiên cứu. Đối thực lực của hắn tất cả mọi người là không biết. Hiện tại Diệp Quân Lâm kiểu nói này, thật là hù đến. Hắc Ám bác sĩ vậy mà là tổ chức này bên trong mạnh nhất. Sợ là giấu giếm tất cả mọi người đi. Có thể là hắn một lòng đều đang nghiên cứu bên trên, không nguyện ý biểu hiện ra mình thực lực tới. Ngươi nói đúng. Đã như vậy, chúng ta một trận chiến đi. Hắc Ám bác sĩ nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm. Không gian thu hẹp bên trong, dương cung bạt kiếm khí tức tia lửa tung tóe. Hai đại người bình thường một trận đại chiến muốn bắt đầu. Thượng đế chi não có loại cảm giác thật kỳ diệu. Cái này rõ ràng là hai người bình thường. Vì sao khí thế của bọn hắn so hắn biết đến thần còn cường đại hơn? Mà lại cường đại không chỉ một điểm nửa điểm.
mấu chốt nhất cho bọn hắn một loại cảm giác hai vị này nếu là đánh lên. Đây tuyệt đối là thiên băng địa liệt, sơn hà nhật nguyệt thất sắc. Lúc này hắn vậy mà hy vọng hai người đánh lên. Đến một trận quyết đấu đỉnh cao. Dương cung bạt kiếm bầu không khí hết sức căng thẳng. Đúng lúc này đợi, Diệp Quân Lâm cười, thế nhưng là ta không nghĩ tới muốn giết ngươi. Ta tìm tới mục đích cũng không phải là cái này. Cái này khiến Hắc Ám bác sĩ sững sờ. Thượng đế chi não cũng sửng sốt. Không phải ngươi cảm thấy ta phí lớn như vậy lực, đem tất cả mọi người dẫn ra, tại bọn hắn trước đó tìm tới ngươi là làm gì? Nếu như đơn thuần là giết ngươi, ta vì sao không liên hợp thiên thuẫn cục cùng một chỗ đâu? Đây chẳng phải là lại càng dễ. Diệp Quân Lâm giải thích nói. Hắc Ám bác sĩ mày nhíu lại, vô ý thức gật đầu. Thiên thuẫn cục tuyệt đối là muốn giết ta. Chư thần phòng thí nghiệm đối bọn hắn đến nói không có bí mật gì để nói. Xác thực, người nghĩ giết ta, hẳn là liên hợp bọn hắn cùng đi. Diệp Quân Lâm cười cười, còn nữa nói, lấy thực lực của ngươi hẳn là cảm thụ được, kỳ thật chung quanh cũng không có mai phục. So với ngươi còn mạnh hơn người có thể có mấy cái. Những người khác không rõ ràng, chính ngươi không rõ ràng sao. Diệp Quân Lâm một nhắc nhở như vậy, Hắc Ám bác sĩ mới hiểu được là mình khẩn trương quá độ. Chung quanh hắn xác thực không có cảm nhận được một người tồn tại. Cũng không thể đều so Diệp Quân Lâm mạnh a. Như vậy, chủ thần ti đều muốn thành trò cười. Đó chính là Diệp Quân Lâm không có thật thu xếp mai phục. Kia mục đích của ngươi đâu? Hắc Ám bác sĩ hỏi. Trước đi theo ta đi, tối thiểu không phải để ngươi chết, chờ rời đi nơi này lại nói. Diệp Quân Lâm nói. Tốt, vậy ta liền nhìn xem ngươi muốn làm gì. Dù sao hiện tại phi hành khí tự động chương trình đã mở ra, nhiệm vụ này không có quan hệ gì với bọn họ. Sao không đi theo Diệp Quân Lâm đi xem một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đi theo hắn đi, so ở chỗ này chờ thiên thuẫn cục mới tốt. Cứ như vậy ba người rời đi bệnh viện. Ngay tại lúc này, âm thầm lại có người tới. Lại có người tìm tới nơi này. Diệp Quân Lâm kinh ngạc. Vốn cho là hắn tốc độ nhanh nhất, thật không nghĩ đến còn có người tìm tới. Nhóm người này chính là nghiên cứu cổ tu sĩ cái kia cổ xưa tổ chức. Diệp Quân Lâm có biện pháp của mình tìm người. Bọn hắn cũng có biện pháp của mình. Gần như cùng Diệp Quân Lâm giống nhau tốc độ tìm được Hắc Ám bác sĩ. Liền tốc độ này quả thực kinh động như gặp thiên nhân. Ba người rời đi. Bọn hắn cũng phát hiện. Lập tức đuổi theo. Rất cường đại. Hắc Ám bác sĩ nhíu mày nói. Hiển nhiên đến nhóm người này siêu cấp cường đại. Có thể cảm thụ được ra tới. Đi, chúng ta rời đi trước. Diệp Quân Lâm nói. Diệp Quân Lâm bọn hắn cũng không ngừng lại, trực tiếp rời đi. Nhưng mà phía sau một đám người theo đuổi không bỏ, gắt gao đi theo. Để Diệp Quân Lâm ba người tuyệt không ngay lập tức vứt bỏ. Mà lại nơi này cái này cổ xưa thế lực đã thiết hạ thiên la địa võng, đem bệnh viện này chung quanh gắt gao vây khốn. Đương nhiên những cường giả này cũng là vừa tới. Liền gặp gỡ rời đi Diệp Quân Lâm ba người. Xem ra cần thiết động thủ. Chọn chúng một cái phương hướng. Diệp Quân Lâm đại triển thần uy trực tiếp xiết mở một con đường tới. Thừa dịp bọn hắn khép lại thời điểm, Diệp Quân Lâm ba người đã liền xông ra ngoài. Vừa muốn đuổi theo, một cỗ tràn trề cự lực đánh tới. Đem tất cả mọi người bức lui. Thậm chí tạo thành thương vong không nhỏ. Lại truy thời điểm, người đã toàn bộ không thấy. Chỉ cần có khe hở, lấy Diệp Quân Lâm cùng Hắc Ám bác sĩ thực lực, nơi nào để bọn hắn đuổi được. Tình huống như thế nào? Người đâu, kia là Hắc Ám bác sĩ sao? Những người khác cũng rất nhanh đuổi theo. Hẳn là, vừa mới chúng ta vẫn là nhìn thấy bộ mặt thật của bọn hắn. Cùng Peyton bác sĩ giống nhau như đúc, còn có hai người là. Các ngươi nhìn, đây là vừa mới quay chụp đến hình tượng. Một người trong đó lấy ra thiết bị tới. Mặc dù bọn hắn là cổ xưa tổ chức, cũng không đại biểu bọn hắn sẽ không sử dụng hiện đại thiết bị. Đám người xông tới, bắt đầu xem xét quay chụp đến hình tượng. Bỗng nhiên bọn hắn kinh ngạc phát hiện, hai người khác bên trong một người bọn hắn nhận biết. Đây không phải đại hạ nhất tự tỉnh Kiên Vương Diệp Quân Lâm sao? Có người kinh ngạc lên tiếng. Sau đó bọn hắn một cái nhiệm vụ chính là bắt Diệp Quân Lâm nữ nhi Quân Quân A. Bọn hắn sao có thể không biết? Mang đi Hắc Ám bác sĩ vậy mà là hắn, không thể tưởng tượng nổi. Tốt, chúng ta cũng không cần truy, nếu biết Hắc Ám bác sĩ đi nơi nào, liền dễ làm. Rút đi.
Chúng ta vừa rồi động tĩnh hẳn là quấy rầy đến Chiến Ưng quốc, rất nhanh Thiên Thuẫn cục sẽ chạy đến. Chấm. Cái này cổ sư tổ chức rất nhanh rời đi. Gần như 2-3 phút. Thiên Thuẫn cục đặc công cùng từng cái máy móc đặc công liền nhao nhao đi vào Tân Kim Thành Tổng Bệnh viện. Lại qua sau 5 phút. Hắc Ưng đặc công bọn hắn đều đến. Chuyện gì xảy ra? Hắc Ưng đặc công hỏi. Vừa mới nơi này xuất hiện dị thường, có rất nhiều cường giả tụ tập, còn giống như có chiến đấu. Bọn thủ hạ lập tức đem phát sinh sự tình toàn bộ nói ra. Lục soát, trước đối bệnh viện này tiến hành từ đầu đến đuôi lục soát. Hắc Ưng đặc công một chút lệnh, lập tức đối với nơi này tiến hành đào 3 thước đất lục soát. Không thể không nói Hắc Ám bác sĩ giấu quá sâu. Chính là biết bệnh viện này có vấn đề, để ngươi buông ra cha. Đều trọn vẹn tiêu tốn thời gian 3 tiếng mới tra được. Tại nhà xác, Hắc Ưng đặc công dẫn theo một số đông người đi vào nhà xác. Chẳng qua tìm được cửa, lại khó mà mở ra. Trước mắt mười mấy cái máy móc đặc công ngay tại cửa đối diện tiến hành cắt chém. Lại tiêu tốn một trận thời gian về sau, cửa lúc này mới bị mở ra. Đi vào Hắc Ám bác sĩ tư nhân thế giới sau. Mọi người nhìn mà than thở. Từ cổ chí kim các loại sinh vật tiêu bản, các loại viễn cổ thời đại hạt giống, các loại chủng tộc. Có thể nói Hắc Ám bác sĩ tư nhân lãnh địa, so các quốc gia nhà bảo tàng những cái này cộng lại còn muốn phong phú hơn nhiều. Không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi thứ đều còn nguyên dọn đi, muốn cầm nhẹ để nhẹ, kiên quyết không thể phá hư một chút xíu. Hắc Ưng đặc công hạ lệnh. Cái này nhưng là đồ tốt. Không có chút nào có thể lãng phí. Nhìn tới đây chính là Hắc Ám bác sĩ hang ổ, xem ra hắn đã là rời đi. Từ một cái khác thông đạo đi tới, Hắc Ưng đặc công nói. Bên cạnh lưỡi đao đặc công nói, ta cũng nghĩ không ra, còn có người so tốc độ của chúng ta nhanh. Nhìn hiện trường vết tích, hẳn là hai nhóm thế lực. Bọn hắn vậy mà đều so với chúng ta nhanh. Gấu Bắc Cực đặc công cũng nói, nếu không phải hai cái này thế lực lên xung đột, bọn hắn lặng yên không một tiếng động. Chúng ta là không thể nào biết đến. Lấy tốc độ của chúng ta tìm tới Hắc Ám bác sĩ sợ là còn cần 3 ngày trở lên thời gian. Hắc Ưng đặc công cũng cau mày, bọn hắn hẳn là không có bị 4 cái mục tiêu quấy nhiễu được, trực tiếp tới tìm Hắc Ám bác sĩ. Chẳng qua bây giờ ta muốn biết Hắc Ám bác sĩ đi đâu rồi. Hắn không chết, khẳng định bị hai cái này thế lực mang đi. Kia uy hiếp càng lớn, tìm cho ta, tranh thủ thời gian tìm. Không tiếc bất cứ giá nào đều tìm cho ta đến, tạm thời đừng nói cho cục thủ. Hắc Ưng đặc công có chút phẫn nộ. Hắn còn nói cho Diệp Quân Lâm một tiếng, người bị thế lực khác bắt đi. Diệp Quân Lâm nơi nào có thể không biết, hiện tại Hắc Ám bác sĩ liền trên tay hắn. Lúc này bọn hắn đã đi tới đại hạ. Hắc Ám bác sĩ hai người cũng thở dài một hơi. Nếu như Diệp Quân Lâm muốn giết hắn, sớm động thủ. Không cần thiết dẫn bọn hắn tới nơi này. Thừa dịp Diệp Quân Lâm cùng Hắc Ưng đặc công liên hệ công phu. Hắc Ám bác sĩ bắt đầu cùng Thượng Đế chi não hỏi thăm tình huống. Yên tâm đi, hai chiếc phi hành khí đều an toàn rời đi Chiến Ưng quốc không phận. Chính hướng linh mạch vị trí tiến về. Dự tính rất nhanh liền có thể đến tới. Thượng Đế chi não ý cười đầy mặt. Chỉ cần từ Chiến Ưng quốc không phận an toàn rời đi, kia cũng không có cái gì sự tình. Hơn nữa còn là hai chiếc, song trọng bảo hộ. Rất tốt, lần này chúng ta cứ yên tâm. Hắc Ám bác sĩ cười cười, ta chính là hiếu kỳ Diệp Quân Lâm muốn làm gì. Cùng hắn chơi đùa cũng không sao. Lúc này Diệp Quân Lâm trở về. Ta chẳng những không giết ngươi, ta còn muốn gia nhập ta. Diệp Quân Lâm lời này mới ra. Ngược lại để Hắc Ám bác sĩ giật mình. Hiện tại rất nhiều thế lực tìm hắn, chính là muốn hắn gia nhập, lợi dụng hắn biết chư thần phòng thí nghiệm bí mật. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới Diệp Quân Lâm cũng là ý tưởng này. Đây là vượt quá hắn dự liệu. Đương nhiên, gia nhập ta, cũng không phải là khuất phục ta. Ngươi có thể tiếp tục làm nghiên cứu của ngươi. Ta không có đoán sai, ngươi đối tranh bá thế giới lấy được quyền lợi địa vị những cái này đều không hứng thú. Hứng thú của ngươi thậm chí mục tiêu của ngươi cũng đều là sinh vật phương diện nghiên cứu đi. Ngươi sở dĩ gia nhập chư thần phòng thí nghiệm, là bởi vì cung cấp tốt hơn hoàn cảnh cùng tài nguyên tạo điều kiện cho ngươi nghiên cứu a. Hắc Ám bác sĩ giật mình. Diệp Quân Lâm tiếp tục nói, ta xem qua ngươi rất nhiều nghiên cứu. Ngươi hẳn là tận sức tại đem thế giới tất cả giống loài huyết mạch đều nghiên cứu lượt, sau đó chế tạo ra mình trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất giống loài. Năm đó chuột túi quốc tận thế hạt giống kho là ngươi muốn a.
Càng nghe Diệp Quân Lâm nói như vậy, Hắc Ám bác sĩ càng phát ra chấn kinh. Mình bị Diệp Quân Lâm đoán được quá lộ triệt. Gia nhập ta về sau, ta cũng sẽ không hạn chế ngươi. Ngươi có thể tiếp tục làm nghiên cứu của ngươi, ta thậm chí còn có thể cung cấp trợ giúp cho ngươi. Đương nhiên lập trường của ngươi là ta bên này. Mà lại chúng ta còn có cùng chung địch nhân, ngươi nếu là muốn báo thù, dù sao diệt trừ chư thần phòng thí nghiệm chính là Chiến Ưng Quốc. Diệp Quân Lâm nói, chân chính nhìn thấy Hắc Ám bác sĩ về sau, hắn càng phát ra cảm thấy người này không thể giết. Lưu lại giá trị của hắn càng lớn một điểm. Nhất là thực lực của hắn sâu không lường được a. Đây càng là để Diệp Quân Lâm kinh hỉ. Hắn sẽ có được một cái siêu cường trợ lực. Diệp Quân Lâm một phen ra tới, Hắc Ám bác sĩ hai người đều sửng sốt. Chân thành. Bọn hắn Diệp Quân Lâm trên thân cảm nhận được chân thành. Cũng không phải là muốn lợi dụng bọn hắn đạt được thứ gì. Mà lại cho địa vị ngang hàng, để bọn hắn lựa chọn lập trường. Vốn cho rằng bị phát hiện là một con đường chết, không nghĩ tới còn có cơ hội như vậy. Nghe được Thượng Đế chi não đều tâm động. Hắc Ám bác sĩ lại là cười, ngươi liền không sợ ta mặt ngoài đáp ứng, trên thực tế có mang hai lòng sao? Sợ, đương nhiên sợ, nhưng ta vẫn còn muốn thử một lần, mà lại ta tự tin có năng lực giải quyết. Diệp Quân Lâm cười nói. Cứ việc Hắc Ám bác sĩ tiểu tử này nhìn không thấu, nhưng Diệp Quân Lâm vẫn như cũ có nắm chắc bắt được hắn. Dù là hắn có hai lòng, Diệp Quân Lâm cũng sẽ ngăn cản hắn. Thật sao, muốn để ta gia nhập ngươi, thậm chí thần phục ngươi có thể, lấy ra thực lực của ngươi đến. Hắc Ám bác sĩ cười nói. Thứ này cũng ngang với là tại khích tướng Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm cười. Hắc Ám bác sĩ đây là hỏi hắn có tư cách gì? Xem trọng. Diệp Quân Lâm lời này mới ra. Ầm ầm. Đột nhiên hắn khí thế trên người đáng sợ kinh khủng nảy lên. Muốn đem thiên địa bao phủ đồng dạng. Như trời nghiêng che lực lượng kinh khủng vô hình đè xuống. Phù phù. Thượng đế chi não trong khoảnh khắc liền quỳ dạp xuống đất. Hắc Ám bác sĩ chỉ cảm thấy trời sập, toàn bộ ép ở trên người hắn. Không biết là bao nhiêu tầng lượng. Mà lại càng ngày càng mạnh. Răng rắc răng rắc. Hắc Ám bác sĩ dưới chân đại địa toàn bộ vỡ ra, từng đạo sâu không thấy đáy hố sâu xuất hiện. Hắn dần dần cũng sắp không kiên trì được nữa. Tiếp nhận trời sập lực lượng. Dần dần hắn lưng khom, chân cũng uốn lượn, cả người dần dần liền phải đổ xuống. Hắn căn bản gánh không được. A, à, hắn sử xuất tất cả vốn liếng, muốn bảo trì lại thân thể cân bằng. Nhưng căn bản vô dụng. Hắn gặp càng nhiều lực lượng. Lực lượng vô hình từng cơn sóng liên tiếp. Như là một ngọn núi lại một ngọn núi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không ngừng chồng chất trọng lượng để thiên địa rung động. Phảng phất đại địa lúc nào cũng có thể sẽ bởi vì không chịu nổi lực lượng này mà sụp ra. Thiên hội bởi vì lực lượng này đè ép mà xé rách. Chỉ có Hắc Ám bác sĩ chính mình mới biết nhận bị cái gì. Hắn toàn thân trên dưới nổi gân xanh, một gương mặt dữ tợn đến cực hạn. Hắn sử xuất tất cả vốn liếng đang đối kháng với. Chẳng qua hắn cảm nhận được thân thể của mình sắp vỡ ra. Căn bản gánh không được a. Đúng vào lúc này, Diệp Quân Lâm đột nhiên thu lễ. Hắc Ám bác sĩ trên thân trời sập xuống uy áp trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Hết thảy đều khôi phục bình thường. Mà Diệp Quân Lâm ngay tại cách đó không xa, hắn giống như cái gì cũng không làm đồng dạng. Chỉ là cười không ngớt nhìn xem bọn hắn. Rung động. Quá rung động. Hắc Ám bác sĩ sắc mặt chết lặng, đôi mắt bên trong tất cả đều là tan không ra chấn kinh. Mạnh đến khiến người giận sôi. Hắn hiện tại cuối cùng đã rõ vì sao Diệp Quân Lâm một người liền đi. Bởi vì tự tin, lấy hắn một người thực lực tuyệt đối tóm đến mình. Diệp Quân Lâm cười nói, người không tệ a, so ta dự đoán còn mạnh hơn một chút. Tối cao đánh giá, vượt qua Diệp Quân Lâm dự đoán. Dạng này ta giết ngươi, không phải quá đáng tiếc sao? Sao không đi theo ta, ngươi tiếp tục nghiên cứu của ngươi, ta cũng cần hỗ trợ của ngươi. Diệp Quân Lâm lại nhìn về phía Thượng Đế chi não, ngươi cũng có thể a, có thể tiếp tục ngươi hoành vĩ lam đồ. Không cần thiết chém chém giết giết. Chuyện cho tới bây giờ. Hắc Ám bác sĩ cùng Thượng Đế chi não hai mặt nhìn nhau, lúc này bởi vì Diệp Quân Lâm biểu hiện, bọn hắn sinh ra không giống ý nghĩ. Có loại tuyệt không đi đến tuyệt lộ cảm giác. Bọn hắn đều lẫn nhau danh tự lẫn nhau ý nghĩ. Dường như tự động chương trình mở ra có chút sớm. Đúng. Chính là như vậy.
Nếu như là biết tình huống này, bọn hắn sẽ không ngay lập tức khởi động tự động chương trình. Hiện tại thế nào, nguyện ý đi theo ta làm sao? Diệp Quân Lâm hỏi. Cái này. Thượng đế chi não do dự. Hắc ám bác sĩ cười cười, thu lưu chúng ta, ngươi liền không sợ trở thành kẻ thù chung. Chúng ta là chư thần phòng thí nghiệm dư nghiệt, là thế giới kẻ thù chung. Thu lưu chúng ta, sẽ bị toàn thế giới nhằm vào. Ngươi đây gánh vác lên sao? Hiện tại dù sao không có ai biết là ta mang đi các ngươi, tiếp xuống ta đem các ngươi bí mật an trí, dù sao các ngươi không cần xuất đầu lộ diện. Không cần quan tâm vấn đề này. Diệp Quân Lâm cười trả lời. Như thế, chúng ta bản thân liền lâu dài tại trung tâm nghiên cứu. Không cần xuất đầu lộ diện. Hai người gật gật đầu. Vấn đề này các ngươi không cần lo lắng, tiếp xuống ta mang các ngươi đi một chỗ. Diệp Quân Lâm phía trước dẫn đường. Hai người đi theo. Sau đó không lâu, ba người đi vào kinh thành Viêm Long vệ căn cứ. Cho các người giới thiệu hai người, Hắc ám bác sĩ cùng Thượng đế chi não. Diệp Quân Lâm cảm thấy chuyện này vẫn là muốn nói cho Viêm Long vệ một tiếng. Bởi vậy, đặc biệt đem hai người đưa đến Viêm Long vệ căn cứ tới. Bọn hắn lại bị Nhất Tự Tịnh Kiên Vương tìm được. Tào Chí Quốc kinh ngạc nói. Bọn hắn cũng đang chăm chú tình huống, biết các thế lực lớn đều tại tranh Hắc ám bác sĩ. Thậm chí liền Chiến Hùng Quốc đều phái ra Siberia Chi Tinh đi tìm Hắc ám bác sĩ. Không nghĩ tới bị Diệp Quân Lâm nhanh chân đến trước. Đối với Diệp Quân Lâm tìm người phương diện này thực lực, bọn hắn không hoài nghi chút nào. Để hắn đi tìm, liền không có tìm không thấy người. Tiếp xuống Thiên Thuẫn Cục cùng các thế lực lớn sẽ tiếp tục tìm, chuyện này các ngươi biết liền tốt. Hai vị này đã đi theo ta. Diệp Quân Lâm cười cười. Đem Hắc ám bác sĩ hai người dàn xếp xuống về sau, Diệp Quân Lâm bắt đầu hỏi thăm, chư thần phòng thí nghiệm bị diệt mất, các ngươi hẳn là nghĩ đến làm sao trả thù đi. Hắc ám bác sĩ cười nói, kia là đương nhiên, loại tình huống này, ai sẽ tham sống sợ chết, mà lại không phải là không có năng lực trả thù. Đối với cái này, Diệp Quân Lâm không hoài nghi chút nào. Bọn hắn có năng lực như thế. Cho dù là Hắc ám bác sĩ trực tiếp ám sát đều có thể. Chẳng qua các ngươi như thế nào trả thù đâu. Diệp Quân Lâm nhìn xem hai người hiếu kỳ hỏi thăm. Từ khi hắn phát hiện hai người này về sau. Giống như bọn hắn tuyệt không có bất luận động tác lớn gì. Cái này đến cùng làm sao trả thù, để hắn rất là hiếu kỳ. Thượng đế chi não vô ý thức mà nói, kỳ thật chúng ta. Chỉ là vừa muốn nói, liền bị Hắc ám bác sĩ đánh gãy, còn chưa kịp trả thù, liền bị ngươi phát hiện. Ngươi cũng minh bạch. Muốn trả thù đến Chiến Ưng Quốc, nhất định là cái công trình vĩ đại a. Tuyệt sẽ không đơn giản như vậy, lúc này mới 10 ngày qua thời gian, có thể làm gì? Diệp Quân Lâm mặc dù nhìn ra một chút manh mối tới. Hắc ám bác sĩ khẳng định có ý đang giấu giếm, không muốn nói ra. Nhưng hắn hiện trường tuyệt không phát hiện bất cứ dị thường nào. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ, nếu như muốn trả thù, khẳng định sẽ đến một đợt siêu cấp lớn. Thế nhưng là hai người hai tay trống trơn. Cũng không có cỡ lớn phòng thí nghiệm hoặc là căn cứ. Bọn hắn tuyệt không chế tạo ra thứ gì, cùng loại với Leviathan loại hình. Nhìn như vậy tới. Bọn hắn thật chưa chuẩn bị xong. Thật tình không biết bọn hắn trả thù cũng không phải là chế tạo ra cái gì. Mà là thế giới vốn là có tai họa ngầm, chẳng qua là bây giờ bọn hắn đi đem cái này tai họa ngầm xuyên phá. Chẳng qua Diệp Quân Lâm cũng không biết đây hết thảy. Dù sao cái này bên cạnh hai người cái gì cũng không có. Mà lại bọn hắn tất cả trụ sở bí mật loại hình, toàn bộ đều bị Thiên Thuẫn Cục phát hiện. Căn bản không có cơ hội. Bởi vậy, Diệp Quân Lâm không nhiều để ý. Diệp Quân Lâm rời đi sau. Thượng đế chi não có chút khẩn trương mà nói, chúng ta có phải là làm quá sớm một điểm. Hiện tại xem ra, thông qua những phương thức khác cũng có thể. Hắc ám bác sĩ gật gật đầu, là có chút sớm. Nhưng tự động chương trình đã khởi động. Có thể có biện pháp nào đâu, chỉ có thể chờ đợi lấy hủy diệt. Chấm. Một bên khác, Thiên Thuẫn Cục như là phát điên tìm kiếm. Sự tình liền xem như giấu giếm, nhưng rất nhanh cục thủ Smith vẫn là biết. Khiển trách Hắc Ưng đặc công đồng thời, cũng tăng thêm nhân thủ đi tìm Hắc ám bác sĩ. Ngân Hà hộ vệ liên minh tìm kiếm cường độ rất rất lớn. Ngắn ngủi một giờ. Đã diệt đi 28 cái nếm thử tìm kiếm qua Hắc ám bác sĩ thế lực lớn. Trong lúc nhất thời làm cho các phương tràn ngập nguy hiểm. Đây chính là bọn họ quyết tâm.
bởi vì Chiến Ưng Quốc hiểu rất rõ chư thần phòng thí nghiệm. Biết lưu lại hắc ám bác sĩ cái này dư nghiệt, xảy ra chuyện lớn gì. Bởi vậy bọn hắn cùng như bị điên. Nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất tìm tới, không phải liền xong. Phương Tây Châu tòa kia cổ xưa trong thành bảo. Bàn tròn lớn bốn phía tất cả đều là tổ chức thành viên, hoặc ngồi, hoặc đứng. Kỳ thật hắc ám bác sĩ bản thân cũng có giá trị nghiên cứu, nhất là đối với chúng ta đến nói, nghiên cứu của hắn giá trị càng lớn. Hắn rõ ràng chính là cái bác sĩ người bình thường, lại tiến vào chủ thần thi. Không đơn thuần là dựa vào nghiên cứu của hắn, còn dựa vào hắn thực lực cường đại. Điểm này quá có giá trị nghiên cứu. Đáng tiếc để Diệp Quân Lâm nhanh chân đến trước, khẩu khí này chúng ta không thể nhịn. Mọi người nói phải làm gì? Chấm. Mọi người lao nhau trao đổi lên. Dù sao chúng ta cũng phải bắt đến Diệp Quân Lâm nữ nhi Quân Quân làm nghiên cứu. Theo ta thấy, còn không bằng một lần nết tốt động. Đem hắc ám bác sĩ cùng Quân Quân toàn bộ bắt trở lại. Một người trong đó đề nghị. Có thể, bắt lấy trong đó một cái, Diệp Quân Lâm liền hoảng. Đến lúc đó gọi hắn hai cái đều không để ý tới. Chúng ta sớm một chút hành động đi. Cái này tiến về đại hạ. Chấm. Đề nghị của hắn đạt được tất cả mọi người đồng ý. Cái này cổ xưa tổ chức lập tức triệu tập nhân thủ, tiến về đại hạ. Còn chưa đủ, chúng ta còn muốn tiếp tục cho Diệp Quân Lâm áp lực. Chấm. Không lâu sau đó, đột nhiên truyền tới một đầu tin tức chư thần phòng thí nghiệm dư nghiệt hắc ám bác sĩ cùng thượng đế chi não bị đại hạ nhất tự tỉnh Kiên Vương Diệp Quân Lâm cho mang đi. Không chỉ như thế, còn đưa ra lúc ấy hình tượng. Diệp Quân Lâm ngay tại ba người ở trong. Trong lúc nhất thời toàn thế giới các nơi đều nổ. Cái gì, Diệp Quân Lâm đem người mang đi rồi. Hóa ra là hắn. Diệp Quân Lâm không nghĩ tới a, cái này quay chụp ra tới hình tượng không phải giả. Đây chẳng phải là nói Diệp Quân Lâm nhưng thật ra là chư thần phòng thí nghiệm hợp tác đồng bạn. Hắn là gian tế a. Chấm. Các phương cũng đang thảo luận. Mà Hắc Ưng Đặc Công biết về sau, hoàn toàn mộng. Diệp Quân Lâm sao? Không có khả năng a. Diệp Quân Lâm sẽ chỉ giết hắc ám bác sĩ. Không đúng. Diệp Quân Lâm lợi dụng Thiên Thuẫn Cục. Kia bốn cái mục tiêu là cố ý giao cho mình. Hắc Ưng Đặc Công rất nhanh minh bạch hết thảy. Hắn thật sự là không nghĩ tới hắc ám bác sĩ đối Diệp Quân Lâm hữu dụng, vậy mà không có giết chết, mà lại bắt đi. Mặc dù hắc ám bác sĩ tại Diệp Quân Lâm trong tay, nhưng hắn ngược lại yên tâm. Chí ít Chiến Ưng Quốc lo lắng nguy cơ sẽ không xuất hiện, dù sao Diệp Quân Lâm sẽ ngăn cản hắn. Chẳng qua Diệp Quân Lâm đùa nghịch bọn hắn, kia là rất khó chịu được. Lưỡi đao đặc công, gấu bắc cực đặc công đôi mắt bên trong đều phun lửa giận. Rất nhanh, cục thủ Smith điện báo không tiếc bất cứ giá nào muốn đem hắc ám bác sĩ mang về. Đã không sợ đại hạ, phải tất yếu mang về. Vậy chúng ta lên đường đi, đến đại hạ về sau ta sẽ đích thân liên hệ Diệp Quân Lâm. Hắc Ưng Đặc Công lập tức mang theo số lớn cường giả tiến về đại hạ. Trong đó còn có Smith lần nữa tăng phái cường giả bí ẩn. Các thế lực lớn biết hắc ám bác sĩ bị Diệp Quân Lâm mang đi về sau, một phương diện toàn bộ hướng đại hạ tụ tập, một phương diện bắt đầu châm ngòi thổi gió. Từng cái đem Diệp Quân Lâm xem như chư thần phòng thí nghiệm người. Giấu giếm bảo hộ chư thần phòng thí nghiệm dư nghiệt. Chính là toàn thế giới kẻ thù chung. Kích động dư luận càng lúc càng lớn. Các loại ảnh hướng trái chiều che ngập bầu trời mà đến. Giận. Tất cả mọi người giận. Vô luận là Ngân Hà hộ vệ liên minh, vẫn là lúc trước liên quân. Cả đám đều điên cuồng chỉ trích Diệp Quân Lâm. Dù là cùng đại hạ giao hảo mấy cái quốc gia thế lực, cũng tại nhau nhau chỉ trích. Rất nhanh đều lên tới đại hạ phương diện. Tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi đại hạ. Cảm thấy là đại hạ trộm đạo đem hắc ám bác sĩ mang đi, muốn lấy được chư thần phòng thí nghiệm bí mật cùng nghĩ thu hoạch hắc ám bác sĩ kỹ thuật những thứ này. Hết thảy đều là đại hạ âm mưu. Đại hạ sắp trở thành mới uy hiếp. Cùng chư thần phòng thí nghiệm đồng dạng. Sự tình càng ngày càng nghiêm trọng. Đến cuối cùng thành đại hạ âm mưu. Thậm chí có người nói trước đó đại hạ liền cùng chư thần phòng thí nghiệm hợp tác. Bởi vì cái này biến mất thời gian 3 năm, chư thần phòng thí nghiệm căn cứ toàn bộ đều tại đại hạ. Cái này rõ ràng là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Nhưng vào lúc này, bị mọi người lấy ra làm chứng theo tay cầm. Hết lần này tới lần khác trùng hợp vừa vặn phù hợp. Nhiều như vậy địa phương không chọn. Hết lần này tới lần khác chọn cái đại hạ.
Mà lại đại hạ lợi hại như vậy, 3 năm trong lúc đó đều không có bất luận phát hiện gì. Đây không có khả năng. Đại khái suất nói rõ đại hạ cùng chư thần phòng thí nghiệm chính là cùng một bọn. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người đều là cho rằng như vậy. Đại hạ tiếp nhận áp lực cực lớn. Trở thành toàn thế giới mục tiêu. Liền đại hạ các phương đều mộng. Còn có chuyện này. Diệp Quân Lâm lúc nào đem người mang về. Mọi người cũng không biết. Đám người nhao nhao chỉ trích. Mặc kệ Diệp Quân Lâm là ra ngoài cái gì mục đích, hiện tại chính là cho đại hạ gây ra đại họa. Viêm Long Vệ biết về sau, cũng khiếp sợ không thôi. Chuyện này làm sao tiết lộ ra ngoài rồi? Diệp Quân Lâm không phải nói không ai biết sao. Chỉ cần đem Hắc Ám bác sĩ tạm thời an trí ở nơi này là được. Làm sao hiện tại mọi người đều biết? Làm Diệp Quân Lâm biết về sau, cũng rất là kinh ngạc. Cùng Hắc Ám bác sĩ hai người hội tụ vào một chỗ. Hắn khẳng định tuyệt không phải hai người này nói ra. Xem ra hẳn là chúng ta lúc rời đi đợi, đột nhiên đụng lên đến đám kia thế lực. Hắc Ám bác sĩ phân tích nói. Diệp Quân Lâm cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lại bị bắt được. Hắn đánh giá thấp cái thế lực này. Làm sao bây giờ, các thế lực lớn hẳn là đều tại đến đại hạ trên đường. Hắc Ám bác sĩ cố ý hỏi thăm Diệp Quân Lâm. Hắn là muốn nhìn một chút Diệp Quân Lâm thái độ. Tại loại này thời khắc nguy nan, là sẽ đem bọn hắn giao ra. Vẫn là hộ lên. Viêm Long Vệ đám người lập tức tìm tới Diệp Quân Lâm. Hiện tại các phương hoài nghi chúng ta cùng chư thần phòng thí nghiệm là cùng một bọn. Chư thần phòng thí nghiệm căn cứ tại đại hạ, mà lại Leviathan toàn bộ biến mất, bọn hắn hoài nghi là đại hạ giấu đi. Bọn hắn hoài nghi lý do đều rất đầy đủ, mà lại có lý có thể tìm ra. Tăng thêm hiện tại người đúng là nơi này, thật không có chạy. Chấm. Gặp phải. Hết thảy đều phù hợp. Đại hạ bây giờ bị hoài nghi là có lý do. Hiện nay, toàn thế giới dư luận là càng lúc càng lớn, đem đại hạ đều liệt vào kẻ thù chung. Không chỉ như thế. Liền đại hạ tất cả mọi người mãnh liệt yêu cầu đem Hắc Ám bác sĩ hai người giao ra. Đây chính là tai họa, kiên quyết không thể lưu. Muốn ở trước mặt tất cả mọi người giết chết. Áp lực là càng lúc càng lớn. Viêm Long Vệ bọn hắn đều khống chế không nổi. Trong ngoài áp lực quá lớn quá lớn. Giao hảo các thế lực lớn một cái điện thoại tiếp một cái điện thoại đánh tới, hỏi thăm có chuyện này hay không, yêu cầu đại hạ tranh thủ thời gian xử lý chuyện này. Liên chiến hùng quốc đều phát tới tin điện, yêu cầu đại hạ cho cái thuyết pháp. Dù sao tất cả mọi người là lúc trước minh hữu a. Hiện tại đại hạ cái này minh hữu bị điều tra ra vậy mà cùng chư thần phòng thí nghiệm liên hợp. Tương đương đem tất cả minh hữu đều cho lừa gạt. Như vậy mọi người sẽ không đáp ứng. Là ai đều không thể chịu đựng được. Cả đám đều đang nói đại hạ phản bội, nhất định phải cho ra một câu trả lời đến. Viêm Long Vệ hiện tại áp lực rất rất lớn. Cũng không biết nên làm cái gì. Mà lại bọn hắn minh bạch, cái này vẻn vẹn bắt đầu thôi. Sau đó gặp phải áp lực sẽ lớn hơn. Cục diện sẽ càng khó. Đến lúc đó đoán chừng đều muốn không cách nào khống chế. Diệp Quân Lâm cũng không có nghĩ đến là kết quả này. Đánh giá quá thấp đám người kia. Vậy mà phát hiện chính mình. Viêm Long Vệ tất cả mọi người đang nhìn Diệp Quân Lâm. Chờ đợi quyết định của hắn. Hắc Ám bác sĩ càng là hiếu kỳ Diệp Quân Lâm nên xử lý như thế nào cái này sự tình. Viêm Long Vệ đám người càng là nhìn xem Hắc Ám bác sĩ. Nếu như đứng tại trên lập trường của bọn hắn, tuyệt đối phải đem Hắc Ám bác sĩ giao ra, hoặc là ngay trước toàn thế giới mặt đánh giết, đến tẩy thoát trong sạch. Trừ cái đó ra, không có những biện pháp khác. Hoặc là chính là cùng thế giới là địch, thừa nhận cùng chư thần phòng thí nghiệm cấu kết. Vì không liên lụy đại hạ, ta vẫn là dẫn bọn hắn rời đi. Nếu như đến lúc đó làm cho gấp, các ngươi liền rũ sạch cùng ta quan hệ. Đem ta khu trục ra đại hạ. Diệp Quân Lâm nói. Hắn nhìn xem Hắc Ám bác sĩ hai người, ta đã đem hai người các ngươi mang đến, đồng thời hứa hẹn các ngươi lưu tại cái này. Kia thời khắc thế này liền kiên quyết không thể đem các ngươi giao ra. Đi, cùng ta trước từ đại hạ rút lui. Đoán chừng rất nhiều người đã đến. Muốn đánh, chúng ta cũng là đi bên ngoài đánh. Diệp Quân Lâm kiên quyết để Hắc Ám bác sĩ hai người sững sờ. Không nghĩ tới loại thời khắc mấu chốt này, Diệp Quân Lâm muốn dẫn lấy bọn hắn rời đi đại hạ đi bảo mệnh. Cái này khiến bọn hắn có chút lộ vẻ xúc động. Vốn cho rằng thời khắc thế này, Diệp Quân Lâm sẽ giết chết bọn hắn đến tẩy thoát trong sạch của mình. Nhưng vậy mà không có.
Tiêu Liệt Quân gật gật đầu, tốt, đã đáp ứng người ta, liền không thể đổi ý. Các ngươi nhanh lên rời đi đi, những chuyện khác giao cho chúng ta. Bọn hắn vẫn tin tưởng Diệp Quân Lâm. Hắn hẳn là có năng lực giải quyết. Phải nhanh lên, vừa mới thủ hạ ta tra được đã có hơn 10 vị cường giả ngay tại hướng nơi này đến. Còn có Thiên Thuẫn Cục cũng phái một số đông người hướng nơi này chạy đến. Nhiều nhất nửa giờ liền có thể đến. Tào Chí Quốc vội vàng đến thúc giục. Mọi người nhao nhao nhìn về phía Diệp Quân Lâm. Để hắn trước mang theo người rời đi. Diệp Quân Lâm cũng không nói nhảm. Đi, trước đi theo ta rời đi, những chuyện khác để ta giải quyết. Diệp Quân Lâm chào hỏi Hắc Ám bác sĩ hai người. Chỉ là Hắc Ám bác sĩ căn bản không nhúc nhích. Đi a, còn thất thần làm gì? Diệp Quân Lâm thúc giục nói. Không cần thiết. Hắc Ám bác sĩ vẫn như cũ ngồi không nhúc nhích, chỉ là xuất hiện không hiểu thấu một câu. Thượng đế chi não cũng thở dài. Bọn hắn chỉ là muốn nhìn Diệp Quân Lâm lựa chọn như thế nào. Nhưng thật không cần thiết. Vì cái gì không cần thiết? Diệp Quân Lâm vô ý thức mà hỏi. Những người khác cũng đều bu lại. Vừa ý đế chi não thần sắc, Diệp Quân Lâm càng là ý thức được cái gì, hẳn là các ngươi đã. Hắc Ám bác sĩ thừa nhận xuống tới, đúng. Ngươi đoán không lầm, chúng ta đã bắt đầu trả thù. Thượng đế chi não thở dài nói, ai, là thao tác sớm. Tại ngươi tìm tới chúng ta một nháy mắt liền mở ra kế hoạch trả thù. Chủ yếu lúc ấy chúng ta sợ gặp được ngươi liền phải chết, nhất định phải mở ra kế hoạch trả thù. Không nghĩ tới ngươi vậy mà không có giết chúng ta, còn cho chúng ta cơ hội như vậy. Thượng đế chi não trong giọng nói lộ ra một tia hối hận. Liền Hắc Ám bác sĩ cũng sắc mặt rất khó nhìn. Trải qua vừa rồi ngắn ngủi giao lưu cùng Diệp Quân Lâm thời khắc mấu chốt làm ra cái này lựa chọn về sau. Hắc Ám bác sĩ hai người đối Diệp Quân Lâm có đại đổi mới. Dường như không mở ra kế hoạch trả thù cũng là làm được. Bọn hắn có thể tiếp tục mình chưa hoàn thành một hệ liệt mộng tưởng, cũng có thể đi báo thù. Dùng nó phương thức của hắn chậm rãi. Mà không phải như bây giờ được ăn cả ngã về không, cùng đến chỗ chết. Chẳng qua hết thảy đều quá muộn. Đều đã bắt đầu. Diệp Quân Lâm hơi biến sắc mặt, nhìn chòng chọc vào bọn hắn, làm sao có thể. Thời gian ngắn như vậy. Ta cũng không có phát hiện các ngươi có chế tạo ra vũ khí gì hoặc là cỡ lớn đồ vật a. Hắn không nghĩ ra bọn hắn trả thù trừ những cái này còn có cái gì. Hắc Ám bác sĩ trả lời, đó là bởi vì sự trả thù của chúng ta căn bản không dùng được những cái này. Sự trả thù của chúng ta mượn nhờ cái khác. Nghe đến đó, Diệp Quân Lâm cùng Tiêu Liệt Quân bọn hắn đã là sắc mặt đại biến. Xong, muốn xảy ra chuyện. Lần này sự tình nghiêm trọng. Mượn nhờ cái khác. Tào Chí Quốc hỏi, các ngươi cũng hẳn phải biết, chư thần phòng thí nghiệm thăm dò trên thế giới rất nhiều nơi, trưởng khống hoặc là phát hiện rất nhiều bí mật. Có chút bí mật là có lợi, có thể sử dụng trưởng khống. Nhưng có chút bí mật lại là có hại, thông tục điểm nói chính là tai nạn. Hắc Ám bác sĩ nói, chẳng lẽ nói các ngươi mượn nhờ những vật này đến báo thù. Cho nên các ngươi chỉ cần đem những này phóng xuất ra. Diệp Quân Lâm lập tức minh bạch. Chẳng qua bây giờ còn chưa bắt đầu, hẳn là còn có thể ngăn cản a. Diệp Quân Lâm lập tức hỏi. Thượng đế chi não lắc đầu, không được, ta chế tạo hai chiếc phi hành khí đã mở ra tự động chương trình, trình tự này một khi mở ra, liền ta đều không thể ngăn cản. Chớ đừng nói chi là những người khác. Dù là tiến hành phá hủy ngăn cản, cũng không được. Ta còn thiết trí tự hủy trang bị, bọn chúng sẽ tại chỉ định mục đích tự hủy nổ tung. Từ đó dẫn bạo. Diệp Quân Lâm đại khái nghe hiểu, cho nên cái này hai chiếc phi hành khí là vì dẫn bạo một loại nào đó bạo tạc vị trí. Từ đó tiến hành phá hủy hết thảy. Đúng, không sai. Diệp Quân Lâm sắc mặt hơi hòa hoãn, chẳng qua dẫn bạo về sau uy lực là lớn, tối đa cũng liền phá hủy một cái khu vực đi, các ngươi làm sao một bộ tận thế tiến đến dáng vẻ. Diệp Quân Lâm đối với mấy cái này đại khái vẫn là hiểu rõ. Uy lực đỉnh thiên cũng liền những cái này. Đoán chừng chiến ưng quốc gặp được, đều có thể ngăn cản. Chớ nói chi là tác động đến toàn bộ thế giới. Kia là không thể nào. Nào có như thế uy lực. Bởi vậy Diệp Quân Lâm không lo lắng. Hắc Ám bác sĩ gật đầu nói, đúng. Không sai, chính là muốn phá hủy toàn thế giới. Ngươi không có nghe lầm. Thượng đế chi não cũng hăng hái gật đầu. Diệp Quân Lâm nghe đến đó, sắc mặt xoát biến. Đến cùng là cái gì? Mau nói rõ ràng. Diệp Quân Lâm thúc giục nói.
chư thần phòng thí nghiệm ước chừng 9 năm trước tại Nam Cực sông băng nơi cực sâu phát hiện một đầu siêu cấp linh mạch. Nói đến đây, Diệp Quân Lâm không có phản ứng. Nhưng Tiêu Liệt Quân bọn hắn từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Siêu cấp linh mạch. Nghe tới bốn chữ này, Tiêu Liệt Quân trong mấy người tâm nổi lên sóng to gió lớn. Trong mắt đều kém chút bay ra ngoài. Là bọn hắn nghĩ loại kia siêu cấp linh mạch sao? Bốn người thân thể đã tại run rẩy kịch liệt. Về phần Tào Chí Quốc nếu không phải dựa vào cái bàn, sợ là trực tiếp mới ngã xuống đất. Quá rung động. Còn tưởng rằng bí mật này dùng vĩnh viễn ẩn nấp, đi theo đám bọn hắn chết đi, trực tiếp vùi vào trong đất. Không nghĩ tới nhanh như vậy, liền có người nhấc lên. Quá rung động. Nếu như là cùng một cái. Vậy sẽ không cách nào tưởng tượng. Diệp Quân Lâm nhìn ra mấy người sắc mặt, hắn cũng ý thức được sự tình không thích hợp. Siêu cấp linh mạch là cái gì? Diệp Quân Lâm lập tức hỏi. Đầu này siêu cấp linh mạch bên trong ẩn chứa phá hủy thế giới năng lượng, dựa theo các người đại hạ cách gọi hẳn là linh khí, thông tục điểm chính là đại hạ viễn cổ những cái kia cổ tu sĩ tu luyện cần dùng. Cũng chính là thiên sư phủ cùng chấn ma ti một mực cần. Nếu truyền thuyết là thật, nếu là bọn hắn tu luyện cần thiết, kia cũng là bọn hắn mới có thể trưởng khống. Chư thần phòng thí nghiệm cứ việc tìm được đầu này siêu cấp linh mạch, nhưng căn bản là không có cách trưởng khống, chớ đừng nói chi là sử dụng, chính là liền chủ thần ti cũng không được. Bởi vì cái này siêu cấp linh mạch bên trong năng lượng ẩn chứa thật đáng sợ, một khi mở ra liền giống như chiếc hộp Pandora mở ra, chính là phá hủy thế giới tai nạn. Chấm. Nghe đến đó, Tiêu Liệt Quân đám người đã biết. Cái này là một chuyện. Chính là bọn hắn biết đến siêu cấp linh mạch. Vừa tìm tới siêu cấp linh mạch thời điểm, tất cả mọi người coi là tìm tới thay thế đá mặt trời tài nguyên. Bọn hắn mù quáng nếm thử, kết quả siêu cấp linh mạch mở ra một cái lỗ hổng về sau, tai nạn phát sinh. Đi thăm dò mấy ngàn người toàn bộ chết sạch, tất cả thiết bị cũng sụp đổ. Cuối cùng là chủ thần ti ra mặt, tập hợp chư thần phòng thí nghiệm tất cả mọi người lực lượng cùng tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật mới đem mở ra lỗ hổng cho phong bế. Hắn là người chứng kiến. Dựa vào hắn khoa học kỹ thuật mới miễn cưỡng làm được. Hắc ám bác sĩ nói, nhìn thoáng qua thượng đế chi não. Thượng đế chi não lòng còn sợ hãi gật đầu, đúng. Lúc ấy ta tự mình trải qua, dùng một loại sao băng mảnh vỡ để luyện ra tất cả kim loại, mới miễn cưỡng đem lỗ hổng phong bế. Lúc ấy kém một chút không có phong bế, nếu không phải chủ thần ti trợ giúp, đoán chừng tai nạn đã phát sinh. Đầu này siêu cấp linh mạch góp nhặt quá lâu thời gian. Đại khái là mấy triệu năm thời gian, ta đối siêu cấp linh mạch năng lượng tiến hành qua tính toán chính xác, đủ để đem thế giới này từ đầu tới đuôi phá hủy một bên. Căn bản không có người có thể trưởng khống. Khi Thượng Đế Chi Não nói ra lời này về sau, tất cả mọi người là điên cuồng hít khí lạnh. Giống nhau như đúc, Tiêu Liệt Quân tứ đại thủ lĩnh cùng Tào Chí Quốc đã minh bạch. Đây chính là Atlantis kế hoạch phía dưới phát hiện long mạch. Là giống nhau như đúc. Đây là tại Nam Cực sông băng phía dưới. Khả năng đều là nối liền cùng một chỗ. Mà lại nghe tới đế chi não miêu tả cùng long mạch là đồng dạng. Lúc ấy kỹ thuật có hạn, không cách nào chính xác tính toán ra tới. Hiện tại tính toán ra đến cùng dự đoán là không sai biệt lắm. Diệp Quân Lâm đại khái đều hiểu. Cái này siêu cấp linh mạch nói trắng ra chính là ẩn chứa có thể phá hủy hết thảy siêu cấp năng lượng nguồn năng lượng. Căn bản không có cách nào trưởng khống. Hắc ám bác sĩ gật gật đầu, chính là ta nói, trên thế giới một chút phát hiện là có lợi, nhưng cũng có thể là tai nạn. Nhìn ngươi là có hay không có thể trưởng khống. Diệp Quân Lâm lập tức hỏi, ý kia là ngươi chế tạo ra hai chiếc phi hành khí chính là tiến về linh mạch vị trí, sau đó đem linh mạch mở ra, phóng xuất ra tất cả năng lượng. Đến phá hủy toàn bộ thế giới. Thượng đế chi não gật gật đầu, đúng, phi hành khí thiết trí vũ khí còn có tự hủy trang bị, đều là hướng về phía phá hủy linh mạch đi. Vô luận như thế nào đều muốn phá hủy đi linh mạch. Kia xong. Triệt để xong. Phù phù. Nghe đến đó. Tào Chí Quốc cả người sụi lơ trên mặt đất. Tiêu Liệt Quân bọn hắn so với ai khác đều hiểu, một khi siêu cấp linh mạch bị đánh vỡ, hậu quả kia nhẹ nhất cũng phải là đem nhân loại văn minh từ trên thế giới này xóa đi a. Hết thảy đều xóa đi. Nghiêm trọng đến đầu điểm chính là đem thế giới tàn phá không còn hình dáng, trực tiếp từ trong ra ngoài thay đổi. Nhưng những cái kia đã cùng mọi người không quan hệ. Đoán chừng chờ cho đến lúc đó, mọi người đã sớm không tồn tại. Hắc ám bác sĩ gật gật đầu, vô luận như thế nào đều là muốn phá hủy siêu cấp linh mạch.
cho nên đây chính là hẳn phải chết cục. Mọi người không cần bận rộn, chờ đợi hủy diệt tiến đến là được. Hắc ám bác sĩ cùng thượng đế chi não đã là ôm lấy quyết tâm quyết tử. Nhưng Tiêu Liệt Quân cùng Diệp Quân Lâm bọn hắn không nghĩ như vậy a. Ngăn cản, nhất định phải ngăn cản a. Không tiếc bất cứ giá nào muốn ngăn cản, siêu cấp linh mạch một khi bị xé mở, đó chính là tai nạn. Nhanh, nghĩ biện pháp ngăn cản. Chấm. Tiêu Liệt Quân bọn hắn bởi vì biết siêu cấp linh mạch lợi hại, ngược lại so Diệp Quân Lâm biểu hiện càng phát ra mãnh liệt, chính là nhất định phải ngăn cản đây hết thảy. Lục Hùng đem Diệp Quân Lâm kéo đến một bên. Nói cho hắn Atlantis kế hoạch kết thúc chân chính bí mật. Thì ra là thế, ai, đáng tiếc hiện tại biết thì có ích lợi gì đâu. Diệp Quân Lâm cuối cùng đã rõ, vì sao năm người có mạnh như vậy phản ứng. Nguyên lai bọn hắn đã sớm biết có siêu cấp linh mạch tồn tại. Phi hành khí đến siêu cấp linh mạch còn có bao lâu thời gian? Diệp Quân Lâm vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Thượng Đế Chi Não. Đại khái hẳn là còn có chừng 3 giờ. Thượng Đế Chi Não nói. Có lẽ còn là có thể thử một lần. Như vậy đi, ta lập tức đi siêu cấp linh mạch vị trí. Ngươi cùng ta cùng đi. Diệp Quân Lâm chỉ vào Thượng Đế Chi Não. Diệp Quân Lâm lại nhìn về phía Lục Hùng, cho ta một khung nhanh nhất chiến cơ. Nhanh. Minh bạch. Lục Hùng lập tức đi thu xếp. Diệp Quân Lâm lại nhìn xem những người khác nói, có thể ngăn cản xác suất quá nhỏ. Vạn nhất ngăn cản không được, chính là tai nạn. Cho nên tiếp xuống các ngươi thứ nhất muốn đem chuyện này nói cho toàn thế giới, để tất cả mọi người làm chuẩn bị. Thứ hai, mở ra an toàn của chúng ta đảo, tận khả năng đem tất cả mọi người bảo vệ. Những người khác nhắc nhở đến là được, chúng ta an toàn đảo chỉ có thể cứu mình người. Thứ ba, có thể phòng ngự thì bắt đầu phòng ngự, tận khả năng giảm nhỏ tổn thất, hoặc là nói lưu lại chút gì. Tóm lại, có thể khởi động hết thảy đều khởi động. Dù là hủy diệt, cũng phải tận khả năng lưu lại chút gì. Nhất là an toàn đảo có thể muốn chân chính phát huy được tác dụng. Tiêu Liệt Quân mấy người hăng hái gật đầu, người yên tâm đi. Những chuyện này chúng ta tới xử lý liền tốt. Chẳng qua khả năng sợ rằng chúng ta nói ra chân tướng, người khác cũng sẽ không tin. Thậm chí sẽ cho rằng đây là đại hạ âm mưu, từ đó sinh ra nhiễu loạn. Khương Dã đưa ra nghi vấn của mình. Đúng a, không ai tin tưởng, có thể sẽ quấy rối. Đến lúc đó chúng ta an toàn đảo đều khởi động không được. Hồng Thanh Thương cũng phụ họa nói. Lúc này, Hắc Ám bác sĩ đứng dậy, để ta tới thẳng thắn a. Tại thời khắc cuối cùng, cũng coi là trả lại ngươi một cái trong sạch. Các ngươi lập tức đi thôi. Rất nhanh, đại hạ nhanh nhất kim bằng chiến cơ đến. Đây là đại hạ tốc độ nhanh nhất chiến cơ. Từ bỏ công kích cùng chuyển vận công năng, toàn lực chỉ vì tốc độ. Diệp Quân Lâm cùng Thượng Đế Chi Não lập tức xuất phát. Nháy mắt biến mất. Nhanh, cho ta tốc độ nhanh nhất, đừng sợ xảy ra chuyện, ta bảo vệ các ngươi. Diệp Quân Lâm lập tức hạ lệnh. Người điều khiển ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cũng không thèm đếm xỉa. Không nhìn hết thảy trở ngại, lấy ra tốc độ nhanh nhất. Thượng Đế Chi Não vội vàng xem xét hai chiếc phi hành khí vị trí cụ thể. Dựa theo thời gian đến nói, chúng ta vẫn là có một tia cơ hội. Thượng Đế Chi Não kích động nói. Diệp Quân Lâm thở dài một hơi. Vậy là tốt rồi. Chỉ cần cho hắn một chút xíu thời gian, hắn tuyệt đối có thể ngăn cản. Còn tốt. Hết thảy đều có cơ hội. Không khí khẩn trương lan tràn tại chiến cơ bên trong. Không được, ta phải cầu viện. Diệp Quân Lâm lập tức liên hệ Hắc Ưng Đặc Công. Hắc Ưng Đặc Công vừa định châm chọc Diệp Quân Lâm vài câu, còn muốn hỏi vì sao vụng trộm đem Hắc Ám bác sĩ mang đi sự tình. Kết quả Diệp Quân Lâm nói thẳng, không kịp giải thích. Bọn hắn trả thù đã bắt đầu, đem không đủ 3 giờ, ta đem địa điểm cho ngươi, nhìn xem ngươi có thể hay không lấy tốc độ nhanh hơn đến. Tiến hành ngăn cản. Hắc Ưng Đặc Công nghe xong Diệp Quân Lâm lời này, cả người sắc mặt đại biến. Hắn ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tốt, người đem hết thảy tư liệu đều cho ta phát tới. Ta đến chuẩn bị. Hắc Ưng Đặc Công lập tức nói. Diệp Quân Lâm đem hết thảy gửi tới sau. Hắc Ưng Đặc Công lập tức hỏi thăm, có thể dùng siêu cấp vũ khí khóa chặt sao? Trực tiếp xử lý nó. Thượng Đế Chi Não lắc đầu, không được. Vì phòng ngừa loại tình huống này phát hiện, ta cố ý làm thiết trí. Không bị truy tung khóa chặt. Truy tung khóa chặt cũng là hư giả mục tiêu, mà lại nó đi lại lộ tuyến cũng là lơ lửng không cố định. Liền ta đều cụ thể không cách nào bắt giữ.
chớ đừng nói chi là những người khác. Người bắt được vị trí cũng có thể là hư giả, thậm chí có thể là trì hoãn thời gian. Cũng trách ta thiết trí quá phức tạp, lúc trước chính là vắt hết óc, tưởng tượng qua bất kỳ ngăn trở nào phương thức, sau đó trái lại thiết trí. Hắc ưng đặc công hít sâu một hơi, tốt ha, vì kế hoạch hôm nay, lộ tuyến không cách nào xác định. Cho nên chỉ có thể đuổi tại bọn chúng trước đó đến mục đích tiến hành ngăn cản. Đúng, không sai, chính là như vậy, ta hiện tại chỉ có thể biết vị trí đại khái, nhưng lộ tuyến ta thiết định là lơ lửng không cố định. Căn bản bắt giữ không đến. Hắc ưng đặc công giống như có chút tự tin, tốt ha, vậy ta bắt đầu dùng thiên thuẫn cục nhanh nhất phi hành khí. Hẳn là còn có hy vọng. Nghe đến đó, Diệp Quân Lâm khả năng thở một ngụm. Xem như song trọng bảo hộ. Hắn tạm thời có thể yên tâm. Một bên khác, Viêm Long vệ lập tức tổ chức mặt hướng toàn thế giới hội nghị khẩn cấp trực tiếp. Hắc ám bác sĩ làm nhân vật chính ra sân. Hội nghị này ngay từ đầu liền oanh động toàn thế giới, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn. Hắc ám bác sĩ nhập kính về sau, càng là hấp dẫn lấy tất cả mọi người. Nhất là cục thủ Smith cái gì đều đang nhìn. Tình huống đặc biệt khẩn cấp, ta trực tiếp bắt đầu. Ta chính là các ngươi muốn tìm hắc ám bác sĩ. Chính như các ngươi thấy, ta tại đại hạ. Chẳng qua cũng không phải là đại hạ cùng chư thần phòng thí nghiệm có liên hệ. Lời này mới ra, toàn trường xôn xao. Đây là người trong cuộc nói thẳng đại hạ cùng chư thần phòng thí nghiệm không có quan hệ. Rất nhiều người đều tại nghi vấn vì sao Diệp Quân Lâm mang bọn ta đến đại hạ. Đó là bởi vì ta hành động trả thù đã bắt đầu. Diệp Quân Lâm dẫn ta tới, chẳng qua là nghi ép hỏi ra trả thù phương thức là cái gì. Nếu không hắn đã sớm giết ta. Hắc ám bác sĩ dạng này một phen giải thích về sau, Diệp Quân Lâm cùng đại hạ hiểm nghi toàn bộ tẩy thoát. Ngược lại khắp nơi đều tại tán dương gieo hò. Đều đang nói đại hạ khẳng định không thể làm chuyện loại này như thế nào như thế nào. Nhưng mà hắc ám bác sĩ một câu nói tiếp theo để bọn hắn sụp đổ. Các ngươi đừng cao hứng, trả thù đã bắt đầu, tiếp xuống chính là tận thế đếm ngược, đến lúc đó nhân loại văn minh sẽ bị xóa đi, trong thế giới này trong ngoài bên ngoài đem đại biến dạng. Hắc ám bác sĩ bắt đầu nói hắn chuyện trả thù. Đám người nghe được hãi hùng khiếp vía. Nếu như đây là sự thực, vậy sẽ thật đáng sợ. Hắc ám bác sĩ nói xong đây hết thảy sau. Viêm Long vệ đại biểu phát biểu công bố Diệp Quân Lâm đã dẫn người đi ngăn cản trường hạo kiếp này. Nhưng là xác suất thành công cũng không cao. Khả năng hạo kiếp sẽ phát sinh. Bởi vậy đại hạ hô hào các phương mở ra khẩn cấp tương ứng, lấy dự phòng tiếp xuống hạo kiếp. Đại hạ đã mở ra an toàn đảo, đem người cùng một chút nhất định vật phẩm tận khả năng hướng an toàn đảo chuyển di. Chính là làm một lần cuối cùng chống lại. Có thể giữ lại bao nhiêu liền giữ lại bao nhiêu. Rất nhanh. Cùng đại hạ giao hảo mấy cái quốc gia cũng nhao nhao khởi động an toàn đảo. Dù sao trước đó mọi người các phương lẫn nhau hiệp trợ, cùng một chỗ thừa kiến an toàn đảo hạng mục, vừa vặn làm xong. Hiện tại cũng có thể dùng. Vừa nghe đến tình huống này. Các phương lập tức bắt đầu sử dụng. Còn muốn an toàn đảo số lượng đầy đủ để cho đại hạ cùng thừa kiến các phương sử dụng. Về phần những người khác, chỉ có thể là tự nghĩ biện pháp. Hiện tại tạm thời còn có thể đề tỉnh một câu. Sự tính hạo kiếp toàn diện bộc phát thời gian còn thừa lại 10 giờ không đến. Đây là phỏng đoán cẩn thận, nếu như bộc phát nhanh lại lợi hại, như vậy chỉ có 6 giờ. Viêm Long vệ tại hội nghị bên trong nói thẳng ra còn lại thời gian, để mọi người đi chuẩn bị. Cái này kỳ thật chính là nhìn hai chiếc phi hành khí đến cùng có thể cho siêu cấp linh mạch xé mở bao lớn lỗ hổng. Nhỏ một chút, từ Nam Cực sông băng lan tràn ra tới đoán chừng liền cần 10 giờ. Nếu là lớn lời nói liền không nhất định, muốn toàn diện bộc phát, rất nhanh liền có thể lan đến gần toàn thế giới. Đó chính là 6 tiếng sự tình. Dù sao Viêm Long vệ chính là hô hào toàn thế giới cùng đi đối mặt lần hạo kiếp này, đã tránh không khỏi, vậy liền nắm chặt thời gian, có thể cứu bao nhiêu tính là gì? Có thể lưu lại cái gì tính là gì? Viêm Long vệ đối mặt thế giới cái này trực tiếp buổi tuyên bố vừa ra tới. Toàn thế giới đều loạn. Chấm. Mà giờ khắc này. Tại Kim Ưng trên chiến đấu cơ Diệp Quân Lâm đột nhiên phát giác được có dị thường. Ầm ầm. Một vệt ánh sáng tiến vậy mà hướng phía nơi này phóng tới. Ầm ầm. Diệp Quân Lâm trực tiếp cách không oanh ra một đạo sức mạnh đáng sợ. Đem cái này chi quang tiễn chấn vỡ. Mẹ hắn ai vậy, lúc này đến quấy rối. Diệp Quân Lâm thật đều muốn tức điên. Nếu là bình thường còn tốt. Nhưng hôm nay,
vội vã gấp. Loại này lửa cháy đổ thêm dầu thời khắc, lại chạy tới làm nhiễu. Quả thực muốn đem Diệp Quân Lâm tức điên. Hiện tại thời gian chính là quý giá nhất thời điểm. Không phải do bất kỳ ngăn trở nào. Hiện tại trước mắt lại xuất hiện người. Siêu siêu siêu. Giữa không trung từng đạo quang tiễn đánh tới, muốn đem kim ưng chiến cơ xuyên thủng đồng dạng. Lăn a. Diệp Quân Lâm giận. Không biết người là ai, nhưng kim ưng chiến cơ bị tạm thời ngăn cản. Thời gian cũng tại từng giây từng phút trôi qua bên trong. Mà một bên khác, Hắc ưng đặc công đang cùng Diệp Quân Lâm liên hệ xong về sau. Vừa muốn khởi động thiên thuẫn cục nhanh nhất phi hành khí quyền hạn, liền bị những người khác cho ngăn cản. Chậm đã, cái này chưa chừng là Diệp Quân Lâm mưu kế a. Nhìn xem trước đó nói nhất định sẽ đem Hắc ám bác sĩ giết chết, còn hiệp trợ chúng ta tìm. Kết quả đây, chính hắn cố ý nhiễu loạn phương hướng của chúng ta, đem người vụng trộm mang đi. Đúng vậy a, cái này Diệp Quân Lâm quá giảo hoạt. Lần này khó tránh khỏi là nó kế sách của hắn. Chúng ta phải biết rõ ràng sau này hãy nói. Chấm. Sau đó rất nhiều người đều bắt đầu ngăn cản Hắc ưng đặc công. Hắc ưng đặc công kỳ thật mình cũng rất xoắn suýt. Khả năng thật là Diệp Quân Lâm âm mưu. Hắn không xác định. Khả năng thật là Diệp Quân Lâm vì tẩy thoát mình chuyên môn nghĩ một chiêu. Ta cảm thấy trước khóa chặt Diệp Quân Lâm vị trí đi, xem hắn là đi đâu. Có người đề nghị. Chẳng qua lúc này bọn hắn nhìn thấy Viêm Long vệ trực tiếp hội nghị. Còn chứng kiến Hắc ám bác sĩ. Giống như sự tình cũng không phải Diệp Quân Lâm mưu kế. Là thật. Hắc ưng đặc công ý thức được không thích hợp. Hắn lập tức nói ra, như vậy đi, các ngươi trước khóa chặt Diệp Quân Lâm vị trí. Ta trước đuổi theo, chuyện này thà rằng tin là có, không thể tin là không. Tốt, ta đã khóa chặt Diệp Quân Lâm vị trí. Đây là đại hạ kim ưng chiến cơ. Rất nhanh. Hắc ưng đặc công liền lái thiên thuẫn cục tốc độ ánh sáng số 1 phi hành khí bắt đầu đuổi theo. Tốc độ này nhưng so sánh kim ưng chiến cơ còn mạnh hơn một chút. Nhưng mà Diệp Quân Lâm là có thể đuổi được. Thế nhưng là thời gian hoàn toàn lãng phí hết. Lúc đầu Hắc ưng đặc công trực tiếp xuất phát còn có một cơ hội. Hiện tại chạy đi tìm Diệp Quân Lâm, tăng thêm trước đó đám người ngăn cản, mấy chục phút lại lãng phí rơi. Đem một chút hy vọng sống trực tiếp lãng phí hết. Mà Diệp Quân Lâm bên này vậy mà gặp ngăn cản. Cũng đại đại kéo dài thời gian. Vốn là chỉ có một tia thời gian đi cứu vớt, hiện tại toàn hết rồi. Tương đương Diệp Quân Lâm song trọng bảo hộ đều không có. Mẹ hắn có bị bệnh không? Lúc này quấy rối. Diệp Quân Lâm thật giận. Cái này trong lúc mấu chốt, bất kỳ cái gì quấy rối đều là hại người. Mà lại hại chính là toàn thế giới. Mà ngăn cản kim ưng chiến cơ chính là cái kia nghiên cứu cổ tu sĩ cổ xưa thế lực. Diệp Quân Lâm tin tức này là bọn hắn tiết lộ ra ngoài. Chờ tin tức toàn thế giới đều biết thời điểm, bọn hắn đã đi tới đại hạ. Một bộ phận người nhìn chằm chằm Quân Quân, một bộ phận người đang tìm Diệp Quân Lâm hắc ám bác sĩ bọn hắn. Hiện tại một bộ phận người là theo sau. Chẳng qua quấy rối một sau 20 phút, thấy không cản được đi, bọn hắn chỉ có thể rút lui. Vừa vặn Diệp Quân Lâm muốn đại khai sát giới, thanh lý hết thảy chướng ngại. Thấy địch nhân rút lui. Chỉ có thể để kim ưng chiến cơ tăng thêm tốc độ. Chúng ta khả năng không đuổi kịp, dư thừa kia một bộ phận thời gian triệt để bị lãng phí hết. Thượng đế chi não mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Diệp Quân Lâm cũng cau mày, chẳng qua còn tốt, thiên tuấn cục bên kia đã tiến về. May mắn ta sớm thông chi hắc ưng đặc công. Nhưng lúc này, người điều khiển thanh âm vang lên. Tại chúng ta phía sau 8 cây số có một chiếc phi hành khí, so với chúng ta tốc độ nhanh hơn. Ngay tại đuổi kịp chúng ta. Nghe đến đó, Diệp Quân Lâm minh bạch. Thiên Tuấn Cục đây là không có tin tưởng hắn, chuyên môn chạy tới xác nhận. Lần này thời gian hoàn toàn lãng phí. Kia một tia sinh cơ chậm trễ rơi. Ngu xuẩn. Não tàn. Diệp Quân Lâm nổi giận mắng. Lần này xong. Triệt để xong. Lại nhanh cũng đuổi không kịp. Diệp Quân Lâm lập tức liên hệ Hắc ưng đặc công, đem tình huống toàn bộ nói cho hắn. Lập tức, yêu cầu bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất tiến về mục đích. Cứ việc không đuổi kịp, nhưng cũng nên thử một lần. Hắc ưng đặc công lần này lại không hoài nghi, hết tốc độ tiến về phía trước, tiến về mục đích. Bọn hắn gánh chịu lấy hy vọng duy nhất. Chấm. Mà Viêm Long vệ từ khi chịu mở cuộc họp khẩn cấp về sau, lập tức liền liên hợp mấy cái minh hữu bắt đầu an toàn đảo.
đem người cùng vật tư cùng một chút cần giữ lại hết thảy toàn bộ vận chuyển đến an toàn đảo bên trong. 500 cái an toàn đảo, còn có cùng loại với an toàn đảo thiên nhiên khu vực. Kết hợp với nhau, đối với đại hạ cùng mấy cái minh hữu vừa vặn đủ. Thời gian mấy tiếng, cần đem tất cả mọi người vận chuyển đến an toàn đảo đi. Đại hạ bên này Lục Hùng là tổng chỉ huy, dù sao trước đó liền có kinh nghiệm phương diện này. Dưới sự chỉ huy của hắn, các phương có thứ tự tiến hành. Mọi người bắt đầu cảm thán cảm ơn, cái này an toàn đảo thật phát huy được tác dụng. Mà lại nhanh như vậy liền dùng tới. An toàn đảo thật sự là cứu mạng dùng. Cứ việc nguy cơ lần này lớn, có thể an toàn đảo vẫn là có tỷ lệ nhất định có thể ngăn cản. Chí ít sống sót tỷ lệ tại %50. Đây là khá cao. Cái khác mấy cái minh hữu cũng cảm giác sâu sắc may mắn cùng đại hạ cùng một chỗ hợp tác. Không phải lúc này tránh đều không có chỗ chôn a. Trước mắt, đại hạ cũng chỉ có thể tự vệ, thế lực khác cũng không quản được. Thời gian cấp bách, chẳng qua đại đa số thế lực cùng khu vực, dù là biết cái này tin tức về sau, cũng chưa ngay lập tức mở ra bất luận cái gì hành động. Không ít người cảm thấy đây là giả. Cái này căn bản chính là đại hạ âm mưu. Muốn dùng loại này phảng phất độc chiếm hắc ám bác sĩ một người, từ đó đạt được chư thần phòng thí nghiệm toàn bộ bí mật. Đối với siêu cấp linh mạch loại vật này bọn hắn đừng nói đi tìm hiểu. Chính là chưa từng nghe thấy. Còn muốn đem toàn thế giới từ trong ra ngoài đều phá hủy. Không có khả năng. Hoàn toàn chính xác. Siêu cấp linh mạch, trừ đại hạ mấy vị thủ lĩnh biết ra, những người khác không biết. Thậm chí thiên thuẫn cục hắc ưng đặc công cũng không biết chuyện này. Nghe đều chưa từng nghe qua, chớ nói chi là hiểu rõ. Hiện tại có người đột nhiên nói vật này, có thể phá hủy toàn thế giới. Như thế nào? Cái này khiến mọi người như thế nào tin? Chớ đừng nói chi là đi chuẩn bị. Đừng nói bọn hắn. Chính là ngay từ đầu Diệp Quân Lâm đều không tin lắm. Cảm thấy loại này uy lực cũng quá khoa trương. Nếu không phải là bởi vì Tiêu Liệt Quân bọn hắn nói ra Atlantis kế hoạch kết thúc nguyên nhân. Diệp Quân Lâm cũng sẽ không như vậy tin tưởng. Diệp Quân Lâm cũng không tin. Chớ đừng nói chi là những người khác. Dù là chính là đại hạ những cái kia ngay tại hướng an toàn đảo chuyển di phần lớn người, cũng cảm thấy có chút hoang đường. Chẳng qua bọn hắn vẫn như cũ tiến về nguyên nhân chính là thà rằng tin là có, không thể tin là không. Mà lại tin tưởng những cái này quyết sách người liền đúng rồi. Dù là mình không tin, bọn hắn đều là một lòng vì dân, sẽ không để cho bọn hắn thua thiệt. Chẳng qua những người khác không giống. Bọn hắn càng phát ra không thể tin tưởng. Có không ít người nhìn tới đây chính là đại hạ quỷ kế, dùng cái này đến chuyển di mang đến hắc ám bác sĩ sự tình. Chính là nghĩ nuốt hết chư thần phòng thí nghiệm tất cả bí mật. Cái gì siêu cấp linh mạch? Có thể có lớn như vậy uy lực sao? Quả thực tại khôi hài đi. Đã có mạnh như vậy siêu cấp linh mạch, vì sao còn có thể thua ngân hà hộ vệ liên minh? Còn thua thảm như vậy. Có cái này chiêu, sớm làm gì đi. Mà lại uy lực hình dung quá mức đầu. Có thể đem thế giới bên trong bên ngoài phá hủy. Không tin. Bởi vậy các phương đều đang chần chờ. Dù là có chút thế lực tin tưởng đại hạ mở buổi tuyên bố, nhưng cũng không có cách nào a. Bọn hắn cũng không có cách nào a. Lại không có an toàn đảo. Lại không có ẩn thân địa phương. Khẩn cấp hưởng ứng cũng hưởng ứng không là cái gì. Thế là đều không có bất kỳ cái gì động tác. Cái này trên cơ bản là 8-9-10% hiện trạng. Có rất ít người đi tin tưởng. Còn đang chờ đến cùng là tình huống như thế nào. Thông minh một điểm còn chuyên môn đi điều tra. Chẳng qua tương đối đại hạ hừng hực khí thế khẩn cấp hưởng ứng. Bọn hắn chính là không có bất kỳ cái gì hành động. Kỳ thật còn có một phương cũng đang hành động bên trong. Đó chính là chiến ưng quốc. Bọn hắn tại biết sau chuyện này, không có chút nào hoài nghi. Vì chuyện kế tiếp làm chuẩn bị. Còn vừa để hắc ưng đặc công tận khả năng đi tổ chức. Một bên tổ chức toàn bộ ngân hà hộ vệ liên minh tiến hành tránh hiểm, một khi tai nạn hạo kiếp phát sinh, phải nghĩ ra biện pháp đi ứng đối. Cho nên ngân hà hộ vệ liên minh tại bí mật hành động. Để người nghĩ không ra chính là chiến ưng quốc hữu rất nhiều trụ sở bí mật, cũng liền tương đương với an toàn đảo. Bọn hắn mảy may không có hoài nghi chuyện này chân thực tính. Lập tức liền bắt đầu chuẩn bị. Có lẽ hiểu rõ nhất chư thần phòng thí nghiệm người mới sẽ biết hắc ám bác sĩ bọn hắn trả thù hậu quả đáng sợ đến cỡ nào. Bọn hắn so với ai khác đều muốn khẩn trương,
lập tức mở ra khẩn cấp hưởng ứng. Thời gian từng giây từng phút sói mòn. Cho dù ai đều cảm thấy đáng sợ. Tiêu Liệt Quân bọn hắn nhìn xem cái khác các quốc gia căn bản không có cái gì động tĩnh, kỳ thật rất khó chịu. Nhưng cũng bất lực. Nhắc nhở cũng vô dụng. Bọn hắn còn không tin. Chấm. Giờ phút này. Cùng mẫu thân ngay tại cùng nhau Quân Quân, lúc này đột nhiên gặp phải cổ xưa thế lực cường giả. Bọn hắn tại bắt không đến Hắc Ám bác sĩ về sau, chỉ có thể trước tiên đem Quân Quân mang đi. Bọn hắn phương thức cũng rất đơn giản. Trực tiếp khống chế Lý Tử Nhiễm bọn hắn. Biết Quân Quân thực lực không tầm thường, bọn hắn cũng không dám đang đối mặt Quân Quân xuống tay. Vì nhanh nhất đem Quân Quân mang đi, chỉ có thể dùng loại này thủ đoạn hèn hạ. Quân Quân vội vàng không kịp chuẩn bị. Lý Tử Nhiễm cùng mấy cái thân nhân đều bị bắt lại. Nàng không có cách nào. Chỉ có thể đi theo đối phương đi. Bọn này cổ xưa thế lực dùng đặc thù khóa còng tay, đem Quân Quân bắt lấy sau cấp tốc mang đi. Đương nhiên bọn này cổ xưa thế lực cường giả cũng không phải ăn chay. Chính diện gặp phải Quân Quân bọn hắn cũng là có thể cầm xuống, chỉ có điều hao chút lực. Vừa rồi kia một nhóm người thậm chí đem Diệp Quân Lâm cho tạm thời ngăn lại. Đây đối với Lý Tử Nhiễm đến nói là cái trầm thống đả kích. Vốn là xuất hiện chuyện như vậy. Tất cả mọi người hướng an toàn đảo chuyển di, kết quả Quân Quân lại bị bí mật mang đi. Lý Tử Nhiễm tại một trận giọng nghẹn ngào bên trong, từ chuyển di trong đội ngũ thoát ly. Chạy tới cứu Quân Quân. Quân Quân có việc, nàng làm sao dám còn sống. Chuyện này ai cũng không nghĩ tới, thậm chí Diệp Quân Lâm đều không nghĩ tới. Diệp Quân Lâm bọn hắn đang toàn lực tiến về siêu cấp linh mạch vị trí. Hắc Ưng đặc công bọn hắn cũng thế. Cục thủ Smith còn khai thông tất cả quyền hạn. Trong phạm vi toàn thế giới chiến ưng quốc bất luận cái gì căn cứ, bất kỳ cái gì vũ khí cũng có thể sử dụng. Hắc Ưng đặc công lập tức bắt đầu dùng những thứ này. Mặc dù biết truy tung chặn đường khả năng không lớn, nhưng toàn bộ đều bắt đầu dùng. Vạn nhất có hy vọng đâu. Mặt khác Ngân Hà hộ vệ liên minh tại dọc đường tất cả căn cứ, xuất động từng cái chiến cơ. Hoặc là các loại vũ khí phát xạ tiến hành điên cuồng ngăn cản. Thế tất yếu đem hai chiếc phi hành khí chặn lại. Chấm. Có thể làm toàn bộ làm đến nơi đến chốn. Còn lại liền toàn bộ nhờ vận khí. Một phen dày vò sau. Còn thừa lại hơn một giờ thời gian. Hai chiếc phi hành khí đã tới Nam Cực sông băng trên không. Sắp tiến vào sông băng bên trong. Cứ việc vô số vũ khí tại Nam Cực sông băng chút xuống. Thế nhưng là đều bị hai chiếc phi hành khí bị lừa gạt. Hoặc là giả lộ tuyến. Hoặc là thời gian trì hoãn. Chấm. Dù sao Thượng Đế chi não làm ra một hệ liệt phức tạp đảo ngược thiết trí. Có thể qua lừa qua tất cả truy tung. Bởi vậy khi tiến vào Nam Cực sông băng trước, chặn đường thất bại. Răng rắc, răng rắc. Hai chiếc phi hành khí lấy tốc độ cực nhanh trực tiếp đánh xuyên sông băng. Xuyên vào phía dưới. Cứ việc siêu cấp linh mạch tại sông băng chỗ sâu, siêu cấp sâu địa phương. Thế nhưng là dựa theo tốc độ nửa giờ tuyệt đối có thể đạt tới. Nhưng phàm là gặp được bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp quét ngang hết thảy, không có tí tí ảnh hưởng nào bất luận cái gì tốc độ. Không tốt, ta bên này không có cản lại. Hai cái mục tiêu đã tiến vào Nam Cực sông băng bên trong. Hắc Ưng đặc công liên hệ Diệp Quân Lâm bên này. Thượng Đế chi não cũng tra được hai chiếc phi hành khí vị trí. Chúng ta tuyệt không tại đến Nam Cực sông băng trước cản lại. Chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Thượng Đế chi não một mặt ảo não. Dựa theo kế hoạch của hắn, chính là lấy tốc độ cực nhanh sớm một bước đến Nam Cực sông băng. Sau đó nghĩ biện pháp phá hủy đi. Nhưng là bây giờ bởi vì những người kia ngăn cản, chậm trễ thời gian quá dài, không thể sớm đến. Hắc Ưng đặc công bên kia cũng bởi vì não tàn ngu xuẩn, bỏ lỡ tốt nhất thời gian. Cũng là không thể sớm đạt tới Nam Cực sông băng. Hơn nữa còn kém chí ít nửa giờ. Cái này mang ý nghĩa cơ hội tốt nhất không có. Hiện tại nếu như chúng ta đi theo thông thường lộ tuyến, tuyệt đối là đuổi không kịp. Hy vọng duy nhất chính là tìm cái khác thông đạo tiến vào. Nhìn xem có hay không một tia sinh cơ. Thượng Đế chi não nói. Hắc Ưng đặc công bọn hắn tiếp vào tin tức về sau, lập tức sử dụng vũ khí tầm xa tại Nam Cực sông băng tỏa định vị trí đánh thông một cái thông đạo. Mà Kim Ưng chiến cơ bên này, Diệp Quân Lâm cũng một quyền của mình mở ra một cái thông đạo. Đôi bên hết sức đánh cược một lần. Hy vọng có thể gặp phải. Sau đó một giờ chính là sinh tử vận tốc. Đuổi kịp, hóa giải nguy cơ.
đuổi không kịp, thế giới hạo kiếp. Đại Hạ cùng Minh Hữu cùng Ngân Hà hộ vệ liên minh đã tại làm hạo kiếp tiến đến sau chuẩn bị. Ví dụ như Đại Hạ bên này, đem một vài khan hiếm đồ vật hoặc là hạt giống loại hình toàn bộ giấu đi. Vạn nhất thật bị phá hủy, đều muốn giữ lại chút gì. Lưu lại một điểm hy vọng hồi sinh. Chỉ có một đám lũ ngu xuẩn còn đang hoài nghi cái này, hoài nghi cái kia. Mảy may cũng không có chuẩn bị. Có chút không sợ chết não tàn thậm chí tuyên bố phải chờ đợi thế giới hạo kiếp đi vào. Bọn hắn cũng không tin tưởng Đại Hạ chuyện ma quỷ. Bọn hắn liền chờ 6 tiếng sau thế giới này đến cùng là hạo kiếp, vẫn là không có việc gì. Bọn hắn còn kế hoạch tốt đến lúc đó không có bất kỳ cái gì sự tình, là như thế nào trả thù Đại Hạ. Chính là bất kể vạch sớm thoát đi hoặc là dự phòng biện pháp. Đại Hạ cùng Chiến Ưng quốc bên kia một mực cũng đang chăm chú Diệp Quân Lâm cùng Hắc Ưng đặc công tiến độ. Biết lớn nhất hy vọng không có về sau. Kết quả tất cả mọi người dự liệu được. Đó chính là nhất không kết quả tốt. Tăng thêm tốc độ, tăng thêm tốc độ. Đại Hạ cùng Ngân Hà hộ vệ liên minh chỉ có thể tăng thêm tốc độ. Hoàn toàn chính xác, hy vọng cơ hồ là số 0. Diệp Quân Lâm bọn hắn làm chính là ra sức đánh cược một lần. Liều một phen cơ hội cuối cùng. Trên cơ bản không muốn ôm bất cứ hy vọng nào. Mà giờ khắc này, Lý Tử Nhiễm một đoàn người ngay tại tìm Quân Quân. Thế nhưng là kia hàng thế lực mang đi Quân Quân về sau, liền biến mất vô tung vô ảnh. Cái này khiến mọi người bên trên đi nơi nào tìm. Căn bản không biết mang đi Quân Quân chính là ai vậy. Sau đó, Lý Tử Nhiễm muốn liên lạc Diệp Quân Lâm, nhưng Diệp Quân Lâm đã rời đi. Nơi nào liên hệ được? Mà lại tất cả mọi người đang bận, nơi nào còn có nhàn tâm vì Lý Tử Nhiễm suy xét a? Chẳng qua biết chuyện này Hắc Ám bác sĩ lập tức tìm được Lý Tử Nhiễm một đoàn người. Ta biết đại khái là ai mang đi Diệp tiên sinh nữ nhi. Hắn một câu, kém chút để Lý Tử Nhiễm cho sụp đổ. A, ngươi biết ở đâu, mau nói. Tất cả mọi người khẩn trương xông tới. Theo ta được biết, tại phương Tây có một cái chuyên môn nghiên cứu cổ tu sĩ cổ xưa tổ chức. Ví dụ như ta thật sớm là tại bọn hắn trong danh sách. Đã sớm nghĩ nghiên cứu ta người bình thường này. Lần này, hẳn là bọn hắn. Coi ta cùng Diệp tiên sinh từ Chiến Ưng quốc rời đi thời điểm, chính là bọn hắn phát hiện. Về sau đem Diệp tiên sinh để lộ ra cũng hơn nửa là bọn hắn. Phía trước Diệp tiên sinh bọn hắn Kim Ưng chiến cơ gặp tập kích. Cũng hẳn là bọn hắn. Ta trước đó chỉ là hoài nghi, có chút không xác thực tin. Nhưng bọn hắn đối Diệp tiên sinh nữ nhi xuống tay, ta liền xác định, trước đó một trận chiến bên trong, Diệp tiên sinh nữ nhi bày ra, rất giống Đại Hạ trong truyền thuyết trấn ma ti luyện khí thuật. Đại Hạ luyện khí sĩ một mực bọn hắn nghĩ nghiên cứu mục tiêu. Đoán chừng là cái này nguyên nhân, Diệp tiên sinh nữ nhi bị mang đi. Hắc Ám bác sĩ suy đoán hoàn toàn chính là đúng. Trước đó là hoài nghi. Hiện tại biết được chuyện này sau, lập tức liền khẳng định, cái này cổ xưa tổ chức chính là phát hiện bọn hắn. Hiện tại chia binh hai đường đến Đại Hạ. Hắc Ám bác sĩ lập tức nhìn về phía Lý Tử Nhiễm, Diệp phu nhân, xin ngươi đừng lo lắng. Con gái của ngươi tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Bọn hắn chỉ là nghiên cứu. Vậy ngươi có thể tìm tới bọn hắn sao? Lý Tử Nhiễm kích động mà hỏi. Ta cũng không biết, nhưng ta thử xem đi. Chỉ là thời gian có chút quá ít. Hắc Ám bác sĩ nói. Dài nhất cũng chỉ là 10 giờ thời gian. Muốn tìm tới cái này cổ xưa tổ chức đoán chừng muốn hao phí thời gian rất dài. Được rồi, ta thử một chút xem sao. Còn Diệp tiên sinh một cái ân tình. Diệp tiên sinh bên kia so với chúng ta còn muốn khẩn trương, mọi người liền không cần phải đi quấy rầy. Hắc Ám bác sĩ nói. Cuối cùng, hắn mang theo Lý Tử Nhiễm một đoàn người bắt đầu tìm kiếm cái này cổ xưa tổ chức. Đương nhiên thời gian cấp bách trình độ không thua gì Diệp Quân Lâm bên kia. Diệp Quân Lâm bên này tiến vào mới thông đạo về sau, ý đồ chặn đường hạ hai chiếc phi hành khí. Thời gian bù lại một chút xíu, thế nhưng chính là 1-2 phút thôi, căn bản không được tác dụng. Thượng đế chi não mặt âm trầm. Hắc Ưng đặc công bên kia cũng đoán chừng nhanh không có bao nhiêu. Không đuổi kịp a. Chấm. Hai bên đều không thể gặp phải. Đây chính là nhất làm cho người tuyệt vọng sự tình. Thời gian càng ngày càng dài. Khoảng cách siêu cấp linh mạch càng ngày càng gần. Mang ý nghĩa hy vọng càng ngày càng nhỏ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nửa giờ. Một cái giờ. Còn lại hơn 20 phút thời gian. Vẫn không có đuổi kịp. Cái này làm cho tất cả mọi người tâm chìm đến đáy bộ.
Không được, tiếp tục như vậy không được, phải nghĩ biện pháp. Diệp Quân Lâm cau mày. Biện pháp gì? Hiện tại ta đầu óc trống rỗng, nghĩ không đến bất luận cái gì biện pháp. Mà lại chiến cơ tốc độ đã tăng lên tới tối cao. Còn có thể có biện pháp nào? Thượng đế chi não nói. Cái kia chỉ có thể ta tới cấp cho chiến cơ gia tốc. Hy vọng có thể chịu được. Diệp Quân Lâm thả người nhảy lên. Từ trong chiến cơ nhảy ra ngoài. Ầm ầm. Hắn một quyền đánh đi ra, toàn lực cho Kim Ưng chiến cơ gia tốc. Kim Ưng chiến cơ lấy siêu thoát xuất từ thân cực hạn tốc độ một chút bắn ra đi. Lúc đầu Kim Ưng chiến cơ liền lấy tốc độ cực hạn đang lao vùn vụt. Trên cơ bản bay xong lần này về sau, chiến cơ tuyệt đối báo hỏng. Lúc đầu các phương diện đều tại cực hạn chịu đựng. Hiện tại Diệp Quân Lâm toàn lực thôi động dưới, tốc độ trọn vẹn tăng lên một lần. Tại tốc độ cực hạn hạ lại tăng lên một lần. Có thể nghĩ nhanh đến trình độ nào. Rút ngắn một nửa thời gian. Vẫn là có cơ hội. Răng rắc, răng rắc. Rất nhanh Kim Ưng chiến cơ tầng ngoài bắt đầu vỡ vụn ra. Cho dù là cấp cao nhất vật liệu cũng không chịu nổi cái này áp lực kinh khủng. Cái tốc độ này thực sự là siêu thoát ra Kim Ưng chiến cơ cực hạn. Ngay sau đó là Kim Ưng chiến cơ bên trong kết cấu một chút xíu vỡ vụn ra. Cái này người điều khiển đều hù chết. Sau đó chính là phi cơ hủy người vong hạ tràng. Chẳng qua chỉ có như thế, mới có thể tại trước đó đến. Rất nhanh, chỉ thấy một đạo hỏa quang ở trong đường hầm cực tốc xuyên qua. Kia là Kim Ưng chiến cơ đã bắt đầu thiêu đốt. Thừa nhận nó không nên có tốc độ cùng lực lượng. Phác, Thượng Đế A, ta nhìn thấy cái gì? Một bên khác Hắc Ưng đặc công chỗ chiến cơ nhìn thấy đại hạ Kim Ưng chiến cơ đột nhiên tăng tốc. Còn tăng lên một lần tốc độ. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua nhìn thấy Kim Ưng chiến cơ tại cực tốc thiêu đốt, hắn hiểu được. Diệp Quân Lâm đây là tại được ăn cả ngã về không? Không có cách nào biện pháp. Diệp Quân Lâm cũng lấy tốc độ cực hạn đuổi theo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khoảng cách siêu cấp linh mạch vị trí càng ngày càng gần. Hai chiếc phi hành khí sắp đến. Ngay tại lúc này, đột nhiên một đạo bốc lên hỏa quang Kim Ưng chiến cơ sớm một bước đến. Chiến cơ không chịu nổi, lập tức sẽ nổ tung. Người điều khiển hô lớn. Nhất là nhìn thấy sắp vò tới hai chiếc phi hành khí. Phá hủy đi bọn chúng. Dùng tất cả vũ khí. Nhanh nhanh nhanh. Thượng đế chi não hô lớn. Liền phải một lần tính dùng vũ khí đem phi hành khí phá hủy đi, để nó tự hủy chương trình đều khởi động không được. Rầm rầm rầm. Kim Ưng chiến cơ bốc lên phi cơ hủy người vong nguy hiểm, đem tất cả vũ khí cùng một chỗ bắn ra đi. Nhưng cái này hai chiếc phi hành khí căn bản không thể bị khóa định, bởi vậy chỉ có thể bao trùm thức đả kích. Đem tất cả hỏa lực bày ra ra. Thế nhưng là Thượng Đế chi não cho hai chiếc phi hành khí thiết trí chương trình bên trong, có một chiếc là hộ vệ tính chất, muốn bảo vệ một cái khác chiếc. Đột nhiên hai con phi hành khí, một con phía trước, một con ở phía sau. Một con bảo hộ một cái khác. Nhìn thấy phi hành khí tự động bảo hộ. Thượng Đế chi não cũng rất buồn rầu. Đây là chết chương trình. Từ khi khởi động về sau, không có bất kỳ biện pháp nào đình chỉ. Lúc trước cũng là bọn hắn vì trả thù, quá là hấp tấp. Quá tuyệt đối. Hết thảy đều thiết lập chết. Liền chính hắn cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ầm ầm. Rất nhanh tất cả vũ khí đều đánh vào chiếc thứ nhất phi hành khí bên trên. Chiếc này phi hành khí đương nhiên cũng không phải toàn bộ ngăn lại. Còn bắt đầu dùng nhất định phản kháng. Mà tại hiểm hộ dưới. Thứ hai chiếc phi hành khí từ một phương hướng khác nhanh chóng lao vùn vụt. Đồng thời gặp phải công kích chiếc thứ nhất phi hành khí tiếp tục hiểm hộ. Một mực hiểm hộ đến thụ trọng thương. Trực tiếp khởi động tự hủy chương trình hướng siêu cấp linh mạch đánh tới. Ngăn lại nó. Thượng đế chi não hô lớn. Kim Ưng chiến cơ vũ khí lập tức đối chiếc thứ nhất phi hành khí tiến hành phá hủy đả kích. Để nó khởi động tự hủy chương trình cũng vô dụng. Hao hết khí lực cuối cùng là đem chiếc thứ nhất phi hành khí triệt để phá hủy. Chẳng qua lúc này Kim Ưng chiến cơ đã vỡ thành mảnh nhỏ. Khắp nơi đều tại ra trục trặc. Các loại hệ thống hỗn loạn, căn bản không cách nào vận chuyển bình thường. Tiếp tục, đem thứ hai chiếc phi hành khí phá hủy. Thượng đế chi não hô lớn. Mắt thấy thứ hai chiếc phi hành khí xuyên qua. Hắn nóng nảy muốn chết. Không tốt. Hệ thống vũ khí kẹt chết, phát xạ không ra, a, nhanh lên a. Điều khiển viên hô to. Thực sự là Kim Ưng chiến cơ bị hao tổn quá nghiêm trọng.
Đừng nói hệ thống vũ khí hư hao, chính là chiến cơ lập tức đều muốn nổ. Nhanh lên a, nhanh lên a. Thượng đế chi não mình thao tác. Ầm ầm. Nhưng lúc này kim ưng chiến cơ tự thân bạo tạc lên. Hệ thống triệt để tê liệt. Chớ nói chi là vũ khí bắn ra đi. Kim ưng chiến cơ cứ việc nói trước một bước đến, thế nhưng là cuối cùng chỉ có thể ngăn cản một khung phi hành khí. Cuối cùng vẫn là vô dụng. Một cái khác chiếc chiến cơ căn bản không ngăn cản nổi. Mà lại kim ưng chiến cơ sắp nổ nát, mấy người tính mạng hấp hối. Siêu cấp linh mạch vị trí ngay tại phía dưới. Một cái khác chiếc phi hành khí mang theo toàn bộ vũ khí, đối lúc trước siêu cấp linh mạch lỗ hổng tiến hành cuồng oanh loạn tạc. Cứ việc lúc trước phong bế thời điểm dùng thiên ngoại kim loại, không thể phá vỡ. Thế nhưng là thượng đế chi não bọn hắn hiểu rõ loại kim loại này kết cấu, biết làm sao phá hủy. Bởi vậy phi hành khí bên trong mang theo vũ khí là chuyên môn đối phó đóng kín. Ầm ầm. Tại một trận đất rung núi chuyển động tĩnh bên trong. Phong bế lỗ hổng kim loại toàn bộ bị phá hủy. Siêu cấp linh mạch lỗ hổng nứt ra tới. Thế nhưng là phi hành khí bên trong mang theo vũ khí tiếp tục oanh kích, muốn đem lỗ hổng tiếp tục mở rộng. Không chỉ có như thế. Cuối cùng còn muốn khởi động tự hủy chương trình, trực tiếp va chạm hướng siêu cấp linh mạch. Đem siêu cấp linh mạch lỗ hổng một lần tính phá hủy đến lớn nhất. Nhìn xem siêu cấp linh mạch vị trí xuất hiện trùng thiên ánh lửa, bọn hắn đều muốn chết lặng. Xong, lần này thật toàn bộ đều xong. Thất bại trong gang tấc. Thượng đế chi não trực tiếp khóc. Làm nhiều như vậy cố gắng, cuối cùng thất bại. Những người khác cũng đều là giống nhau. Lập tức kim ưng chiến cơ cũng phải hủy. Thế nhưng là không ai quan tâm sinh tử của mình. Bọn hắn chỉ là tại tiếc nuối cuối cùng thời khắc không có có thể cứu vớt thế giới. Ầm ầm. Lúc này Hắc Ưng đặc công chiến cơ đến. Nhìn thấy phương xa bốc lên ánh lửa minh bạch hết thảy. Vẫn là tới chậm. Không cách nào cứu vớt. Tốc độ của bọn hắn cuối cùng chậm. Sau một khắc, dựa vào tốc độ đến Diệp Quân Lâm cũng đến. Chẳng qua lúc này tất cả mọi người sẽ không đi kinh ngạc Diệp Quân Lâm tự thân tốc độ gần như có thể so sánh nhanh nhất chiến cơ. Mà là đắm chìm trong trước mắt siêu cấp linh mạch trong nguy cấp. Tích tích tích, thiên thuẫn cục chiến cơ quần lập ngựa phát ra cấp bậc cao nhất cảnh báo. Kiểm tra đo lường đến phía trước lực lượng cường đại cùng từ trường dị thường. Đã siêu thoát ra dụng cụ kiểm tra đo lường, sắp phóng xuất ra, đem phá hủy chúng ta tất cả. Nghe nói như thế, Hắc Ưng đặc công tâm chìm đến đáy cốc. Vì sao cục thủ Smith như thế sợ hắc ám bác sĩ? Nguyên nhân hiện tại biết. Rút, tất cả mọi người tranh thủ thời gian rút đi. Các ngươi chuyển rời đến Hắc Ưng đặc công chiến cơ. Diệp Quân Lâm liền vội vàng đem thượng đế chi não mấy người chuyển rời đến Hắc Ưng đặc công trong chiến cơ. Đem kim ưng chiến cơ triệt để từ bỏ. Ầm ầm. Chẳng qua kim ưng chiến cơ lập tức nổ tung. Các ngươi rút lui trước lui. Diệp Quân Lâm để Hắc Ưng đặc công bọn hắn rời đi. Vậy còn ngươi? Hắc Ưng đặc công hỏi. Không cần phải để ý đến ta. Diệp Quân Lâm một mặt kiên quyết. Ầm ầm. Lúc này siêu cấp linh mạch vị trí đã phát sinh nghiêng trời lệch đất, đất rung núi chuyển động tĩnh lan tràn ra. Toàn bộ Nam Cực sông băng đều tại ầm ầm lay động. Một trận trước nay chưa từng có động đất đang tiến hành bên trong. Nhưng mà cái này vẻn vẹn bắt đầu thôi. Siêu cấp linh mạch bên trong năng lượng mới phải ra tới. Hắc Ưng đặc công sẽ chỉ chiến cơ quần lập ngựa từ nơi này rời đi. Lấy tốc độ cực hạn cấp tốc thoát khỏi. Sợ một hồi đi không được. Diệp Quân Lâm không có đi nguyên nhân là hắn còn muốn cuối cùng thử một lần. Muốn nhìn một chút dựa vào mình lực lượng có thể hay không làm ra một chút thay đổi. Ầm ầm. Phía dưới động tĩnh càng lúc càng lớn. Đáng sợ năng lượng Diệp Quân Lâm có thể cảm nhận được. Siêu thoát ra hết thảy. Mà lại càng ngày càng mạnh. Không hổ là có thể đem thế giới bên trong bên ngoài phá hủy lực lượng. Răng rắc răng rắc. Siêu cấp linh mạch vỡ ra lỗ hổng càng lúc càng lớn. Năng lượng sắp dâng lên ra. Diệp Quân Lâm một mặt kiên định, song quyền nắm chặt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đến rồi. Nương theo lấy núi kêu biển gầm động tĩnh, siêu cấp linh mạch từ vết nứt triệt để bộc phát. Trực tiếp dâng trào ra tới. Đó là một loại cực hạn phá hủy hết thảy năng lượng khí thể. Trước mắt có cái gì liền có thể xé nát cái gì. Vô luận là nhiều cứng rắn kim loại hoặc là mạnh cỡ nào phòng ngự. Chỉ là bị những năng lượng này khí thể xung kích về sau, trong khoảnh khắc hóa thành hư vô.
chư thần phòng thí nghiệm đã thua thiệt qua. Đây là bọn hắn không cách nào trưởng khống. Chẳng qua nhìn xem phun ra ngoài năng lượng khí thể. Diệp Quân Lâm thế nhưng là một bước đều không có lùi bước. Tới đi. Hắn cuồng hống một tiếng. Sử xuất toàn thân lực lượng, tạo nên một đạo bình chướng vô hình ra tới. Trước đó không có bất kỳ người nào bức bách Diệp Quân Lâm toàn lực xuất kích. Nhưng bây giờ Diệp Quân Lâm chân chính làm được toàn lực xuất kích. Mạnh. Quá mạnh. Nếu để cho thế nhân nhìn thấy Diệp Quân Lâm cái này lực lượng cường đại, chỉ sợ phải kinh hô liên tục, thậm chí quỳ xuống cúng bái, như thấy thần minh. Ngăn trở. Chẳng ai ngờ rằng chính là Diệp Quân Lâm vậy mà ngay lập tức chặn lại. Kia phá hủy hết thảy năng lượng khí thể bị Diệp Quân Lâm mạnh mẽ ngăn tại cái lối đi này chúng. Ầm ầm, ầm ầm. Năng lượng khí thể bộc phát càng ngày càng mãnh, nhưng bị Diệp Quân Lâm gắt gao ngăn trở. Thế nhưng là vết nứt càng lúc càng lớn, hướng bốn phía bắt đầu mở rộng. Mà lại Nam Cực sông băng khắp nơi đều tại xuất hiện vết rách, chỉ là vấn đề thời gian. Sớm tối vẫn là sẽ bạo phát đi ra. Giờ phút này, Hắc Ưng đặc công chiến cơ bầy đã từ Nam Cực sông băng trên không thoát đi. Hắn xa xa tại quan sát Nam Cực sông băng phát sinh hết thảy. Thấy cái gì tình huống đều không có. Nên đến vậy mà không có tới. Hắn liền hiểu. Tên điên, hắn là cái tên điên. Hắc Ưng đặc công đã đoán được Diệp Quân Lâm muốn làm gì. Không khỏi hô to. Đây là nhân lực so đấu thiên địa A. Hắn muốn cực lực ngăn cản. Sợ là về sau rốt cuộc Diệp Quân Lâm. Chẳng qua nếu là nghiêm trọng. Khả năng toàn thế giới đều phải không có. Chặn đường thất bại, siêu cấp linh mạch đã bị phá tan. Thế giới hạo kiếp sắp tới. Chúng ta thua. Đồng thời, Hắc Ưng đặc công hướng Ngân Hà hộ vệ liên minh cùng Đại Hạ phương diện phát cuối cùng tin tức. Gánh chịu lấy tất cả mọi người hy vọng bọn hắn thất bại. Tuyệt không cản lại. Lưỡi đao đặc công cùng gấu Bắc Cực đặc công toàn bộ cúi đầu không nói lời nào. Lúc trước chính là bọn hắn ngăn cản. Mới đưa đến thời gian bị kéo dài, từ đó bỏ lỡ ngăn trở thời gian. Bọn hắn có trọng đại trách nhiệm. Còn có nửa đường đánh lén cổ xưa thế lực, trì hoãn Diệp Quân Lâm tốc độ. Bọn hắn cũng phải phụ trọng lớn trách nhiệm. Tuyệt vọng. Đại Hạ cùng các lớn minh hữu cùng Ngân Hà hộ vệ liên minh toàn bộ tuyệt vọng. Không có hy vọng. Chỉ có thể kỳ vọng an toàn đảo có thể ngăn cản hết thảy. Nhanh nhanh nhanh, siêu cấp linh mạch cứng rắn bị đánh vỡ. Lập tức liền phải càn quét toàn thế giới. Chúng ta phải tăng thêm tốc độ. Nhanh nhanh nhanh, thời gian chính là hết thảy. Mọi người liều. Chấm. Đại Hạ cùng Ngân Hà hộ vệ liên minh như là phát điên, tại chuyển di tại phòng bị. Thế nhưng là phần lớn thế lực khu vực vẫn là đồng dạng. Quan sát trạng thái. Bọn hắn không phải chờ chân chính xuất hiện tình trạng, thẳng đến bọn hắn tận mắt thấy, mới có thể khai thác biện pháp. Hiện tại cái gì cũng không thấy. Bọn hắn vẫn như cũ làm theo ý mình. Căn bản không có đem đây hết thảy để vào mắt. Bọn hắn căn bản không biết tiếp xuống muốn tiếp nhận cái gì. Một khi trông thấy bộc phát tình huống, lại đi chuẩn bị, kỳ thật đã trễ. Bằng không Đại Hạ các lớn liên bang cùng Ngân Hà hộ vệ liên minh bọn hắn cùng như bị điên đoạt thời gian. Viêm Long vệ bên này càng là làm ra một cái quyết định sau. Nam Cực sông băng hạ siêu cấp linh mạch đến cùng chúng ta Đông Hải chỗ sâu siêu cấp linh mạch là không là một chuyện. Chúng ta vẫn là phái ra một tiểu đội đi nhìn chằm chằm điểm đi. Đông Hải cái này siêu cấp linh mạch bộc phát, chúng ta khả năng thời gian không đủ. Cuối cùng Viêm Long vệ quyết định phái ra một tiểu đội đi nhìn chằm chằm Atlantis kế hoạch hạ siêu cấp linh mạch. Tào Chí Quốc lần nữa làm lĩnh đội. Chủ yếu dính đến chuyển di thời gian khả năng không đủ. Một khi Atlantis kế hoạch phía dưới siêu cấp linh mạch cũng bộc phát. Kia Đại Hạ rất nhiều thứ là không kịp chuyển di. Chỉ có thể khởi động phương án thứ hai. Cho nên nhất định phải nhìn chằm chằm. Mà lại Tào Chí Quốc trải qua đặc thù thu xếp. Khi tiến vào đáy biển trong thông đạo khắp nơi thiết trí nhân viên. Đến lúc đó vạn nhất có tin tức, trải qua tầng tầng truyền lại, cực lớn trình độ ngay lập tức truyền lại phía dưới tin tức. Có chút phong hỏa đài ý tứ. Lẫn nhau nhanh chóng truyền lại. Dù sao nơi này ngăn cách hết thảy tín hiệu. Chỉ có thể dùng loại này đần biện pháp. Chấm. Một bên khác. Hắc ám bác sĩ bọn hắn cũng nhận được tin tức. Cuối cùng vẫn là không có ngăn cản. Nhưng giờ phút này bọn hắn đã đi tới phương Tây Châu. Chuyên môn tìm kiếm cổ xưa thế lực. Vẫn là phương Tây Châu tòa thành kia bên trong. Đám người hội tụ. Quân quân đã được đưa tới.
hắc ám bác sĩ bọn hắn trả thù đã bắt đầu, đem bọn hắn phát hiện siêu cấp linh mạch cho đánh vỡ. Bọn hắn cũng biết tất cả tin tức. Siêu cấp linh mạch, đây không phải là đại hạ cổ tu sĩ cần a. Hiển nhiên cái này cổ xưa tổ chức đối siêu cấp linh mạch so rất nhiều người đều muốn rõ ràng. Nào như thế một đầu siêu cấp linh mạch, muốn triệt để bộc phát, phá hủy thế giới này dễ như trở bàn tay a. Chúng ta cũng phải rút a. Chấm. Đây là một đám người thông minh, đương nhiên sẽ không lựa chọn cứng rắn.